Đừng nói Dương Nghị Vân một cái thánh đạo một tầng, liền tính là cùng đẳng cấp khác thánh đạo ba tầng, một khi tiến vào hắn ám dạ thế giới, làm theo đều đến game over. Hắc vệ là vô cùng tự tin, thậm chí là có thể nói trong lòng có điểm phiêu, đem Dương Nghị Vân vây ở chính mình ám dạ thế giới, nắm chắc, nhưng xem như ở đạo chủ trước mặt lập hạ công lớn. Bất quá! Dương Mẫu Nhân lúc này còn lại là, khóe miệng giơ lên lên. Nghe được hắc ám truyền đến nói chuyện, hắn chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là âm dương đạo chủ tọa hạ một cái cẩu a. Ha ha, người chủ tử đều ở bản đế trên tay ăn mệt, hiện tại lại là làm ngươi đi tìm cái chết, thật đúng là có này chủ tất có này cẩu. Dương Nghị Vân mang theo trào phúng dỗi qua đi. Làm can, tiểu tử chết đã đến nơi còn dám nói năng lỗ mãng, bổn tọa hôm nay khiến cho ngươi sinh không bằng này. Hắc vệ giận dữ. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, còn không phải là một cái hắc ám không gian sao, ngươi cho rằng dưới đèn hắc là có thể làm bản đế khuất phục, chê cười. Ha ha ha, hắc vệ âm trầm trầm cười lạnh vang vọng ở toàn bộ hắc ám thế giới. Ngay sau đó nói, hắc ám không gian, ha ha, tiểu tử ngươi nếu là lấy vì đây là tầm thường hắc ám không gian kia có thể to lắm, sai đặc sai rồi, nói thật cho ngươi biết, đây là bổn tọa công đức chứng đạo hắc ám thế giới. Ở chỗ này bổn tọa đó là sáng thế thần, ngươi. Chỉ là con kiến ngươi, ha ha, hiện tại quỳ xuống xin tha, có lẽ bổn tọa tâm tình hảo, có thể cho ngươi ăn ít điểm đau khổ, đừng nói ngươi một cái thánh đạo một tầng, liền tính là thánh đạo ba tầng bốn tầng cường giả, tiến vào bổn tọa ám giả thế giới, đều đến ngoan ngoãn cấp bổn tọa quỳ xuống tới xin tha. Hắc vệ vừa nghe Dương Nghị Vân mạnh miệng, liền biết Dương Nghị Vân đem chính mình ám giả thế giới trở thành tầm thường hắc ám không gian, trực tiếp liền đắc y lên. Cái này nửa ngày, Dương Nghị Vân không nói chuyện. Hắc vệ cho rằng Dương Nghị Vân sợ hãi, lại là cười to nói, như thế nào? Tiểu tử sợ, sợ liền quỳ xuống đất xin tha, ha ha ha. Hắc vệ càn rỡ cười to quanh quẩn ở vô tận trong bóng đêm. Hắn lại là không cảm nhận được, giờ phút này hắc ám phát ra một chút rất nhỏ chấn động. Mà thậm chí hắc ám Dương Nghị Vân, ở hắc vệ trong mắt, vẫn luôn liền đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút. Hết thảy đều ở giám thị dưới. Chỉ là ngay sau đó, hắc vệ nhìn đến Dương Nghị Vân tựa hồ trong lúc lơ đãng vươn tay ở chính mình giữa mày sờ soạng một chút, thoạt nhìn như là lau mồ hôi giống nhau. Liền cho rằng Dương Nghị Vân bị chính mình dọa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng càng thêm đắc ý. Bất quá. Lúc này chỉ nghe Dương Nghị Vân lười biếng mang theo ý cười mở miệng nói, ha ha, ở bản đế trước mặt chơi hắc ám ngươi cũng xứng. Muốn nói hắc ám chi đạo, bản đế là ngươi tổ tông. Đến đây đi, có cái gì thủ đoạn làm bản đế kiến thức kiến thức. Dương Nghị Vân lời này vừa ra tới, tức khắc khiến cho hắc vệ sửng sốt. Tâm nói tiểu tử này có phải hay không dọa choáng váng. Đều đến lúc này, còn cãi bướng. Còn mẹ nó chơi hắc ám là tổ tông. Lão tử mẹ nó mới là ám hắc trung tổ tông. Trong lòng cũng là lửa giận mà thôi, cười lạnh nói, nếu tiểu tử ngươi cứ như vậy cấp tìm chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Dương Nghị Vân mắng. Làm hắc vệ giận dữ, trong lòng vừa động, tức khắc vô tận hắc ám một đạo năng lượng vô thanh vô tức đối với Dương Nghị Vân mà đi. Nhưng là ngay sau đó, hắc vệ liền trừng lớn trong mắt. Một đạo năng lượng mà đi, trực tiếp liền dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Chính là hắn nhìn đến Dương Nghị Vân thân thể nháy mắt liền hóa thành hôi phi. Lần này hắc vệ sợ ngây người. Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình này một đạo công kích năng lượng uy lực. Cứ việc cường đại nhưng còn không có một chút khiến cho Dương Nghị Vân hôi phi yên diệt nông nỗi, hơn nữa hắn cũng không nghĩ một kích liền đem Dương Nghị Vân cấp lộng chết, tưởng chỉ là làm Dương Nghị Vân tàn phế thì a tấn một phen lúc sau mang theo Dương Nghị Vân trở về phục mệnh. Chính là này một kích đánh, Dương Nghị Vân thân thể hôi phi, chuyện này không có khả năng. Chỉ có thể thuyết minh Dương Nghị Vân là thông qua nào đó thủ đoạn né tránh hắn công kích. Nháy mắt hắc vệ mồ hôi lạnh xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện Dương Nghị Vân hoàn toàn biến mất ở hắn ám dạ thế giới, một tia một hào hơi thở cũng chưa lưu lại. Giống như là trống rỗng bốc hơi ở chính mình ám dạ thế giới. Nơi này chính là hắn hắc vệ ám dạ thế giới a, như thế nào liền biến mất? Một chút đều không có phát hiện. Chưa từng có quá loại tình huống này, không nói Dương Nghị Vân một cái nho nhỏ thánh đạo một tầng, cho dù là thánh đạo 4-5 tầng cường giả, muốn rời đi hắn ám dạ thế giới, cũng đều không thể gạt được hắn. Chính là, sự tình chính là như vậy quỷ dị, Dương Nghị Vân chính là biến mất. Đến nỗi nói bị hắn một kích tan thành mây khói, căn bản không có khả năng, liền tính là lộng chết Dương Nghị Vân tan thành mây khói, cũng muốn lưu lại một chút hơi thở.
nhưng giờ khắc này Dương Nghị Vân biến mất, làm Hắc Vệ tâm loạn. Mà đúng lúc này, một tiếng diễn ngược vang lên, hắc hắc, làm bản đế tiến vào ngươi hắc ám thế giới, bản đế cũng kiến thức qua, hiện tại bản đế cũng thỉnh ngươi tiến vào bản đế hắc ám thế giới Nga không đúng, bản đế thế giới, hẳn là xưng là u đều hắc ám thế giới, ha ha, tới 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 làm bản đế nhìn xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn, ha ha ha. Giống như đã từng quen biết cười to, giống như đã từng quen biết diễn ngược thanh, truyền vào Hắc Vệ trong tai. Hắc Vệ điên rồi một quyền tầm thường Dương Nghị Vân thân ảnh, đồng thời đi điều động hắn ám dạ thế giới lực lượng, nhưng là lại phát hiện cư nhiên một tia ám dạ lực lượng đều không có. Này, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, Hắc Vệ mồ hôi lạnh ứa ra, nói chuyện đều nói năng lộn xộn, đột nhiên phát hiện chính mình hết thảy lực lượng biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắc Vệ bị sợ hãi cấp vây quanh. Hắn thật sự không nghĩ ra được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở chính mình ám dạ thế giới, cư nhiên đều không dùng được bất luận cái gì lực lượng, hơn nữa cũng tìm không thấy Dương Nghị Vân tung tích, ngược lại bị Dương Nghị Vân bắt đầu diễn ngược lên. Hắc Vệ há có thể không sợ hãi. Trước sau đại xoay ngược lại, trong đó tư vị chỉ có Hắc Vệ cùng Dương Nghị Vân biết. Vì cái gì sẽ như thế đâu? Bởi vì Dương Nghị Vân mở ra u đều chi môn. Vốn dĩ hắn là không tính toán dễ dàng sử dụng u đều chi môn, chính là ai ngờ đến Hắc Vệ vừa xuất hiện, trực tiếp liền khai hắn lộng tới phòng tối. Cái này Dương Mỗ Nhân là trăm triệu không nghĩ tới kết quả, hơn nữa hắn biết nếu đổi lại những người khác, thật đúng là yêu cầu vòng, cũng hoặc là bị hắn tạo thành phương phương viên viên không thể. Đáng tiếc a, đối hắn dùng hắc ám thần thông, quả thực chính là tặng người đầu. Từ hắn ở địa cầu thời điểm, năm đó được đến hoa sen đen tử thời điểm, liền bắt đầu sử dụng hắc ám không gian, đến sau lại nguyên thần biến dị lúc sau, có u đều chi môn càng là hắc ám tổ tông, điểm này từ khai đều là. Phía trước đối mặt Hắc Vệ miêu diễn lão thử lời nói thời điểm, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, thẳng đến Hắc Vệ đối hắn công kích, hắn mới nháy mắt mở ra u đều chi môn. Bất quá lúc này đây, hắn có một cái lớn mật vô cùng ý tưởng, đó chính là tiến như u đều chi môn. Trước kia hắn cũng nghĩ tới tiến vào u đều chi môn đi xem. Chính là bởi vì u đều chi môn đen nhánh thần bí không biết, hắn cũng chưa đi vào một lần. Nhưng lần này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, quyết định tiến vào u đều chi môn đi. Bởi vì hắn rõ ràng ở Hắc Vệ ám dạ thế giới, hắn không tiến vào u đều chi môn, chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ ở Hắc Vệ trong tầm mắt, đây là phi thường nguy hiểm. Mà hắn u đều chi môn trước nay đều là trong bóng đêm vương giả, Dương Nghị Vân tự tin, u đều chi môn hắc ám mới là trên đời hắc ám tổ tông. Cho nên hắn tiến vào u đều chi môn. Gần nhất là tránh né Hắc Vệ, thứ hai cũng là muốn đi cảm thụ nhìn xem u đều chi bên trong cánh cửa rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, để hắn đối chính mình thần thông hiểu biết. Kết quả sao? Dương Mỗ Nhân vô cùng vừa lòng. Đương Hắc Vệ công kích hắn thời điểm, hắn nháy mắt tiến vào u đều chi môn, cho nên Hắc Vệ công kích chỉ là hắn hư ảnh mà thôi. Hơn nữa u đều chi môn hắc ám cường đại tới rồi. Vô thanh vô tức chi gian hoàn toàn bao trùm hoặc là nói cắn nuốt rất Hắc Vệ ám dạ thế giới. Như thế dưới tình huống, Hắc Vệ đều không có chút nào phát hiện. Hiện tại là trái ngược, hoàn toàn rất một phương hướng. Hắn từ Hắc Vệ nhìn chăm chú dưới, tránh ở âm thầm, tương phản Hắc Vệ tới rồi chỗ sáng. U đều chi bên trong cánh cửa, hết thảy hắc ám, với hắn mà nói chút nào không chịu ảnh hưởng, hắn ở chỗ này có thể sử dụng thần thức. Toàn bộ u đều chi bên trong cánh cửa hắc ám thế giới, hắn chính là sáng thế thần, cho nên ở trước tiên nội hắn liền phong tỏa u đều chi môn. Làm Hắc Vệ lực lượng ở chỗ này mất đi tác dụng, giờ phút này Hắc Vệ trong mắt hắn cùng phàm nhân không có gì khác nhau, chỉ cần hắn tưởng, một ngón tay đầu là có thể nghiền chết hắn. Chính là, Dương Mỗ Nhân tưởng chơi chơi. Chỉ cần ngươi phía trước đối lão tử miêu diễn lão thử giống nhau diễn ngược, cái này trái lại. Lão tử cũng diễn ngược ngươi, dọa đều phải hù chết ngươi. Hắn rõ ràng thấy được Hắc Vệ ở phát run thân thể. Hắc hắc nở nụ cười, thanh âm ở bốn phương tám hướng vần quanh, mơ hồ không chừng. Dù sao chính là diễn ngược hắn, hù dọa người. Đối với Hắc Vệ tới nói, trước nay đều là hắn trong bóng đêm hù dọa người khác, khi dễ người khác, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hù dọa người siếc sẽ tới trên người hắn tới. Cho nên Hắc Vệ chính mình nghiêm khắc tới nói, không có thể hội quá trong bóng đêm hù dọa người diễn ngược người là cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại hắn cảm nhận được, thật sự thực sợ hãi. Nguyên lai ở vô tận hắc ám cái gì đều nhìn không thấy,
cái gì đều sờ không tới, bị người hù dọa cảm giác là cái dạng này. Bất lực. Loại này la sát, đặt ở hắc vệ trên người thời điểm, kỳ thật còn muốn so người khác càng thêm mãnh liệt bất lực. Ngay từ đầu hắn còn có thể Dương Nghị Vân đối mắng, nhưng là sau lại Dương Nghị Vân thanh âm biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy. Vô tận trong bóng đêm, chỉ còn lại có hắc vệ chính mình, cái gì lực lượng đều không có, nhìn không tới sở không tới nghe không được, có chỉ là vô tận hắc ám. Thời gian dài, hắc vệ nội tâm liền bắt đầu tan vỡ. Đến nỗi Dương Mỗ Nhân đâu? Lúc này hắn đang ở U Đều Chi Môn chung, lại là ở cẩn thận cảm giác chính mình U Đều Chi Môn rốt cuộc là cái dạng gì không gian cũng hoặc là thế giới, tự nhiên không có thời gian xử lý hắc vệ. Mà thời gian trở lại lúc ban đầu. Dương Nghị Vân đối hắc vệ ra tay lúc sau, tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ lại là nhìn đến Dương Nghị Vân trực tiếp biến mất không thấy, tại chỗ còn lại là xuất hiện một đoàn vài trăm thước thật lớn màu đen bóng ma. Tức khắc phù tăng thần thụ kinh hô, hắc ám thế giới. Xong rồi, lần này nhược kê đại ý, hắc ám chi đạo cũng không phải là hảo ngoạn, mau qua đi nhìn xem. Tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ lập tức liền phải tiến lên. Chính là bọn họ nguyên khí đại thương lúc này chỉ có thể liều mạng, đi vào này một đoàn hắc ám bóng ma phía trước, phù tăng thần thụ cùng tạp mao điểu đều ngưng trọng lên, tự nhiên nhìn ra không giống bình thường, đây là hắc ám chi đạo, bằng bọn họ hiện tại thực lực, liền tính là vọt vào đi cũng là uổng phí, bất quá Dương Nghị Vân ở trong đó, cũng không có lựa chọn, cần thiết muốn đua một phen. Phù tăng thần thụ đối tạp mao điểu nói, không có biện pháp, người ta thiêu đốt căn nguyên hợp lực một bác đi. Tạp mao điểu nhìn phù tăng thần thụ cười khổ lắc đầu nói, vẫn là ta đến đây đi, người bị âm dương đạo chủ trấn áp phong ấn vô số năm, lại bởi vì ta đã đến ngược lại bị luyện lấy căn nguyên chi lực, lại nói tiếp đều là ta Kim Ô nhất tộc thua thiệt ngài, lần này Dương Nghị Vân việc liền giao cho ta đi, ngài vẫn là đi thôi, ta tộc nhân đều không có, ta hận thiên đạo, ngày nào đó ngươi trở lại đỉnh, có lẽ còn có thể báo thù, không nên thiệt hại tại nơi đây. Lúc này tạp mao điểu một sửa cả lơ phất phơ. Đối phù tăng thần thụ trịnh trọng vô cùng nói chuyện, ngôn ngữ bên trong đem phù tăng thần thụ trở thành trưởng bối. Trong lòng rõ ràng, thiêu đốt căn nguyên lực lượng, cũng không nhất định có thể cứu Dương Nghị Vân, ngược lại sẽ đáp thượng tánh mạng, còn không bằng chính hắn đi, làm phù tăng thần thụ rời đi. Phù tăng Kim Ô lẫn nhau tương sinh, mới là này chính cường đại, ngươi làm ta đi chỗ đó, năm đó Kim Ô có thể đi theo Thánh Thiên Đế mà nghịch thiên, ta lại là lùi bước, nhưng chung quy vẫn là khó thoát đại kiếp nạn. Bị người trấn áp phong ấn vô số năm, kỳ thật ta hẳn là sớm tại năm đó nên đi theo Kim Ô mà chiến, nhưng ta lùi bước. Ta thực xin lỗi ngươi. Nói nơi này thời điểm phù tăng thần thụ run rẩy lên, nghẹn ngào vô cùng, tràn ngập hối hận. Ngay sau đó kiên định vô cùng nói, lần này ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi chính là năm đó Kim Ô, ngươi trọng sinh mà đến, ta như thế nào có thể lại lần nữa rời đi ngươi, núi đao biển lửa cùng nhau lang bạt đi. Ta sẽ không ngươi cùng Dương Nghị Vân chi gian là cái gì quan hệ, nhưng ta cuộc đời này không bao giờ sẽ rời đi ngươi, trừ phi ta hoàn toàn tan thành mây khói. Tạp mao điểu trầm mặc đi xuống. Kỳ thật hắn ký ức khôi phục một ít, cũng biết phù tăng thần thụ cùng chính mình là tình huống như thế nào. Năm đó hắn thật là Thánh Thiên Đế dưới tòa Thái Dương, là Thiên Đình Thái Dương, đi theo Thánh Thiên Đế đại chiến, nhưng phù tăng thần thụ lại là không có tham chiến. Tiến vào nghe được phù tăng thần thụ chính miệng nói ra, tạp mao điểu trong lòng bình thường trở lại. Đối với kiếp trước việc, kỳ thật hắn không để bụng, hắn tu chính là kiếp này, đi chính là lập tức nói. Dương Nghị Vân đương hắn là đồng bọn huynh đệ, hắn lại làm sao không phải. Cho nên biết rõ giờ phút này vọt vào hắc ám không nắm chắc, cũng có khả năng sẽ chết, nhưng tạp mao điểu như cũ sẽ đi cứu Dương Nghị Vân. Đến nỗi đối phù tăng thần thụ, tạp mao điểu ngay từ đầu đích xác có chút phức tạp trong lòng, nhưng hiện tại không có. Hắn nghe được ra tới cảm thụ được đến, phù tăng thần thụ hồi ý cùng kiên định. Cuối cùng tạp mao điểu cười nói, hảo, Kim Ô phù tăng hỗ trợ lẫn nhau, muốn chết cùng nhau đi. Cái gì có chết hay không, nhiều ủ rũ, đừng cho ta tìm phiền toái, kẻ hèn một cái hắc ám thế giới còn không làm gì được ta. Giờ khắc này Dương Nghị Vân thanh âm vang lên. Tạp mao điểu cả người đều là chấn động, nhược kê ngươi không có việc gì à. Có thể có chuyện gì. Ngươi là không mong ta hảo a, lăn một bên đi thôi. Dương Nghị Vân mắng một tiếng. Cái này tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ đều nhẹ nhàng thở ra, nghe tới Dương Nghị Vân không có gì trở ngại, không cần bọn họ liều mạng tự nhiên tốt nhất. Mà Dương Nghị Vân nghe được tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ nói chuyện, kỳ thật hắn trong lòng phi thường cảm động,
nhịn không được ra tiếng, làm cho bọn họ đừng vọt vào tới. Đây là ở hắn mở ra u đều chi phía sau cửa, nghe được, chậm một chút nữa tạp mau điều cùng phù tăng thần thụ liền vọt vào tới, đến lúc đó nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắc vệ cấp bị thương nặng. Cũng may u đều chi cửa mở ra, hết thảy đều ở khống chế. Mà lúc này Dương Nghị Vân chỉ là đang ở u đều chi bên trong cánh cửa, hắn cảm giác tới rồi u đều chi môn đích xác có một chỗ địa phương, có chút không giống bình thường. Hắn cảm giác đến ở u đều chi môn vô biên vô hạn trong bóng đêm, đều không phải là không có cuối, có một chỗ đích xác có năng lượng dao động, nhưng là cùng bất luận cái gì năng lượng dao động đều bất đồng, làm hắn đều cảm thụ đại cả người không được tự nhiên, là một chỗ trong bóng đêm xoay tròn lốc xoáy, hoặc là một chỗ hắc động. Dương Nghị Vân đi vào cái này hắc động trước, trong lòng do dự mà muốn hay không đi vào. U đều chi bên trong cánh cửa xuất hiện hắc động, đối Dương Nghị Vân tới nói có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng đồng thời cho hắn một loại không biết sợ hãi. Trực giác nói cho hắn, hắc động trong vòng rất nguy hiểm. Dương Nghị Vân rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tò mò. Tạm thời vẫn là từ bỏ tiến vào trong đó, trở về sau tìm cơ hội lại đi. Vạn nhất cái này hắc động có cái gì dị thường, hắn đi vào lúc sau ra không được đã có thể mất nhiều hơn được, quỷ biết một khác đầu thông hướng chính là nơi nào. Trọng điểm là hắn còn có càng chuyện quan trọng làm. Muốn tìm được ánh trăng, làm vân môn những cái đó hợp đạo có cơ hội chứng đạo, muốn phòng bị Tu La Vương phân thân tùy thời nhảy ra trả thù, hiện tại còn nhiều một cái trực tiếp tính chất âm dương đạo chủ. Hắn sau lưng đứng ở người quá nhiều, có rất nhiều người đều trông cậy vào hắn, yêu cầu hắn che chở. Còn chưa tới tùy thời nói đi là đi nông nỗi. Cho nên Dương Nghị Vân nhìn xuống lòng hiếu kỳ rời đi hắc động bên cạnh. Dù sao u đều chi môn ở trên người hắn, tùy thời đều có thể mở ra, lại trốn không thoát. Thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật lần này đối u đều chi môn nghiên cứu rất lớn, ít nhất hắn lần đầu tiên tiến vào u đều chi môn, bước ra bước đầu tiên, trọng điểm là ở u đều chi môn, hắn chính là thần giống nhau tồn tại, có thể ở chỗ này điều động toàn bộ hắc ám lực lượng. Cũng phát hiện u đều chi môn hắc ám hoàn toàn nghiền áp hắc vệ ám giả thế giới, cũng có thể lý giải vì, hắn u đều chi môn hắc ám có thể cắn nuốt thế gian mặt khác bất luận cái gì hắc ám, tuy rằng không biết u đều chi môn hắc ám rốt cuộc là cái gì là chuyện như thế nào, nhưng hắn chính là từ trong lòng có thể sinh ra một cổ tử u đều chi môn hắc ám ở hắc ám chi đạo vô địch tin tưởng tới. Một ý niệm trực tiếp liền phong tỏa hắc vệ toàn bộ lực lượng chính là tốt nhất chứng minh. Lúc này cũng chính là đi qua ước chừng 3 cái canh giờ thời gian mà thôi, chính là ở hắn u đều chi bên trong cánh cửa, có người đã điên rồi. Người này tự nhiên chính là hắc vệ. Dương Nghị Vân ở vô biên yên tĩnh trong bóng đêm nhìn nơi xa lại giống lại kêu hắc vệ nhếch miệng cười cười, chợt lóe mà đi tới rồi hắc vệ trước người. Giờ phút này xem hắc vệ, thật sự là làm hắn chấn động. Đôi tay xé rách rớt chính hắn trên người áo đen, phi đầu tán phát, mặt bạch như tờ giấy. Nhưng lại là từng đạo vết máu ở trên mặt. Cái dạng này, Dương Nghị Vân biết là hắc vệ chính mình làm. Đến nỗi nguyên nhân hắn cũng rõ ràng, ở tuyệt đối hắc ám dưới, tâm thái tạc nứt, chính mình đem chính mình cấp bức điên rồi. Đương nhiên, xét đến cùng, vẫn là hắn Dương mẫu nhân quạt gió thêm củi, này u đều chi bên trong cánh cửa là hắn địa bàn, phía trước phong bế hắc vệ sở có cảm quan, hơn nữa hắc vệ bản thân chính là chơi hắc ám người. Nhưng cho tới bây giờ không nếm đến quá có một ngày chính mình bị hắc ám khó khăn sẽ là cái dạng gì. Này không phải điên mất rồi. Dương Nghị Vân không nghĩ tới sẽ là kết quả này, thực cho rằng, chính mình u đều chi môn liền lợi hại như vậy. Mấy cái canh giờ mà thôi, hắc vệ cứ như vậy. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp giết. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy vẫn là thôi đi, người này đã nổi điên, không cần thiết làm điều thừa. Trong lòng vừa động thu hồi u đều chi môn. Ngay sau đó vô biên hắc ám biến mất, hắn cùng hắc vệ đồng thời xuất hiện tại chỗ. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, mới tự u đều chi môn ra tới, hắc vệ liền phát ra một tiếng phi người kêu thảm thiết, chi gian hắc vệ toàn thân đều ở bốc khói, giây lát chi gian liền hóa thành một bãi máu loãng, cái này xem như hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ nghĩ phóng hắn một con ngựa, không nghĩ tới là kết quả này, hắc vệ chính mình tự cháy giống nhau cúp. Nhìn trên mặt đất máu loáng, Dương Nghị Vân nửa ngày phát ra một chữ. Tiểu gia ta nhưng không có giết ngươi, là chính ngươi muốn chết, mặc kệ ta chuyện này. Hắn đây là làm trái thiên đạo chí nguyện to lớn, gặp trời phạt mà chết. Lúc này Phù Tăng Thần Thụ mở miệng nói chuyện, cùng Tạp Mao Điểu đã đi tới,
bọn họ vẫn luôn ở chú ý hắc ám bóng ma, biến mất trước tiên liền nhìn đến Dương Nghị Vân cùng hắc vệ xuất hiện vội vàng lại đây. Gặp trời phạt, lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi Phù Tang Thần Thụ. Chỉ nghe Phù Tang Thần Thụ chậm rãi mở miệng nói, nếu ta không đoán sai cái này người áo đen hẳn là công đức chứng đạo, hắn chứng đạo đại chí nguyện to lớn hẳn là vĩnh nấp trong hắc ám, một khi có một ngày chân dung bại lộ ở quang minh dưới, chính là tử lộ một cái, bị thiên đạo công đức phản phệ chu sát, xem vừa rồi trên người hắn quần áo tất cả đều rách nát, khuôn mặt làn da tất cả đều bại lộ sớm tại ngoại, cho nên hóa thành máu loãng mà chết. Dương Nghị Vân nghe được trong lòng căng thẳng, lúc này mới minh bạch hắc vệ chết là chuyện như thế nào, lẩm bẩm, quay đầu lại phải cho Vân Môn đệ tử công đạo không thể dễ dàng đi công đức đại chí nguyện to lớn chứng đạo, này cũng thật là đáng sợ. Nhược Kê ngươi đối người áo đen làm cái gì, trên người quần áo sao thành như vậy? Tạp Mao Điều từ từ mở miệng hình như có sở chỉ. Cái gì cũng chưa làm a. Nói tới đây Dương Nghị Vân bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Tạp Mao Điều tức khắc hiểu được, giận dữ nói, lăn một bên đi, ta nhưng không như vậy khẩu vị nặng. Ha ha ha, Tạp Mao Điều tức khắc cười to. Vốn dĩ tưởng một hồi nguy cơ, không nghĩ tới không cần tốn nhiều sức liền kết thúc. Tiếp được Dương Nghị Vân đề nghị hạ, làm Tạp Mao Điều dẫn đường, tiếp tục đi tìm ánh trăng. Dựa theo Tạp Mao Điều cách nói, cảm giác ánh trăng cũng ở cổ hồng hoang trung, chỉ là hiện tại hắn xác định không được ở địa phương nào, chỉ có mơ hồ phương vị cảm ứng. Như thế, Dương Nghị Vân làm hắn trực quan dẫn đường đi tìm được, tin tưởng càng ngày càng gần thời điểm, tự nhiên sẽ tìm được ánh trăng. Kế tiếp thời gian hoàn toàn đi theo Tạp Mao Điều cảm giác đi. Ở cổ hồng hoang thế giới, một người một chim một cây, thật đúng là thành một đạo phong cảnh tuyến. Bất quá không còn có đụng tới có người tiến đến đuổi giết sự. Dung Phù Tang Thần Thụ nói, cổ hồng hoang là thiên bỏ nơi, liền tính là âm dương đạo chủ suy đoán bọn họ tung tích cũng không dễ dàng, dựng lên Dương Nghị Vân chinh phục hồng hoang chi lực sau, bản thân hơi thở liền có biến hóa, tưởng truy tung bọn họ là không dễ dàng. Nhoáng lên bọn họ ở cổ hồng hoang hành tẩu đã hơn một năm. Từ phương Bắc tới rồi phương Nam, kéo dài qua 9 vạn dặm xa. Trong lúc cũng đụng phải một ít cổ hồng hoang mãnh thú, nhưng là đều bị Dương Nghị Vân giải quyết, hơn nữa cũng không phải như lần đầu tiên đụng tới 6 mục một sừng thú như vậy cường đại, một đường đi tới còn xem như thuận lợi. Đương nhiên chỉ có Dương Nghị Vân rõ ràng, đây là bởi vì hắn có thể hấp thu hồng hoang chi lực sau, thiếu rất nhiều phiền toái. Cũng là vì hắn hiện tại bước vào thánh đạo một tầng, thành tựu một tôn tiểu thánh nhân nguyên nhân, nếu không thật đúng là không nói. Đến nỗi Tạp Mao Điều cùng Phù Tang Thần Thụ, trải qua một năm thời gian, cuối cùng là khôi phục một ít nguyên khí, Tạp Mao Điều càng thêm sinh động, mà Phù Tang Thần Thụ cũng không giống như là ngay từ đầu như vậy nhìn khô héo. Tuy rằng Phù Tang Thần Thụ như cũ không có mọc ra một mảnh lá cây tới, nhưng cũng hơi thở ổn định rất nhiều. Dựa theo bọn họ cách nói, không có gì kỳ ngộ xuất hiện nói, Phù Tang Thần Thụ muốn khôi phục nguyên khí ít nhất yêu cầu trăm vạn năm lâu thời gian, đương nhiên nếu là khôi phục oán khí Phù Tang Thần Thụ đó là thánh đạo chi cảnh. Đến nỗi Tạp Mao Điểu, dùng chính hắn nói, 10 vạn năm đủ rồi, nhưng khôi phục lại cũng chính là hợp đạo đỉnh, dù sao chứng đạo không dễ dàng. Về chứng đạo Dương Nghị Vân là không thể giúp, chỉ có thể nói có cơ hội nói, tận lực cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Tìm ánh trăng còn phải tiếp tục. Một năm lúc sau Dương Nghị Vân hỏi, người dựa không đáng tin cậy a. Tạp Mao Điểu hừ lạnh một tiếng nói, nếu không ngươi tới. Tìm gấp cái gì a? Điểu ra ta đều nói, chỉ là một cái đại khái mơ hồ phương vị cảm ứng, ta có thể có biện pháp nào? Hành hành hành, ta sai rồi, ngài lão tiếp tục cảm ứng. Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu đấu võ mồm này dọc theo đường đi liền không dừng lại quá, kỳ thật hai người đều thực hưởng thụ loại này đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại giao lưu. Còn đừng nói ta tựa hồ cảm ứng mãnh liệt một ít Tạp Mao Điểu nói. Thật sự, vậy nhanh hơn tốc độ. Dương Nghị Vân tinh thần chấn động. Kỳ thật hắn trong lòng có lo âu, chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm được ánh trăng trở về, tới rồi cổ hồng hoang lúc sau hoàn toàn cùng thần giới là ngăn cách trạng thái, Vân Môn có chuyện gì nhi cũng đưa tin không được. Vạn nhất Tu La Vương phân thân xuất hiện, hoặc là nói âm dương đạo chủ tìm không thấy hắn do đó trả thù Vân Môn. Hắn đang ở hồng hoang trong vòng, chính là cái gì cũng không biết. Đối Tạp Mao Điểu nói, đang tìm kiếm một năm, nếu lời nói là không kết quả, chúng ta liền đi về trước, thần giới cất giấu Tu La Vương chín đại phân thân cùng còn không biết có bao nhiêu Tu La tộc, hơn nữa âm dương đạo chủ, ta là thật không yên tâm. Hảo, lại cho ta nửa năm thời gian, nếu cảm ứng mãnh liệt, chúng ta liền tìm đi xuống,
nếu vẫn là không nắm chắc, liền trở về. Ở trái phải rõ ràng trước, tạp mao điểu trước nay là sẽ không rớt dây xích. 3 tháng sau, tạp mao điểu đến này Dương Nghị Vân xuất hiện ở một chỗ thật lớn ao hồ trước dừng lại, hồ nước lại là đen nhánh như mực, nhìn rất là quỷ dị. Ngươi sẽ không lầm đi. Dương Nghị Vân nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu quỷ dị đại hồ hỏi tạp mao điểu. Lần này sẽ không sai, Chi Giác nói cho ta, ánh trăng liền ở chỗ này. Tạp mao điểu nói. Ở đâu, đừng nói cho ta ở cái này đại trong hồ. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Này không phải tầm thường đại hồ. Phù Tăng Thần Thụ nói. Dương Nghị Vân nhìn về phía Phù Tăng Thần Thụ nói, tiền bối nhìn ra cái gì? Dù sao ở trong mắt hắn trừ bỏ hồ nước là đen nhánh như mực nhan sắc ở ngoài, cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Nhược kê cái này mặt hồ tựa hồ phong ấn hoặc là nói là vật chất hóa mặt hồ. Tạp mao điểu mở miệng nói. Cái này Dương Nghị Vân ngẩn người thần, ngay sau đó hắn bên người có một khối cối xay đại cục đá, một chân liền đá hướng về phía mặt hồ. Quả nhiên, mặt hồ là thực chất hóa mặt hồ. Đại thạch đầu cũng không có trong tưởng tượng tạp tiến trong hồ bốc lên bọt nước, ngược lại phát ra một tiếng ầm thanh, giống như là cục đá khái ở thạch trên mặt giống nhau, bắn lên tới lão cao, một cái hố cũng chưa tạp ra tới. Ngươi nhìn xem điều ra ta nói đúng đi, cái này đại hồ có quỷ dị a à, tạp mao điểu rất đắc ý nói. Dương Nghị Vân chừng mắt nhìn tạp mao điểu liếc mắt một cái nói, lão tạp mao chạy đề, nơi này cùng ánh trăng có quan hệ gì a? Vô nghĩa đương nhiên là có quan hệ. Không quan hệ ta tới nơi này làm gì. Ánh trăng hơi thở ở chỗ này rất cường liệt, 89/10 liền ở cái này thật thể trong hồ. Tạp mao điểu mở miệng nói. Ngươi không lầm, Dương Nghị Vân chừng lớn đôi mắt, hiện tại thoạt nhìn này căn không phải một cái hồ, chỉ là bộ dáng nhìn giống cái hồ mà thôi, này mẹ nó là thành thực. Đợi lát nữa sẽ biết, đãi ta thử xem liền biết. Tạp mao điểu nói xong, bay vọt dựng lên, đi tới hắc hồ trên không. Ngay sau đó chỉ thấy tạp mao điểu trên người phát ra một đạo kim quang hướng về phía dưới hắc hồ chiếu rọi mà đi. Kim sắc vầng sáng thẳng vào đen nhánh mặt hồ, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu tiến vào tới rồi càng sâu ra. Dương Nghị Vân đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Ước chừng 10 tức lúc sau, hắn đột nhiên thấy được đen nhánh trong hồ lóng lánh một chút ngân quang. Tức khắc mí mắt chính là nhảy dựng. Mà lúc này, tạp mao điểu cũng thu hồi trên người hắn phát ra kim quang. Bay vọt xuống dưới. Nhìn đến kia chợt lóe rồi biến mất ngân quang không có. Tạp mao điểu hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân gật gật đầu, thấy được, ý của ngươi là. Không sai, ta nói chuyện nhật nguyệt tương hút, vừa rồi ngươi nhìn đến ngân quang chính là ánh trăng phát ra mà ra ánh trăng, hiện tại có thể khẳng định, ánh trăng liền ở cái này trong hồ nơi nào đó, hơn nữa đây là một cái đại hồ, chẳng qua là bị người phong ấn lên, hình thành kiên cố giống nhau đen nhánh mặt hồ. Nhưng là có thể khẳng định phía dưới là trống không, hoặc là có thủy, hoặc là hồ nước khô khốc, ánh trăng tuyệt đối ở trong hồ, chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp đi vào. Tạp mao điểu phân tích nói, ở chính sự nhi trước mặt hắn vẫn là thực đáng tin cậy. Dương Nghị Vân nghe xong trầm ngâm một phen nói, dựa theo người cái này cách nói, nơi này khả năng có cái gì độc đáo tồn tại, có thể đem ánh trăng phong ấn tại nơi này người hoặc là thần linh, tuyệt đối không phải kẻ yếu, ngươi nói. Sẽ là như thế nào sẽ là đâu? Cái này điều cũng ta nào biết đâu rằng, mặc kệ thế nào, ánh trăng xem như tìm được rồi, quản hắn 3721, tiến vào trong hồ đi xem chẳng phải sẽ biết. Tạp mao điểu nói, cũng chỉ có thể như thế. Dương Nghị Vân gật gật đầu, ngay sau đó nhảy dựng lên, hắn đi tới trên mặt hồ. Dây nặng, lạnh băng, cổ xưa, âm u hơi thở ngay sau đó ập vào trước mặt. Đây là Dương Nghị Vân đứng ở trên mặt hồ đệ nhất cảm giác. Đen nhánh mặt hồ giống như bị mài rũa san bằng đá cẩm thạch, có tựa kính mặt giống nhau. Tuy rằng còn không có động thủ, nhưng là hắn đều có thể cảm giác được đến, cái này mặt hồ nhất định phi thường cứng rắn. Thiên phạt vạn vật. Dương Nghị Vân bỗng nhiên giơ tay đối với dưới chân mặt hồ chính là một chưởng. Oanh! Đây là hắn trực tiếp một chưởng đánh vào trên mặt hồ. Một tiếng nổ vang, hắn bàn tay sinh đau vô cùng. Nhưng là mặt hồ một tia cái khe cũng chưa xuất hiện. Cái này hắn hít hà một hơi, giờ phút này hắn chính là thánh đạo một tầng tu vi, một trường thiên phạt vạn vật uy lực so với trước kia cường đại rồi không biết nhiều ít lần, kết quả lại là một đạo vết rách cũng chưa đánh ra tới. Này tuy là hắn trong lòng có dự tính cái này mặt hồ sẽ thực cứng rắn, nhưng là này cũng quá vượt quá hắn đoán trước. Nhíu mày một chút, hắn lần này nhảy phi thân ở không, đối với mặt hồ lần thứ hai mà động.
thiên phạt vạn vật bằng, thiên phạt thiên địa, thiên phạt đại đạo, thiên phạt chi trưởng, tổng cộng tam trưởng, hắn giờ phút này một hơi đối với mặt hồ đánh ra đi, cuối cùng một trưởng uy lực cường đại nhất thiên đạo đại đạo, không có chứng đạo phía trước hắn là thực chiến không ra, lúc này lại là trực tiếp thi triển ra tới, cũng là lần đầu tiên thi triển chương 3 thiên phạt đại đạo. Liên tiếp tam trưởng Dương Nghị Vân đều là cổ đủ kính dùng tới toàn lực. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa ầm vang vang vọng, lần này toàn bộ mặt hồ đều ở chấn động. Chính là, ngay sau đó Dương Nghị Vân thiếu chút nữa hộc máu. Cư nhiên vẫn là không chút sức mẻ, một đạo vết rách đều không có xuất hiện. Người đại gia lão tử cũng không tin, quật kính đi lên, Dương Nghị Vân mắng một tiếng, trong tay lục quang chợt lóe lại là liễu xanh thần thụ nơi tay. Cuồn cuộn không ngừng pháp lực hội tụ tới rồi liễu xanh thượng, rồi sau đó Dương Nghị Vân giống to, liễu xanh thần quang cho ta phá. Trên cao nhìn xuống vung lên mà xuống, liễu xanh thần quang hóa thành một đạo vài trăm thước chi lớn lên quang ảnh, vèo một chút dừng ở trên mặt hồ. Oanh! Trước tiên Dương Nghị Vân nhìn lại, hắn khóe miệng có ý cười, thấy được một cái vết rách xuất hiện, chính là không đợi hắn cười to ra tiếng, quỷ dị phát hiện, vết rách cư nhiên ở khoảnh khắc chi gian lại khép lại. Dương Nghị Vân một chút nhụt chí. Liễu xanh thần thụ uy lực đều không có phá vỡ mặt hồ, hắn xem như ở không có chiêu số. Cái này chính là làm trên người công kích cường đại nhất lực lượng. Cư nhiên cũng không hiệu quả. Đương nhiên không phải không hiệu quả, là hiệu quả, phá khai rồi một cái mấy chục mét lớn lên vết rách nhưng lại ở nháy mắt khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đừng lao lực, hiện tại xem ra lên, cái này mặt hồ có tự chủ chữa trị năng lượng. Hơn nữa vẫn là phi thường cường đại cái loại này, đơn thuần lực lượng sợ là phá không khai. Tạp Mao Điểu nói. Dương Nghị Vân rơi xuống, nhíu mày nói, ta liễu xanh thần thụ cũng chưa dùng, hiện tại làm sao bây giờ? Ta, Tạp Mao Điểu cũng là bất đắc dĩ, Dương Nghị Vân cũng chưa triệt, hắn càng không có biện pháp. Ngay sau đó Tạp Mao Điểu cùng Dương Nghị Vân nhìn về phía Phù Tang thần thụ, cứ việc bọn họ hai cái biết Phù Tang thần thụ cũng không có khôi phục nguyên khí, lực lượng cũng không chiêu. Chính là dù sao cũng là Phù Tang thần thụ, là ra đời với hỗn độn bẩm sinh linh căn, sống thời gian so với ai khác đều trường, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể ra điểm chú ý. Phù Tang thần thụ đi vào trên mặt hồ sau vẫn luôn không lên tiếng, chính là ở quan sát, giờ phút này lại là biết Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu ý tứ, trầm ngâm nói, phong ấn này hồ giả không đơn giản a, vừa rồi nhìn ngươi công kích thời điểm, ta cảm nhận được một cổ xưa hơi thở trên mặt hồ ngưng tụ chữa trị vết rách. Này cổ hơi thở tựa hồ cùng ta đến từ cùng dạng địa phương, hẳn là xuất từ hỗn độn sinh linh thủ đoạn, dựng lên vẫn là ra đời hỗn độn cường giả tay, nếu là ta không thương nguyên khí có lẽ có thể thử một lần. Nhưng là hiện tại ta lại là không có biện pháp. Phù Tang thần thụ nói chuyện thời điểm ở tràn ngập chua xót. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì biện pháp mở ra cái này đại hồ mang đi vào sao? Dương Nghị Vân thật sự không cam lòng, nếu là không tìm được ánh trăng cũng liền thôi. Nhưng hiện tại rõ ràng tìm được rồi ánh trăng liền ở trong hồ, cố tình mặt hồ bị người lấy đại thần thông lực lượng phong ấn lên, vào không được, nếu này không có cách, vậy chỉ có thể trở về, Dương Nghị Vân há có thể cam tâm. Đúng lúc này Phù Tang thần thụ lại là tự hỏi một chút nói, có lẽ nhưng dùng ngươi phía trước đối phó hắc vệ biện pháp thử xem, cái này mặt hồ đen nhánh như mực, cũng coi như là ở hắc ám chi đạo trong phạm vi. Dương Nghị Vân nghe xong, ánh mắt sáng lên, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, ta có thể dùng u đều chi môn thử xem. Nhưng phàm là thế gian hắc ám hết thảy, lẽ ra u đều chi môn mới là cường đại nhất, có một số việc cũng không nhất định phải dùng cậy mạnh, tìm đúng rồi phương pháp, có lẽ chính là tùy tay chi gian vấn đề, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới dùng u đều chi môn. Nghe được Phù Tang thần thụ nhắc nhở, tức khắc liền tới rồi tin tưởng. Ngay sau đó hắn trong lòng vừa động, trực tiếp đem u đều chi môn triệu hoán mà ra. Giữa mày chung một chút màu đen sáng lên, càng ngày càng sáng, hóa thành một đạo cổ xưa tang thương đại môn, ở hắn ý niệm thao túng hạ, u đều chi môn hóa thành cao 9 mét khoan 3 mét môn hộ. Rồi sau đó bình bình ổn ổn dừng ở trên mặt hồ, dán sát ở mặt trên. Nhìn qua giống như là trên mặt hồ xuất hiện một đạo hộ môn. Dương Nghị Vân cũng không biết được chưa, nhưng hắn dù sao cũng phải thử xem, nếu lần này còn không được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. U đều chi môn khai. Nhẹ giọng nhắc mãi một câu. Ngay sau đó hai phiến dày nặng đại môn chậm rãi mở ra. Không có bất luận cái gì khác thường cùng động tĩnh xuất hiện, bên trong đen nhánh vô cùng, là quen thuộc cảm giác, càng không có bất luận cái gì dao động.
hắn biết lần này có lẽ có thể tin, đương nhiên chân chính có thể hay không hành, muốn đi vào U Đều Chi Môn đi, sử dụng U Đều Chi Môn cắn nuốt xem đen nhánh mặt hồ, cũng không biết chỉnh mặt hồ có bao nhiêu hậu. Phía dưới có phải hay không rỗng ruột, hoặc là nói là có độc lập không gian tồn tại. Tóm lại đi vào thao tác U Đều Chi Môn thử xem liền biết. Hít sâu một hơi, đối với Phù Tang Thần Thụ cùng Tạp Mao Điểu nói, các ngươi theo vào ta, chúng ta đi vào. Dương Nghị Vân mang theo Tạp Mao Điểu cùng Phù Tang Thần Thụ tiến vào U Đều Chi Môn. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, U Đều Chi Môn không làm hắn thất vọng. Ở chỗ này hắn chính là tuyệt đối chúa tể, mà U Đều Chi Môn cắn nuốt hết thảy hắc ám phỏng đoán cũng là chính xác. Cứng rắn vô cùng mặt hồ hắn không có biện pháp lấy lực phá vỡ, nhưng lại là ở hắn mở ra U Đều Chi phía sau cửa, thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Đường hắn tiến vào U Đều Chi phía sau cửa, trước tiên liền phát hiện, ở U Đều Chi ngoài cửa là một khác phiên thiên địa. Này liền tương đương là U Đều Chi cửa mở ra lúc sau, trực tiếp thẩm thấu mặt hồ. Trong lòng vừa động, ngay sau đó hắn mang theo Tạp Mao Điểu cùng Phù Tang Thần Thụ trực tiếp từ U Đều Chi môn ra tới. Tới rồi đáy hồ thế ra. Cùng trong tưởng tượng tiếp song tương phản. Nơi này cũng không phải như mặt hồ giống nhau đen nhánh chi sắc, ngược lại là một cái ngân quang lấp lánh thế giới. Chính là có chút âm lãnh. Này! Tạp Mao Điểu ngây ngẩn cả người, ngay sau đó quỷ kêu lên, Nhược Kê quả nhiên là nơi này, tìm được rồi, ở điểu gia ta khôi phục truyền thừa trong trí nhớ, ánh trăng chỗ ở nơi, chính là bực này ngân quang lấp lánh hoàn cảnh. Dương Nghị Vân sau khi nghe được, cái này rốt cuộc yên tâm, rốt cuộc có thể xác định ánh trăng liền ở chỗ này. Nhưng là Phù Tang Thần Thụ lại là ngưng trọng nói, không cần quá lạc quan, mặc dù xác định ánh trăng liền ở chỗ này, khá vậy không thể đại ý, ngẫm lại phong ấn mặt hồ, kia cũng không phải là tầm thường bút tích có thể làm đến, hiện tại xem ra là có người giam cầm ánh trăng tại nơi đây đi, nếu thật là như vậy chúng ta khả năng sẽ đụng tới cường giả. Bị Phù Tang Thần Thụ bát một chậu nước lạnh, Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu kích động không có. Bình tĩnh lại tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Phía trước trên mặt hồ hắn chính là dùng liễu xanh thần thụ cũng chưa phá mặt hồ, nếu không có U Đều Chi Môn ở, bọn họ căn bản là vào không được nơi đây. Nhìn cái này ngân quang lấp lánh thế giới, kỳ thật cẩn thận đánh giá là phi thường hoang vắng, cư nhiên một gốc cây thảo cũng chưa nhìn đến. Thực hiện chính là gập ghềnh đại địa, như là nào đó bị ngọn lửa tinh luyện đốt cháy quá cục đá giống nhau. Chẳng qua phát ra ngân quang. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, ngân quang trải rộng tầm mắt có thể đạt được, rất là đồ sộ. Lúc này đang xem thời điểm, liền cảm giác không phải như vậy hồi sự. Quạnh quẽ mới là nơi này chủ đề. Nơi này không xem như một phương thế giới, nhiều nhất xem như một phương đại điểm không gian mà thôi. Như thế nào làm sao bây giờ? Tạp Mao Điểu mở miệng hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, nếu đều tới, tự nhiên là muốn tìm được ánh trăng, mặc kệ đụng tới cái gì tồn tại, tổng muốn đi bính một chút mới biết được, có hay không cảm giác đến phương hướng phía trước dẫn đường. Đi thôi. Tạp Mao Điểu cũng không vô nghĩa trực tiếp về phía trước bay đi. Ước chừng mười mấy phân sau, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện một tòa cung điện. Một tòa ngân quang lấp lánh cung điện. Tìm được rồi, liền ở kia tòa cung điện chung. Tạp Mao Điểu nói chuyện thời điểm có chút kích động. Dương Nghị Vân nhếch miệng. Như thế nào cảm giác Tạp Mao Điểu so với hắn còn hưng phấn. Ánh trăng tỉ tỉ, ta là Tiểu Dương. Ở cung điện trước, Tạp Mao Điểu kéo ra giọng nói liền giống. Tiểu Dương. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không tiểu ra tiếng tới. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Tạp Mao Điểu đứng đắn nói ra một cái tên, cứ việc nghe tới như là một nhũ danh, nhưng là lại có thân thiết cảm, nghĩ đến là Tạp Mao Điểu cùng ánh trăng chi gian xưng hô. Có lẽ là cảm giác được Dương Nghị Vân khác thường ánh mắt. Tạp Mao Điểu giận dữ nói, Nhược Kê có cái gì buồn cười. Trước kia ánh trăng tỉ tỉ chính là như vậy kêu ta. Ách ngươi cái, Dương Nghị Vân vừa muốn mắng. Nhưng là lại bị một thanh âm cấp đánh gãy. Lan. Cung điện trong vòng truyền đến một chữ lan. Thanh âm này nghe tới lạnh như băng, thực bén nhọn, làm người thực không thoải mái. Hơn nữa vừa lên tới chính là một cái lan tự. Tức khắc làm giống nhau cùng Tạp Mao Điểu ngây ngẩn cả người. Nửa ngày Dương Nghị Vân mới phản ứng lại đây. Tạp Mao Điểu chúng ta tựa hồ bị mắng. Dương Nghị Vân ngơ ngác nói. Vô nghĩa a, nhưng là tuyệt đối không phải ánh trăng tỉ tỉ, nghe tới là cái nam nhân thanh âm. Tạp Mao Điểu nói. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, ta lỗ tai không điếc, phân rõ nam nữ,
ta ý tứ là thoạt nhìn ánh trăng bên người có nam nhân, người biết sao lại thế này sao? Không biết vì cái gì, Dương Mỗ Nhân giờ phút này trong lòng phi thường không thoải mái. Cứ việc hắn trước nay ở bất luận kẻ nào trước mặt thừa nhận quá hắn là Thánh Thiên Đế chuyển thế, thật có chút sự thật chính là sự thật, đến nhận. Cho nên lại nói tiếp, ánh trăng là Thánh Thiên Đế nữ nhân, hơn nữa lúc trước nghe Mầu Thần nương nương ý tứ, ánh trăng ở Thánh Thiên Đế trong lòng phân lượng thực trọng, thậm chí nói qua, Thánh Thiên Đế vì ánh trăng còn cùng đồ vật hai cung thiên hậu phát sinh quá mâu thuẫn, hoặc là nói cãi nhau qua đâu. Điểm này đủ để thuyết minh, Thánh Thiên Đế là phi thường để ý ánh trăng. Hoặc là nói dùng Mầu Thần nương nương ý tứ là, ở Thánh Thiên Đế đông đảo nữ nhân, là sủng ái nhất ánh trăng. Như thế như vậy tới tính, Thánh Thiên Đế là hắn, ánh trăng cũng coi như là hắn nữ nhân đi. Dương Nghị Vân trong lòng như vậy tưởng tượng, liền càng khó bị. Tình huống hiện tại là, ánh trăng bên người tựa hồ có một nam nhân khác. Nam nhân. Cái này làm cho hắn Dương Mỗ Nhân trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Dù sao một chút liền chứng đau. Ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng tâm lý chỉ là toát ra một câu, chẳng lẽ Thánh Thiên Đế bị tái rồi. Tạp Mao Điểu lúc này nói, ở Điểu gia trong trí nhớ tựa hồ ánh trăng tỷ tỷ bên người trước nay liền không có nam nhân khác, chỉ có Thánh Thiên Đế cái kia vương bát đản. Nói những lời này thời điểm, Tạp Mao Điểu rất có thâm ý nhìn về phía Dương Nghị Vân. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân không tự giác mặt già đỏ lên, hung tợn chừng mắt nhìn Tạp Mao Điểu liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên Tạp Mao Điểu trong trí nhớ là biết Thánh Thiên Đế một ít việc, hoặc là nói biết hắn cùng Thánh Thiên Đế chi gian nhân quả quan hệ. Hiện tại vấn đề là thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là người phương nào? Cùng ánh trăng chi gian là cái gì quan hệ? Dương Mỗ Nhân trong tiềm thức thực để ý vấn đề này, hơn nữa hắn mạc danh bực bội khó chịu. Không có lý sẽ Tạp Mao Điểu, mà là hướng về phía đại điện trầm giọng nói, giả thần giả quỷ cái gì ngoạn ý? Dứt lời đối với nhắm chặt đại điện chi môn bỗng nhiên chính là một trưởng đánh qua đi. Ầm vang. Một kích thiên phạt trưởng dưới. Tức khắc nổ vang, nhưng là đại điện chi môn lại gần là lập lòe một chút ngân quang, mơ hồ gian có thể nhìn đến có một đám khắc văn sáng lên, thực hiển nhiên là cường đại lực phòng ngự bảo hộ đại điện. Nếu không mở cửa, ta liền đánh đi vào. Đáng tiếc. Hắn một trưởng này không động tĩnh. Này cũng làm hắn mày nhăn lại. Không thể tưởng được này tòa đại điện lực phòng ngự như thế cường đại. Bất quá, hắn đây cũng là một lần thử mà thôi. Chân chính cường đại công kích liễu xanh thần quang tin tưởng có thể phá đại môn phòng ngự. Trong tay lục quang chợt lóe, liễu xanh thần thụ nơi tay, chuẩn bị tiếp theo tới, hắn muốn đánh vào xem. Mặc kệ như thế nào, có thể xác định ánh trăng liền ở bên trong. Chẳng qua phía trước cái kia thanh âm tồn tại, làm hắn có rất nhiều ý tưởng. Chưa chừng. Ánh trăng ra chuyện gì, hơn nữa chính là cùng vừa rồi cái kia thanh âm chủ nhân có quan hệ. Cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái người nào, như thế cuồng ngạo, cư nhiên mặt đều không chiếu liền đối bọn họ một cái lăn tự. Thật đúng là không biên. Hắn Dương Mỗ Nhân hiện tại tốt xấu cũng là đường đường thánh đạo thánh nhân, cứ việc là thấp nhất giai thánh nhân, nhưng kia cũng là thánh đạo. Hơn nữa vẫn là vân môn thiên đình thiên đế, càng là vân môn đạo thống chi chủ. Vẫn là yếu điểm ra mặt, bị người giống lên một tiếng lăn tự, mặc kệ là trên mặt hạ không tới, trọng điểm là người này cùng ánh trăng rảo hợp ở bên nhau, hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Còn có chính là đến bây giờ mới thôi, cũng không biết ánh trăng là cái tình huống như thế nào. Nói thật từ lúc bắt đầu tiến vào nơi này sau, hắn tâm liền ở nhảy lên, là cái loại này có chút bi thương có chút lo âu nhảy lên. Cứ như vậy, hắn càng muốn xông vào, tìm tòi đến tột cùng. Liền ở hắn cầm trong tay liễu xanh chuẩn bị lần thứ hai công kích đại môn thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh. Oanh! Nhắm chặt đại môn oanh một chút mở ra, đồng thời cùng với một tiếng bạo nộ tiếng động nói, hỗn chướng đổ vật, tìm chết. Theo dứt lời, Dương Nghị Vân mí mắt kinh hoàng, thấy được một cái màu trắng thân ảnh vèo một chút xuất hiện ở trước đại môn, bỗng nhiên đối với hắn chính là vung tay lên, một đạo kiếm khí giống nhau ngân quang trực tiếp đối với hắn bề mặt bay tới. Lúc này Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại vô cùng rét lạnh, cũng là một trận tim đập nhanh. Rất mạnh. Không kịp nghĩ nhiều vội vàng vung lên liễu xanh thần thụ ngăn cản. Ầm vang. Ngân quang cùng lục quang tạc nứt. Dương Nghị Vân thân thể bay ngược. Cứ việc hắn thúc giục toàn lực, cũng như cũ bay ngược trên dưới 100 mễ lúc sau, mới nhìn xem dừng lại, đối phương kia một đạo ngân quang kiếm khí giống nhau công kích mới đừng liễu xanh thần quang lập tức.
trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng, lại là nhịn không được một búng máu dịch phun ra. Bất quá còn hảo, cũng không phải nhiều trong mắt, chính là cường đại uy áp lực lượng đánh sâu vào hạ, khí huyết không thuận, nhổ ra một búng máu dịch ngược lại thoải mái. Nhưng đồng thời Dương Nghị Vân nội tâm kinh hoàng, đối phương chỉ là tùy ý một kích, khiến cho hắn ăn một mệt. Rất cường đại. Hắn cũng cảm thụ không đến đối phương là cái gì tu vi. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được trước đại môn, xuất hiện người khoanh tay mà đứng nhìn hắn, nhưng lần này Dương Mỗ Nhân nội tâm chính là căng thẳng, trong lòng ám đạo một tiếng, mẹ nó hảo xoáy người. Không biết vì cái gì, Dương Mỗ Nhân đột nhiên ghen tị. Lần đầu ở ngoài, hắn đối người này trong lòng cư nhiên có một tia quen thuộc cùng thân thiết, cũng tàn nhẫn không đứng dậy. Trong tầm mắt đứng ở đại điện trước cửa người, ở Dương Nghị Vân trong mắt ánh mắt đầu tiên chính là một cái xoáy tự. Cảm giác vượt qua hắn xoáy. Cái này làm cho hắn thực ăn vị. Người này nhìn chính là phi thường tiêu chuẩn phương Đông gương mặt, 1m85 dáng người, không gầy không phì, một thân bạch y thắng tuyết, ngũ quan như là nghệ thuật điêu khắc, ánh mắt tràn ngập nhuệ khí, diện mạo 30 tả hữu, rất xoáy khí nhưng cũng tràn ngập giống được mị lực. Nhưng là giờ phút này hắn xem qua đi thời điểm, lại là phát hiện đối phương bỗng nhiên ngây người, ngay sau đó sắc mặt biến ảo lên, có như vậy một tia kinh hỉ, hận ý, tức giận, cuối cùng biến thành sát ý. Thực phức tạp ánh mắt. Lúc này Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là không nghĩ tới, tạp mao điều tiếng kinh hô vang lên nói, ngươi là Tề Thánh Thiên Đế. Người này nhìn thoáng qua tạp mao điều, ngay sau đó tạp mao điều cả người đều là một cái giật mình. Dương Nghị Vân sau khi nghe được sửng sốt một chút, nhìn về phía tạp mao điều nói, ngươi nhận thức hắn. Trước kia không quen biết hiện tại nhận thức. Lúc này tạp mao điều nói chuyện có chút nói lắp. Nghe tới tạp mao điều đối người này có trời sinh sợ hãi, cũng không đúng, không phải sợ hãi, mà là kính ý. Cái gì lung tung rối loạn, cái gì kêu trước kia không quen biết hiện tại nhận thức. Dương Nghị Vân trừng mắt nói. Liền, chính là nhìn đến Tề Thánh Thiên Đế sau đột nhiên trong óc liền toát ra hắn ký ức. Tạp mao điều nói. Dương Nghị Vân liền buồn bực, đừng nói tạp mao điều, hắn ánh mắt đầu tiên xem người này thời điểm, cũng có chút quen thuộc, chính là hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tề Thánh Thiên Đế. Cái gì ngoạn ý? Cái kia tiểu bạch kiểm là ai a? Dương Mỗ Nhân trực tiếp liền hỏi tạp mao điểu, hơn nữa thuận miệng cho một cái tiểu bạch kiểm xưng hô. Là, tạp mao điểu vừa muốn mở miệng. Lúc này lại là người nọ mở miệng nói, người cư nhiên quên mất ta. Dừng một chút hắn tiếp tục nói, cũng hảo. Rồi sau đó liền không có bên dưới. Làm Dương Nghị Vân có chút không thể hiểu được, nhưng hắn biết đối phương là nói cho hắn nghe. Là ai? Dương Nghị Vân chút nào không ấn tượng, bất quá hắn lúc này cũng phản ứng lại đây, tất nhiên cùng Thánh Thiên Đế có quan hệ, hoặc là hòa giải hắn kiếp trước có quan hệ. Đến nỗi là địch là bạn, hắn hiện tại thật đúng là không biết. Trực tiếp hỏi tạp mao điểu nói, tiểu bạch kiểm là địch là bạn. Dương Mỗ Nhân câu này tiểu bạch kiểm, làm đại điện trước cửa bạch y nhân, hoặc là nói Tề Thánh Thiên Đế khóe miệng thẳng trừ trừ, sắc mặt đen xuống dưới, song quyền cũng nắm chặt. Mà tạp mao điểu trộm ngắm liếc mắt một cái Tề Thánh Thiên Đế, nhỏ giọng nói như thế nào đâu, từ nào đó phương diện tới nói, Tề Thánh Thiên Đế đích xác cùng ngươi cái nhược kê là địch nhân, nhưng từ một khác mặt nói có xem như người một nhà. Cái gì lung tung rối loạn nói rõ ràng, Dương Nghị Vân trừng mắt nói. Tạp mao điểu xem Dương Nghị Vân tức giận vội vàng liền chuẩn bị hảo hảo nói, nhưng lúc này Tề Thánh Thiên Đế lại là lạnh giọng nói, điểu đồ vật ngươi tốt nhất cấp bản đế câm miệng. Tề Thánh Thiên Đế trực tiếp mắng tạp mao điểu là điểu đồ vật, cái này làm tạp mao điểu trực tiếp liền tạc mao, hướng về phía Tề Thánh Thiên Đế nói, Tề Thánh ngươi. Ngươi đừng cản rỡ a, chúng ta là tới tìm ánh trăng tỷ tỷ, ngươi đem ánh trăng tỷ tỷ giao ra đây, nếu không ta, không giao ngươi có thể như thế nào. Tề Thánh Thiên Đế ánh mắt như lưỡi đao giống nhau trực tiếp dừng ở tạp mao điểu trên người. Vèo một chút, vô cùng kiêu ngạo tạp mao điểu dây túng. Trực tiếp liền trốn đến Dương Nghị Vân sau lưng nhược nhược nói, ngươi chớ có cản rỡ. Tạp mao điểu dây túng biểu hiện đối mặt cái gì chó má Tề Thánh Thiên Đế bộ dáng, làm Dương Nghị Vân giật mình, này vẫn là Dương Nghị Vân lần đầu tiên nhìn đến tạp mao điểu túng thời điểm, cho tới nay này chỉ điểu liền không túng quá, muốn nhận túng cũng là cái loại này không có biện pháp nhận túng, ngoài miệng đều không có hại. Nhưng không nghĩ tới đối mặt người này thời điểm, tạp mao điểu lần đầu tiên túng, hơn nữa phía trước đối thoại thời điểm. Cũng chưa xưng hô điểu ra, dùng chính là ta danh hiệu. Thật sự là Thái Dương đánh phía Tây ra.
nhưng Tạp Mao Điểu đối mặt người này thời điểm, nói chuyện đều là nói lắp. Nhân ra một ánh mắt liền trốn đến chính mình phía sau, biểu hiện như thế làm Dương Nghị Vân cũng chưa mặt mũi. Hung tợn đối Tạp Mao Điểu nói, vô dụng ngoạn ý, mất mặt không a. Mệt ngươi ngày thường còn gọi ta nhược kê, ngươi nhìn xem ta hai ai là nhược kê, mất mặt a. Tạp Mao Điểu đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm trước nay là không túng, nghe được Dương Nghị Vân khinh bỉ chính mình, ngạnh cổ nói, ngươi. Ngươi nhược kê ngươi cùng Tề Thánh có thể giống nhau sao? Ta hắn sao mặc kệ, đây là các ngươi huynh đệ chi gian sự, các ngươi chính mình giải quyết, ta nhưng không tranh hồng thủy. Nói cho hết lời, Tạp Mao Điểu trực tiếp bay về phía Phù Tăng Thần Thụ, một bộ cùng Dương Nghị Vân phân rõ giới hạn bộ dáng. Cái gì ngoạn ý, huynh đệ, Tạp Mao Điểu ngươi cùng lão tử nói rõ ràng. Dương Nghị Vân không nghĩ tới Tạp Mao Điểu cư nhiên nói ra huynh đệ cái này từ ngữ, thực hiển nhiên là chỉ hắn cùng cái kia tiểu bạch kiểm. Càng ngày càng hồ đồ, nhưng là, thực rõ ràng có tiểu bạch kiểm uy hát yêu ta, Tạp Mao Điểu không dám đối hắn nói thêm cái gì. Không có cách Dương Nghị Vân lại lần nữa nhìn về phía tiểu bạch kiểm nói, uy tiểu bạch kiểm chúng ta chi gian. Nhận thức, những lời này ra tới, Tề Thánh Thiên Đế khóe miệng thẳng trừ trừ. Ngươi, hiện tại rời đi, ta coi như ngươi không có tới quá, nơi này cũng không như ngươi muốn tìm được người, cho dù có, ngươi cũng không xứng. Tề Thánh Thiên Đế trung quy phức tạp vô cùng nhìn Dương Nghị Vân nói một phen lời nói. Nhưng Dương Nghị Vân đâu? Còn liền cố tình rằng co. Càng ngày trên cao nhìn xuống tiểu bạch kiểm càng khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói, lão tử mặc kệ ngươi là ai, ta muốn tìm ánh trăng, ngươi cấp lão tử tránh ra. Ngươi có cái gì thể diện đề nàng, đều là bởi vì ngươi nàng mới, ngươi không xứng, lăn nếu không đừng trách ta không khách khí. Tề Thánh Thiên Đế lạnh giọng xuống dưới. Ta đi, ngươi cái tiểu bạch kiểm ngang tàng cái mau a, lão tử hôm nay còn liền không đi. Dương Nghị Vân cũng mau, năm lần bảy lượt bị người lăn 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 giống. Hắn khi nào chịu quá cái này khí a? Cứ việc hắn cảm giác được ra tới, cái này tiểu bạch kiểm rất cường đại, nhưng là hắn Dương Nghị Vân cũng không phải nhậm người nhục nhã người, cùng lắm thì đánh một trận lại nói, đánh không được đánh thắng được, đánh quá lại nói, chịu không nổi cái này khí. Nhưng mà hắn một câu không nói xong thời điểm, liền thấy đối phương động. Vèo chợt lóe, ngay sau đó trực tiếp liền xuất hiện ở hắn trước người một mét. Rồi sau đó một quyền trực tiếp đối với hắn bề mặt mà đến. Dương Nghị Vân bị nhanh như vậy, mau đến không có một tia pháp lực dao động tốc độ hạ một cú sốc, hắn theo bản năng vận chuyển pháp lực che kín toàn thân phòng ngự. Chính là kế tiếp làm hắn kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chạm vào. Đối phương một quyền trực tiếp liền dừng ở trên mặt hắn. Răng rắc. Mũi chặt đứt. Dương Nghị Vân cảm giác cái mũi ở đổ máu. Một trận đau đớn truyền đến. Hắn trực tiếp bị đối phương một quyền cảm thấy trên mặt đất. Nhưng là hắn không phải trọng điểm là hắn phát hiện cái này tiểu bạch kiểm một quyền cư nhiên làm lơ trên người hắn pháp lực, trực tiếp liền đánh vào trên mặt hắn. Quả thực cùng Điêu Nhi có liều mạng, nhưng là Điêu Nhi làm lơ pháp lực cũng không phải tuyệt đối đó là thiên phú dị bẩm, nhưng Điêu Nhi cũng thoát ly không được vận chuyển pháp lực phạm trù. Nhưng là cái này tiểu bạch kiểm cho hắn cảm giác là từ trong ra ngoài đều thoát ly pháp lực hoặc là nói thiên địa năng lượng phạm vi. Đây là thực khủng bố địa phương. Mặc kệ thế nào, trên mặt ăn một quyền, Dương Mỗ Nhân trừ bỏ nóng rát đau ở ngoài, càng có rất nhiều phẫn nộ, đánh người không vả mặt, người đại gia cư nhiên đánh lão tử mặt. Dương Mỗ Nhân không rảnh lo sát máu mũi, phiên tay chính là một trường. Thiên phạt vạn vật, thiên phạt thiên địa, thiên phạt đại đạo. Lửa giận dưới, Dương Mỗ Nhân liên tiếp tam trưởng trực tiếp đánh hướng đối phương. Nhưng mà, ầm ầm ầm. Lại một lần thất bại. Cái này hắn có thể xác định cái này tiểu bạch kiểm thật sự có thể hoàn toàn làm lơ pháp lực. Hắn tam trưởng đánh ra đi, đối phương lý cũng chưa lý tùy ý hắn tam trưởng năng lượng đánh vào trên người, làm theo dơ lên nắm tay đối hắn chính là một hồi đánh tơi bời. Ầm 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 nắm tay như mưa điểm giống nhau ở Dương Mỗ Nhân trên người, trực tiếp làm hắn thành đầu heo. Ngươi lúc trước như thế nào đáp ứng ta, như thế nào bảo hộ nàng? A. Ầm 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 Tề Thánh Thiên Đế một bên tấu Dương Mỗ Nhân một bên mang theo chất vấn tức giận. Dương Mỗ Nhân hoàn toàn không có sức chống cự, pháp lực đối nhân ra vô dụng, hơn nữa tiểu bạch kiểm tốc độ quỷ dị không thể nghi ngờ, có thể từ bất luận cái gì góc độ xuất hiện hơn nữa không có chút nào dao động phòng run phòng không được, chỉ có thể bị động bị đánh. Nơi xa Phù Tăng Thần mang theo lo lắng đối Tạp Mao Điểu nói, chúng ta đi hỗ trợ đi, lại không ra tay Dương đạo hữu sẽ bị đánh chết.
Tạp Mao Điểu Khí Định Thần nhàn nói, hắc hắc, yên tâm không có việc gì, không có việc gì, chúng ta hai cái liền tính liều mạng cũng không làm nên chuyện gì, Tề Thánh cái kia lão tiểu tử một bàn tay là có thể nghiền áp chúng ta, lại nói hắn là sẽ không giết Dương Nghị Vân, có một số việc ngươi không biết, ta chính là biết đến. Vì cái gì mặc kệ? Phù Tăng Thần Thụ nói. Tạp Mao Điểu cười hắc hắc nói, bởi vì ở khai thiên thời đại Tề Thánh muốn kêu Nhược Kê một tiếng đại ca, Tề Thánh Thiên Đế, Thánh Thiên Đế, hắc hắc, Tề Thánh, Tề Bình sóng vai, cùng ngồi cùng ăn ý tứ. Tạp Mao Điểu đối Phù Tăng Thần Thụ giảng thuật cái này, ở Phù Tăng Thần Thụ nghe tới nhưng có tin tức lượng. Dựa theo Tạp Mao Điểu nói chuyện ý tứ, Dương Nghị Vân cùng cái này cái gì Tề Thánh Thiên Đế rất sớm liền nhận thức, vẫn là huynh đệ. Thân huynh đệ, Phù Tăng Thần Thụ nói. Không phải, theo ta được biết là cái loại này bạn bè thân thiết vô cùng huynh đệ, có thể so với thân huynh đệ bạn tốt quan hệ, chẳng qua. Ở tình cảm thượng bọn họ thích cùng cái nữ nhân, Tạp Mao Điểu nói tới đây thời điểm, không đang nói đi xuống. Nhưng là Phù Tăng Thần Thụ lại là phản ứng lại đây. Ý của ngươi là ánh trăng, Phù Tăng Thần Thụ nói. Tạp Mao Điểu hắc hắc mà cười. Lúc này Phù Tăng Thần Thụ cũng yên tâm, nếu là loại tình huống này, kia đích xác không cần nhúng tay. Hơn nữa Tạp Mao Điểu đều không nóng nảy, đã nói lên sẽ không có cái gì đại sư. Nhiều nhất Dương Nghị Vân bị Tề Thánh Thiên Đế đánh tơi bời một đốn. Đương nhiên Dương Mẫu Nhân giờ phút này đã bị đánh tơi bời sản không nhiều lắm. Dương Nghị Vân nghe đối phương mắng, thực hỏa đại, nhưng cố tình vẫn luôn bị gắt gao áp chế, vô lực phản kháng. Hắn là một chút biện pháp đều không có, này tự trách mình thực lực ở cái này tiểu bạch kiểm trước mặt quá yếu. Nghe được hắn mắng. Dương Nghị Vân là không hiểu ra sao, nhịn không được đánh trả nói, cái gì lung tung rối loạn, người cái tiểu bạch kiểm là kẻ điên đi. Lúc này Dương Nghị Vân chuẩn bị vận dụng liễu xanh thần thụ cùng u đều chi môn, bị cái này tiểu bạch kiểm từ một hồi loạn quyền đều cho hắn tấu ngốc. Bất quá! Tấu về tấu nhưng là đều không nguy hiểm đến tính mạng, giống như là thuần túy đánh nhau phát tiết giống nhau. Đây cũng là từ lúc bắt đầu hắn không nhúc nhích liễu xanh thần thụ nguyên nhân. Bởi vì liễu xanh cùng u đều chi môn một khi sử dụng ra tới, chính là hoàn toàn bác mệnh lúc. Tuy rằng cái này tiểu bạch kiểm đối hắn có sát ý, mà khi chân chính động thủ thời điểm cứ việc toàn phương vị nghiền áp hắn, cho hắn một hồi loạn quyền đánh tơi bời, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phải sát chiêu, Dương Nghị Vân biết tiểu bạch kiểm thật muốn là hạ sát thủ, đã sớm giết hắn mấy trăm lần. Còn có một chút là, hắn từ nhỏ mặt trắng trong ánh mắt thấy được đối chính mình phi thường phức tạp thần sắc. Trong đó thậm chí còn thấy được như vậy một tia kính ý ở trong đó. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm thật sự cùng chính mình nhận thức. Bất quá mặc kệ có nhận thức hay không, giờ khắc này Dương Mẫu Nhân là trong lòng hoàn toàn bạo nộ rồi lên, đổi làm bất luận kẻ nào bị người một hồi đánh tơi bời đều phải hỏa đại. Hắn Dương Mẫu Nhân tốt xấu đúng vậy một phương đạo thống chi chủ, hiện giờ ở cái này tiểu bạch kiểm trên tay bị xoa bóp. Đặc biệt giữa sân còn có Tạp Mao Điểu cùng Phù Tăng Thần Thụ nhìn, quả thực không mặt mũi, làm hắn nếu không giận. Trong lòng rõ ràng đối mặt cái này tiểu bạch kiểm khả năng liễu xanh thần thụ hơn nữ u đều chi môn cũng không tất đối tiểu bạch kiểm có tác dụng, nhưng hắn cố không được nhiều như vậy, tưởng đem này khẩu tức giận ra tới lại nói. Bị tiểu bạch kiểm mặt một quyền lại một lần đánh bay lúc sau, Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị vận dụng liễu xanh thần thụ thời điểm, lại là không nghĩ tới đối phương dừng tay, không ở truy lại đây đánh tơi bởi hắn. Cái này Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột, triệu hoán liễu xanh thần thụ ra tới. Hơn nữa cũng là lúc này tiểu bạch kiểm nhìn hắn giống nhau, cười lạnh nói, một gốc cây tàn khuyết bẩm sinh linh căn liền không cần lấy ra tới mất mặt, thật là không nghĩ tới ngươi hiện tại như thế phế vật. Nghe được tiểu bạch kiểm nói chuyện, Dương Nghị Vân trong lòng chấn động, thực hiển nhiên trên người hắn liễu xanh thần thụ bị tiểu bạch kiểm liếc mắt một cái liền xem truyền. Nói cách khác, cái này tiểu bạch kiểm đối chính mình chi tiết rất rõ ràng. Mà trái lại hắn còn lại là đối tiểu bạch kiểm chút nào không biết. Này mẹ nó còn như vậy đánh. Nhưng là Dương Nghị Vân như cũng ngạnh miệng mắng nói, người mới là phế vật, tiểu bạch kiểm mắng ai đâu. Đối phương một câu phế vật, hoàn toàn làm Dương Mẫu Nhân tạc mao. Trong tay lục quang chợt lóe, lại là liễu xanh thần thụ trực tiếp xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn không ngừng pháp khí thúc dục tới rồi liễu xanh thần thụ chung, ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng lại động 10 đại đạo thụ hợp nhất hiện lên ở sau người. Hắn phải đối cái này tiểu bạch kiểm toàn lực một kích, quá mẹ nó vũ nhục người. Mà ở Tề Thánh nhìn Dương Nghị Vân lại là thực khinh thường, chút nào không để ý Dương Nghị Vân thúc giục liễu xanh thần thụ cùng 10 đại đạo thụ,
nheo lại mắt thấy Dương Nghị Vân, nói thật Dương Nghị Vân điểm này lực lượng ở trong mắt hắn thật không tính cái gì. Mà Dương Nghị Vân cũng là chút nào không dừng lại, cuối cùng hắn thúc giục nguyên thần trong vòng thiên tâm. Thiên tâm đây là ở chúng thần vực tinh la bàn cờ lần đầu tiên tiến vào thánh thiên điện thời điểm thánh thiên điện lưu lại lực lượng, không phải pháp nguyên khí chi lực, mà là cùng loại nguyên thần lực lượng, khá vậy không phải thần hồn, ở Dương Nghị Vân lý giải chung đây là đại đạo hiểu được chi lực. Mỗi một lần hắn lấy thiên tâm khống chế liễu xanh thần thụ đều là uy lực tăng gấp bội, thuận buồm xuôi gió, lần này tự nhiên cũng không để ý tới. Đã có thể trong nháy mắt này, tề thánh lại là bỗng nhiên đồng tử co rút lại một chút, ngay sau đó vội vàng đối Dương Nghị Vân hô, dừng lại. Dương Nghị Vân sửng sốt hắc hắc cười nói, như thế nào? Tiểu Bạch Kiểm ngươi sợ, nói cho ngươi chậm, lão tử muốn tấu trở về. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến còn tưởng rằng là Tiểu Bạch Kiểm cảm nhận được chính mình lực lượng cường đại sau, sợ hãi, tức khắc trong lòng có chút đắc ý lên. Quyết tâm muốn tìm về mặt mũi. Trong tay liễu xanh thần thụ vầng sáng đại tác phẩm dựng lên, liền phải đối với Tiểu Bạch Kiểm đánh qua đi. Nhưng ngay sau đó lại là nghe được Tiểu Bạch Kiểm hét lớn, đại ca dừng tay đi, người được đến thiên tâm, vậy có thể làm Nguyệt Nhi sống lại. Liền này một câu làm Dương Nghị Vân ngây ngẩn cả người. Đại ca, thiên tâm, Nguyệt Nhi, cuối cùng hắn ngừng lại. Lúc này lại là rốt cuộc có như vậy một chút hiểu ra. Cũng cảm nhận được Tiểu Bạch Kiểm cả người hơi thở tất cả đều tan đi. Nguyệt Nhi ở đại điện, các ngươi vào đi, tề thánh thiên đế lưu lại một câu, xoay người một bước bước ra lại là đi vào đại điện. Hơn nữa truyền đến một câu, nói cho ta đại ca ta là ai. Tốt, tạp mau điều phản ứng thực mau. Thực hiển nhiên cuối cùng một câu là tề thánh thiên đế để lại cho tạp mau điều. Dương Nghị Vân mộng bức. Nhưng hắn thu hồi liễu xanh thần thụ, giờ phút này phản ứng lại đây. Đều không phải là Tiểu Bạch Kiểm sợ chính mình, mà là nói chính mình trên người có thiên tâm, mà thiên tâm có thể cứu Nguyệt Nhi, tháng này Nhi tựa hồ chỉ chính là ánh trăng đi. Dương Nghị Vân nhìn về phía Tạp Mao Điểu. Ngay từ đầu Tạp Mao Điểu liền nhận thức Tiểu Bạch Kiểm, muốn nói vừa nói, đáng tiếc bị Tiểu Bạch Kiểm đánh gãy. Nhưng lúc này, Tạp Mao chim bay lại đây nói, nhược kê hắn là tề thánh thiên đế, là người tốt nhất huynh đệ, ta cũng chỉ là biết một cái đại khái. Có nghe đồn ngươi cùng tề thánh thiên đế là cùng nhau ra đời với hỗn độn, là tốt nhất bằng hữu, cùng nhau lang bạt. Sau lại có thánh thiên đình, ngươi vì thánh thiên đế, tắc sách phong hắn vì tề thánh thiên đế, ý vì cùng ngươi bình tề bình tòa, chỉ là tề thánh không thích này đó. Lại sau lại các ngươi đều thích một cái cô nương, nhưng sau lại cái kia cô nương thích chính là ngươi cái này nhược kê, làm ngươi huynh đệ tề thánh thiên đế đối với các ngươi đưa lên chúc phúc lúc sau, liền rời đi thánh thiên đình, vân du chư thiên vạn giới mà đi. Ở cũng đã không có tung tích, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiện tại xem ra năm đó đại kiếp nạn ánh trăng bị thương rơi xuống không rõ, là tề thánh thiên đế xuất hiện tới rồi ánh trăng bên người. Ách Dương Nghị Vân kinh ngạc. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Hiện tại tựa hồ hết thảy đều đối thượng hào. Đương nhiên cái này dò số là hắn thánh thiên đế, mà hắn hiện tại là Dương Nghị Vân. Nhưng cứ việc không nghĩ thừa nhận cái gì, nhưng là tạp mau điều lời nói nếu là thật nói. Này hết thảy đều là thật sự, tính lên cùng Tiểu Bạch Kiểm vẫn là huynh đệ. Trách không được ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn lúc sau, Tiểu Bạch Kiểm thần sắc như vậy phức tạp vô cùng. Trách không được Tiểu Bạch Kiểm tấu hắn không hù chết tay, mắng nói không chiếu cố hảo nàng. Hiện tại xem ra tạp mao điểu trong miệng cô nương không hề nghi ngờ chính là ánh trăng. Cẩu huyết chính là, hắn kiếp trước thánh thiên đế cùng Tiểu Bạch Kiểm là huynh đệ, cư nhiên còn thích cùng cái nữ nhân. Nửa ngày Dương Nghị Vân cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Rồi sau đó hắn lại là mắng nói, người đại gia a, các ngươi kiếp trước sổ nợ rối mù đều tính ta trên đầu làm gì, lão tử hiện tại là Dương Nghị Vân, không phải cái gì chó má thánh thiên đế, tới nơi này tìm ánh trăng liền ngươi là vì vân môn đông đảo đệ tử môn nhân. Hiện tại làm sao bây giờ? Tạp mau điều hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Nếu ánh trăng ở chỗ này, vậy liền đi thôi. Dương Nghị Vân cũng là dở khóc dở cười. Cái này kêu chuyện gì? Hắn trong lòng buồn bực hỏng rồi. Sự tình kể từ đó, hắn này đốn đánh tơi bời xem như bạch ăn. Trọng điểm là hắn này xem như bị chính mình huynh đệ cấp tấu, cứ việc không nghĩ thừa nhận Tiểu Bạch Kiểm là huynh đệ, nhưng xét đến cùng chính là chính mình huynh đệ. Bị chính mình huynh đệ phá tan tấu một đốn, còn không phải là bạch tấu sao? Hắn còn có thể thật mang thù đánh trở về. Lại nói hắn hiện tại cũng đánh không lại nhân ra a. Tiểu Bạch Kiểm sức chiến đấu ở Dương mẫu nhân trong lòng kỳ thật là bạo lều cái loại này,
chỉ là hắn không nghĩ thừa nhận mà thôi, quả thực có thể nói biến thái giống nhau cường đại. Mang theo một bụng buồn bực khí, Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu Phù Tang Thần Thụ đi hướng đại điện mà đi. Đi vào đại điện, Dương Nghị Vân liền cảm thụ liền cực hạn âm lãnh, từ bên ngoài xem còn xem như bình thường một tòa cung điện, chính là đi vào tới sau, lại là phát hiện, nơi này bên trong quả thực chính là một tòa khắc băng cung điện. Hơn nữa là cái loại này vạn tái hàn băng cảm giác. Này tòa đại điện kỳ thật cũng không xem như đại, Dương Nghị Vân nhìn ra chỉ có không đến 100 bình phương. Giờ phút này Tiểu Bạch Kiểm đưa lưng về phía bọn họ, mà ở Tiểu Bạch Kiểm phía trước là một câu thủy tinh quan. Nhìn đến lúc sau Dương Nghị Vân nội tâm chính là chấn động. Ở chỗ này xuất hiện một khối quan tài, bên trong là người phương nào, tựa hồ đã miêu tả sinh động. Tạp Mao Điểu vèo một chút bay vọt qua đi, mang theo run giọng nói, ánh trăng tỉ tỉ. Dương Nghị Vân cũng đi qua, âm nguyệt có thể nhìn đến thủy tinh quan nội là một nữ nhân, nhưng là xem không rõ lắm. Nàng không chết, chỉ là ngủ say, năm đó nàng bị thực trọng thương, ta tìm được rồi này một khối thủy tinh quan là vì cho nàng chữa thương, chỉ tiếc nhiều năm như vậy, đều không có biện pháp đánh thức nàng. Cùng kêu lên chậm rãi mở miệng. Thực hiển nhiên là đối Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu nói. Nghe được Tiểu Bạch Kiểm nói như vậy, Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu đều nhẹ nhàng thở ra. Không chết liền hảo. Hiện tại cũng biết vì cái gì phía trước như vậy đại động tĩnh, ánh trăng vẫn luôn không ra. Nguyên lai là cái này tình huống, nếu là bình thường dưới tình huống ánh trăng đã sớm xuất hiện. Dương Nghị Vân nhìn về phía Tề Thánh Một mở miệng lại là không biết như thế nào xưng hô hắn. Tiểu, ách ngươi. Ngươi vẫn là giống như trước đây kêu ta nhị đệ đi. Lại là Tề Thánh chủ động nói chuyện. Dương Mỗ Nhân giờ phút này nội tâm vẫn là có chút hỏa khí, nhưng lại phát không ra, cũng có chút xấu hổ, đương nhiên càng có rất nhiều buồn bực. Hiện tại đã biết ra hỏa này cùng Thánh Thiên Đế chi gian quan hệ, lại động thủ hiển nhiên không thích hợp, mang thủ đi cũng không thích hợp. Tả hữu khó chịu. Trung quy Dương Nghị Vân vẫn là mở miệng nói, có một chút ta thanh minh, ta không phải Thánh Thiên Đế, ta chính là ta kêu Dương Nghị Vân, ta cũng không có gì kiếp trước ký ức, chỉ nhớ rõ hiện tại, tiến đến tìm ánh trăng là bởi vì, ta được đến Thánh Thiên Đình, khởi động lại Thánh Thiên Đình, lập hạ Vân Môn Đạo Thống. Mà Tân Vân Môn Thiên Đình, lại thiếu ánh trăng, nhật nguyệt sao trời cần thiết muốn tìm đủ, mới có thể làm Vân Môn Thiên Đình bình thường vận chuyển, cấp Vân Môn đệ tử một cái chứng đạo tỷ lệ, cho nên thỉnh ngươi đừng ngăn trở ta mang đi ánh trăng. Đến nỗi cùng ngươi chi gian sự, ta nói rồi ta không biết, ngươi ta việc về sau lại nghị, hiện tại có không nói nói ánh trăng tình huống, hoặc là nói ta có thể giúp đỡ cái gì. Tề Thánh Thiên Đế nghe Dương Nghị Vân nói chuyện. Kỳ thật từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dương Nghị Vân bắt đầu hắn liền biết Dương Nghị Vân không phải đại ca, hoặc là nói không có đại ca ký ức, không có tỉnh lại đi. Hắn tấu Dương Nghị Vân, là bởi vì hắn không bảo hộ nàng. Nhưng hiện tại xem ra, dù sao Dương Nghị Vân không có bất luận cái gì ký ức, hắn đối với vị này đại ca tới nói, kỳ thật cùng người xa lạ không có gì hai dạng. Ngẫm lại cũng là chính mình xúc động. Nhìn Dương Nghị Vân, Tề Thánh Thiên Đế chua xót nói. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ở lòng ta ngươi cùng vĩnh viễn là ta đại ca, đến nỗi hôm nay tấu ngươi, là bởi vì ngươi nói lỡ, đây là năm đó ngươi hứa hẹn. Ngươi đại gia, chó má hứa hẹn, ta mẹ nó hứa hẹn ngươi tấu ta a. Không nói đánh người còn hảo, vừa nói lên, Dương Mỗ Nhân liền tạc. Thật là ngươi đã nói, ta cho ngươi xem liền biết. Tề Thánh Thiên Đế lại là chút nào không thèm để ý Dương Nghị Vân mắng, nói chuyện chi gian. Đối với Dương Nghị Vân giữa mày tia chớp một chút. Dương Nghị Vân cũng chưa tới kịp phản ứng, tức khắc đã bị Tề Thánh Thiên Đế một lóng tay đầu điểm ở giữa mày chỗ. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy trong óc cùng oanh một chút, nháy mắt chỗ trống. Nhưng ngay sau đó đường hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại là phát hiện chính mình đi tới một cái khác hoàn cảnh chung. Thấy thế nào đều như là càn khôn hồ nội cái loại này hỗn độn sương mù hoàn cảnh. Hắn bản năng nghĩ đến tới hỗn độn hai chữ. Đúng vậy, nơi này là thần bí hỗn độn thế giới. Đây là hắn tiềm thức đích xác nhận. Ầm vang, răng rắc, ầm vang, hỗn độn chỗ sâu trong tiếng sấm tia chớp. Dương Nghị Vân thấy được lưỡng đạo thần quang hoặc là nói hai cái năng lượng đoàn xuất hiện ở hỗn độn chỗ sâu trong. Một tím một bạch, hai luồng năng lượng hình cầu. Giờ phút này hắn giống như là góc nhìn của Thượng Đế giống nhau, nhìn hỗn độn thế giới. Dài dòng năm tháng lúc sau. Hai cái năng lượng thể màu tím đại lượng hóa thành người, ngay sau đó là màu trắng.
Dương Nghị Vân nhìn đến này hai người thời điểm, hoặc là nói từ màu tím năng lượng thể ra đời mà ra người sau, hắn cả người đều là chấn động. Bởi vì hắn thấy thế nào đều là một cái khác chính mình. Mà màu trắng năng lượng trong cơ thể ra tới người tắc đúng là Tiểu Bạch Kiểm hoặc là nói là Tề Thánh Thiên Đế. Hai người ra đời hỗn độn. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cũng phản ứng lại đây, chính mình đây là đang xem Tề Thánh truyền tới chính mình trong đầu ký ức hình ảnh. Thực hiển nhiên Tề Thánh ý tứ là, làm hắn hiểu biết hắn cùng hắn chi gian quan hệ. Đạo hữu, Dương Nghị Vân nhìn đến chính mình đối Tề Thánh chào hỏi. Người ta hai người ra đời hỗn độn đồng ý nơi, trước sau đắc đạo, sao không lấy huynh đệ luận chi? Tề Thánh nói. Đại thiện, Thánh Thiên Đế nói. Người sớm ta nửa khắc đó là đại ca, gặp qua đại ca. Hảo hảo hảo, hảo huynh đệ, về sau ngươi chính là ta nhị đệ. Hình ảnh lưu chuyển hai người lang bạt khai thiên lúc sau hồng hoang thế giới, Thánh Thiên Đế sáng lập Thánh Thiên Đình đạo thống, cùng nhau đắc đạo cùng nhau đánh thiên hạ, nhưng Tề Thánh Thiên Đế trước nay đều là tôn đại ca, làm đại ca vi tôn xưng Thánh Thiên Đế. Thánh Thiên Đế cũng sách phong nhị đệ vì Tề Thánh Thiên Đế, cùng ngồi cùng ăn, nhưng Tề Thánh Thiên Đế đối này đó không có hứng thú. Thẳng đến có một ngày, hình ảnh lần thứ hai biến hóa. Dương Nghị Vân thấy được Thánh Thiên Đế, Tề Thánh Thiên Đế cùng một nữ tử. Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc có điều hiểu rõ. Cái này siêu nhiên giống nhau tuyệt sắc nữ tử đó là Ánh Trăng, cùng Thánh Thiên Đế, Tề Thánh Thiên Đế đồng thời ở Hồng Hoang nhận thức, cẩu huyết chính là huynh đệ hai người đều ngươi thích Ánh Trăng. Nhưng cuối cùng Ánh Trăng lựa chọn chính là Thánh Thiên Đế, thích chính là Thánh Thiên Đế. Bất quá không có trong tưởng tượng Tề Thánh Thiên Đế đánh tơi bời huynh đệ phản bội sự tình ra tới, Tề Thánh Thiên Đế hành sự quang minh lỗi lạc, tuy rằng Ánh Trăng lựa chọn đại ca. Nhưng hắn không hề có ghen ghét từ, ngược lại đưa lên chúc phúc. Hình ảnh lại biến. Dương Nghị Vân nhìn đến ở tầng mây chỗ sâu trong, chỉ có Thánh Thiên Đế cùng Tề Thánh Thiên Đế hai người. Chỉ nghe Tề Thánh Thiên Đế đối Thánh Thiên Đế nói, đại ca ta đem đi trước hỗn độn tu luyện, này vừa đi không biết khi nào mới có thể tái kiến, ngươi phải đáp ứng ta hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nhi, không thể làm hắn bị thương tổn. Nhị đệ yên tâm đó là, ta nếu là bảo hộ không hảo Nguyệt Nhi, ngươi tấu ta đó là. Nhìn đến nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tề Thánh Thiên Đế nhìn thấy chính mình sau cái loại này phức tạp ánh mắt, cũng đánh tơi bởi chính mình nguyên nhân. Nguyên lai cái này hố, đã sớm chôn xuống, vẫn là chính mình hố chính mình. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cũng mở hai mắt, đối với hắn cùng Tề Thánh Thiên Đế một kích Ánh Trăng chi gian quan hệ cuối cùng là rõ ràng. Hắn trong lòng rõ ràng mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, kỳ thật hắn đều là Thánh Thiên Đế, cũng là Tề Thánh Thiên Đế đại ca. Hơn nữa hắn mở hai mắt lúc sau, kia hình ảnh chung trải qua thẳng vào linh hồn, tựa hồ hết thảy chính là vừa mới phát sinh sự, rất khắc sâu, rất có cảm xúc. Cứ việc xem chính là ký ức hình ảnh, khá vậy không phải bình thường ký ức hình ảnh, hết thảy trải qua cảm giác đều có. Cho nên hắn mở hai mắt lúc sau, lại đi làm chuẩn thánh thời điểm, lại là nội tâm nhìn không được chân chính dao động, đối với Tề Thánh làm người, Tề Thánh tôn hắn cái này đại ca kia phân cảm tình. Là không thể chê minh, một cái thật nam nhân thật hán tử đánh giá cho Tề Thánh. Cầm lòng không đậu run giọng hô một tiếng, nhị đệ. Dương Nghị Vân ý thức thực rõ ràng, nhưng hô lên này thanh nhị đệ lúc sau, hắn đã là rơi lệ đầy mặt, linh hồn nguyên thần đều ở chỗ sâu trong run rẩy. Thánh Thiên Đế chính là hắn chính là Thánh Thiên Đế, điểm này hiện tại không sửa lại. Đương nhiên hắn chủ quan ý thức vẫn là hắn Dương Nghị Vân chính mình. Nhưng này phân huynh đệ chi tình. Thâm nhập linh hồn. Đại ca. Thình thịch. Tề Thánh hô lên một tiếng đại ca, thình thịch một chút quỳ gối Dương Nghị Vân trước mặt. Đứng lên đi, ta không trách ngươi. Dương Nghị Vân vẫn là tiến lên nâng hắn. Không, là ta sai rồi, năm đó ta ngoài miệng dặn dò ngươi cùng Nguyệt Nhi, kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, cho nên ta trốn tránh, ta trốn vào hỗn độn chung. Biết vậy chẳng làm, chờ ta lại trở về là, ngươi. Ngươi ngã xuống. Nguyệt Nhi mệnh huyền một đường, ta chỉ có thể đem nàng mang đến nơi đây nghĩ cách cứu nàng, ta đi tìm thiên, nhưng ta bại. Đại ca ta sai rồi. Tề Thánh khóc lớn, tràn ngập hối hận. Dương Nghị Vân nghe được ra tới nhìn ra được, Tề Thánh trong lòng thực áp lực, thực tự trách, ở trên người hắn cũng phát sinh quá rất nhiều sự. Không ở ngăn lại hắn, làm hắn phát tiết ra tới liền hảo. Cứ việc hắn không biết Thánh Thiên Đế năm đó có bao nhiêu thê thảm đại chiến. Khá vậy từ Tề Thánh tự trách chung có thể tưởng tượng đến. Bất quá hắn chung quy là chính hắn. Nhưng hiện tại cũng thử tiếp thu.
tiếp thu chính là Thánh Thiên Đế mang đến mạng lưới quan hệ, hoặc là nói này đó huynh đệ bằng hữu, thoạt nhìn một đám đều không kém. Đối với Tề Thánh cùng Ánh Trăng quan hệ, Dương Nghị Vân lúc này xem như trên cơ bản biết rõ ràng. Biến chuyển quá nhanh, làm hắn có chút không thích ứng, phía trước còn ở đánh tơi bởi hắn, hiện tại lại trái lại quỳ xuống nhậm đại ca. Thật đúng là có điểm đánh một cái tát cấp cái ngọt táo ý tứ. Cố Tình Dương mẫu nhân chọn không ra lý tới, chỉ có thể bóp mũi nhận. Kia gì vẫn là nói Ánh Trăng tình huống đi, ta hai chi gian tính phiên thiên. Đối mặt giờ phút này biểu hiện phi thường chân thành Tề Thánh, Dương mẫu nhân chung quy là lựa chọn giải hòa. Bổn ý sơ tâm chính là vì tìm kiếm Ánh Trăng mà thôi, xuất hiện Tề Thánh chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, Dương mẫu nhân trong lòng về điểm này cách ứng cũng coi như là tiêu tán, xem ra Tề Thánh cho hắn ký ức hình ảnh lúc sau, xem như biết Thánh Thiên Đế, Tề Thánh cùng Ánh Trăng chi gian nhìn như là tình tay ba, kỳ thật cũng không phải. Tề Thánh đối Ánh Trăng nhiều nhất xem như tương tư đơn phương, mà Ánh Trăng lựa chọn là Thánh Thiên Đế. Đến nỗi hiện tại Tề Thánh chỉ là ở bảo hộ Ánh Trăng, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người tới, Dương mẫu nhân trong lòng về điểm này không cân bằng cũng liền không gì. Chỉ nghe Tề Thánh Thiên Đế mở miệng nói, Nguyệt Nhi tẩu tẩu, bị thương nặng quá, lâm vào ngủ say, ta thử qua rất nhiều biện pháp cứu nàng, nhưng cũng chưa dùng. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng trên người của ngươi thiên tâm thử xem, nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề. Nghe được Tề Thánh Thiên Đế xưng hô Nguyệt Nhi tẩu tẩu, Dương mẫu nhân trong lòng quái quái, đương nhiên hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, hắn để ý chính là có không đánh thức Ánh Trăng. Dựa theo Tề Thánh nói chuyện chính mình thiên tâm chi lực hẳn là có thể. Nhưng mà nghe ý tứ, Tề Thánh cũng không quá có 10 phần nắm chắc. Muốn ta như thế nào làm? Thiên tâm đều không phải là đơn thuần pháp khí chi lực. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói. Tề Thánh Thiên Đế nghe vậy nói, lấy thiên tâm vì dẫn, tiến vào Nguyệt Nhi tẩu tẩu ý thức hải, đi đem nàng đánh thức. Thiên tâm chi lực chính là đại ca ngươi đại đạo ý chí, tuy không phải pháp khí chi lực nhưng ở một khác mặt lại là càng siêu pháp khí chi lực, cứ việc thử xem đi. Ý của ngươi là ta lấy thiên tâm vì môi giới ý thức tiến vào Ánh Trăng ý thức hải đi đánh thức nàng. Dương Nghị Vân hỏi. Đúng là như thế. Tề Thánh Thiên Đế gật đầu. Đơn giản như vậy, ngươi không đem nàng đánh thức. Dương Nghị Vân nhìn về phía Tề Thánh Thiên Đế. Còn tưởng rằng có cái gì khó khăn, nguyên lai chỉ là ý thức tiến vào ý thức của đối phương thế giới đi đánh thức. Đương nhiên lời này hỏi ra tới sau, Dương Nghị Vân cũng cảm thấy có thể là chính mình tưởng đơn giản. Nếu là thật như vậy đơn giản, bằng Tề Thánh Thiên Đế tu vi thực lực, sợ là đã sớm làm được. Quả nhiên chỉ nghe Tề Thánh Thiên Đế cười khổ nói. Nguyệt Nhi tẩu tẩu ý thức thế giới có cấm chế, ta vào không được, nếu là mạnh mẽ tiến vào nàng ý thức thế giới, sẽ dẫn phát nàng ý thức thế giới hỏng mất, ngược lại là hại nàng, mà đại ca ngươi là hắn. Hắn phu quân, từ trước đến nay Nguyệt Nhi tẩu tẩu ý thức thế giới sẽ không bài xích ngươi, thiên tâm chính là ngươi Thánh Thiên Đế ấn ký, có lẽ Nguyệt Nhi tẩu tẩu ý thức cấm chế sẽ nhận, ngươi có thể đi vào. Thì ra là thế a, hành, ta đây thử xem, bất quá ta còn là muốn nói một câu, ta là Dương Nghị Vân. Không phải Thánh Thiên Đế, liền tính là Thánh Thiên Đế là ta kiếp trước, ta cũng vẫn là ta chính mình, không phải bất luận kẻ nào. Dương mẫu nhân kiên trì làm chính mình nguyên tắc thực kiên định. Tề Thánh Thiên Đế cười khổ nói, đại ca cứ việc đi làm, hết thảy đều có định số. Nói chuyện chi gian đứng dậy thiên địa vung tay lên. Ầm ầm ầm, nặng nề tiếng động vang lên, lại là thủy tinh quan mở ra. Dương Nghị Vân trước tiên xem qua đi, hảo gia hỏa. Quan nội thật là phía trước Tề Thánh cho hắn xem ký ức hình ảnh chung nữ tử. Chẳng qua giờ phút này nhìn đến chân nhân sau nội tâm cảm quan cùng thị giác hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Thật sự là nhưng liền dung nhan tới nói có thể nói thần thánh dung nhan, một thân ngân bạch hoa phục trong người, thoạt nhìn dáng người thon dài, đầu đội mũ phượng, có điểm bảo tướng trang nghiêm thần thánh không thể xâm phạm hơi thở. Làm nhân sinh không ra một chút ít khinh nhờn. Dương Nghị Vân biết hắn chính là Ánh Trăng. Một cái bị Thánh Thiên Đế sủng ái nữ tử, một cái bị Thánh Thiên Đế đều có thể vì nàng cùng Thánh Thiên Hậu cãi nhau nữ tử. Càng là Tề Thánh cũng yêu thầm nữ tử. Thánh Thiên Đình thời đại Thiên Đình Ánh Trăng. Làm tạp mau điều kia chờ ngoài miệng phi thường tổn hại bĩ điều đều kêu một tiếng Ánh Trăng tỷ tỷ nữ tử. Ở thủy tinh quan nội giống như là ngủ say chung giống nhau, phi thường an tường. Đại ca bắt đầu đi, ta tới cấp ngươi hộ pháp. Lúc này Tề Thánh Thiên Đế nói. Nga tốt. Dương Nghị Vân bên người chưa bao giờ thiếu tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là cái này kêu Ánh Trăng nữ tử,
nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền cho hắn không giống người thường cảm giác. Này, kỳ thật còn gần là túi ra, làm không được xem một người cảm quan cùng đánh giá. Bất luận kẻ nào, cuối cùng thú vị chính là linh hồn. Thế gian đẹp túi ra có tương tự tương đồng tồn tại, nhưng linh hồn thú vị lại là độc nhất vô nhị. Dương Nghị Vân chờ mong nếu kế tiếp tiến vào ánh trăng ý thức thế giới đi, đi gặp vị này độc đáo nữ tử. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không dám xác định, dựa theo tề thánh biện pháp dùng thiên tâm chi lực có thể hay không mở ra ánh trăng ý thức thế giới đi vào. Bất quá dù sao cũng phải thử xem mới có thể biết. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lúc sau, ý thức chìm vào nguyên thần. Ngay sau đó cảm giác thiên tâm chi lực, ý thức cùng thiên tâm dung hợp lúc sau, từ chính mình ý thức hải ra tới, đi tới thủy tinh quan, hướng về quan nội ánh trăng giữa mày mà đi. Mỗi cái tu đạo hạng người ý thức chi hải nguyên thần nơi đều ở giữa mày chỗ, hoặc là nói giữa mày chỗ là thần hải môn hộ, thần hải thì tại đầu chung. Vừa tiếp xúc với ánh trăng giữa mày là lúc, Dương Nghị Vân ý thức liền thấy được một đạo lộng lẫy màu bạc cái chắn đứng dậy ở trước mắt. Như là một đạo vô pháp vượt qua màn trời. Hắn biết đây là ánh trăng ý thức hải cấm chế. Một cổ uy áp cường đại đến làm hắn ý thức đều cảm giác thở dốc khó khăn. Chính là hắn vẫn là đi bước một hướng về màn trời mà đi. Với thiên tâm chi lực dung hợp ý thức, dựa theo tề thánh cách nói chính là mở ra ánh trăng ý thức thế giới cấm chế chìa khóa. Hắn dù sao cũng phải thử xem nhìn xem. Ngay sau đó hắn tiếp xúc đến quầng sáng thời điểm, lại là cảm nhận được thiên tâm chi lực lưu chuyển, mà màu bạc quầng sáng cũng tại đây một khắc lưu động dựng lên. Cư nhiên xuất hiện một cái môn hộ. Hắn trong lòng đại hỉ, quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng vừa động trực tiếp đi vào. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Dương Nghị Vân phát hiện chính mình tựa hồ đi tới một cái thế giới cổ tích. Nơi này có ánh mặt trời, tinh không vạn lý, sơn xuyên con sông. Dưới chân hoa tươi nở rộ, như một bộ đại địa bức họa cuộn tròn. Nơi xa hắn nghe được một thanh âm, một nữ tử ở ca hát thanh âm. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, nghe tiếng ca mà đi. Hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, nơi này đó là ánh trăng ý thức thế giới. Kỳ thật mỗi người ý thức thế giới đều là bất đồng, sâu trong nội tâm chấp niệm sâu nhất thế giới là cái dạng gì, ý thức thế giới liền sẽ là cái dạng gì. Từ hoàn cảnh đi lên xem, ánh trăng thế giới sắc thái sặc sỡ. Như thế cũng thể hiện ra ánh trăng là cái ánh mặt trời sáng lạn đồng thoại giống nhau nữ tử đi. Dương Nghị Vân như thế nghĩ, nghe tiếng ca hắn đi tới một cái bên hồ. Trong tầm mắt thấy được hồ bờ biển thượng, có một nữ tử ở chơi đánh đu. Chính là nàng ở ca hát. Ở nàng chung quanh là một gốc cây nở rộ hướng hoa tươi, rừng cây. Có đủ mọi màu sắc con bướm, chim nhỏ quay chung quanh ở bên người nàng hoan ca khởi vũ. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn đến chính là nàng bóng dáng, chỉ nhìn đến nàng một đầu tóc bạc áo choàng, một thân bạc trang cùng quan nội giống nhau như đúc, đi chân trần ngồi ở chơi đánh đu. Tiếng ca Dương Nghị Vân chưa từng nghe qua, chính là làm hắn mê say, cả người tâm đều ở bất chi bất giác trung tĩnh xuống dưới. Hắn ngừng ở nàng phía sau 10 mét ở ngoài, không đi quấy rầy, liền như vậy lẳng lặng nghe. Không biết đi qua bao lâu, tiếng ca ngừng. Nhưng Dương Nghị Vân còn chìm vào ở tiếng ca trầm tĩnh thế giới. Đột nhiên một tiếng dễ nghe đến cực điểm thanh âm đem hắn đánh thức. Ngươi đã đến rồi. Chính là vô cùng đơn giản ba chữ mà thôi. Nhưng lại làm Dương Nghị Vân bừng tỉnh, nghe vào trong tai giống như là hồi lâu không thấy lão người quen tại chào hỏi. Vừa nhấc đầu tinh xảo đến nổ mạnh tuyệt thế dung nhan xuất hiện trước mặt hắn. Mang theo ba phần ý cười, ba phần thong dong, ba phần thánh khiết cùng một phần thần bí. Đây là Dương Nghị Vân giờ phút này nội tâm đệ nhất cảm thụ. Trước mắt nữ tử, cho hắn cảm giác chính là một cái bảo tàng nữ tử giống nhau cảm giác. A ta là. Dương mẫu nhân đột nhiên liền nói lắp lên, hắn phát hiện ở cái này nữ tử trước mặt, chính mình tim đập lợi hại, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, cũng tràn ngập vài phần thấp thỏm. Như thế nữ tử thật sự sinh ra sủng ái ý niệm. Lại có một loại toàn thân tâm thả lỏng lại cảm giác. Tựa hồ hết thảy áp lực từ từ, ở nàng trước mặt đều tan hết, cũng có một loại trong lòng rất nhiều lời nói phải đối nàng nói hết xúc động. Thực kỳ diệu cảm giác, cũng thực kỳ diệu nữ tử. Chỉ thấy nàng xinh đẹp cười, vươn như ngọc tùm tay ngọc, thực tự nhiên dắt hắn tay nói, ta biết, ta cái gì đều biết, lại đây ngồi xuống chậm rãi nói, ta đã chờ ngươi 930 vạn năm lâu, rốt cuộc tới. Dương Nghị Vân bị nàng dắt tay thời điểm,
không có một chút hít phản kháng ý niệm, tùy ý nàng dắt chính mình tay, đi theo nàng ngồi xuống bàn đu dây thượng. Sau đó, nàng ôm hắn cánh tay đầu dựa vào hắn trên vai, trong bình tĩnh mang theo vài phần nhu sắc nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại cái gì đều không cần, cứ như vậy bồi ta ngồi trong chốc lát đi, ngươi ta như vậy một chỗ thời gian không nhiều lắm, trước kia như thế, về sau càng thiếu. Đích xác Dương Nghị Vân có rất nhiều lời nói muốn hỏi muốn nói, nhưng nghe đến nàng nói chuyện, lại là theo bản năng gật đầu nói, hảo. Phi thường kỳ quái chính là, Dương mẫu nhân phát hiện, cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau thời điểm không giống nhau chính là, hắn giờ phút này bên người ngồi nữ tử này dựa vào hắn trên vai, hắn cư nhiên sinh không ra bất luận cái gì dục niệm chi tâm, ngược lại nội tâm thực yên lặng, thực thích loại cảm giác này. Thậm chí hắn có loại xúc động, hy vọng loại cảm giác này vĩnh hằng đi xuống. Hoặc là nói hy vọng cùng nữ tử này ở bên nhau như vậy vĩnh hằng đi xuống. Nàng rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại cho hắn hằng cổ liền nhận thức cảm giác. Là cái loại này thân nhân thân thiết. Dựng lên hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên một chút đều không ngoài ý muốn, chính mình xuất hiện ở hắn ý thức thế giới. Ngược lại nói một câu, ta toàn biết. Nhưng Dương Nghị Vân cũng rõ ràng nàng chính là ánh trăng. Nàng dựa vào trên người hắn, chậm rãi mở miệng nói chuyện. Lần này ngươi không cần ở ném xuống ta, cho dù là hình thần đều diệt, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ngươi không ở, ta kỳ thật thực cô độc, ta tưởng ngươi. Dương Nghị Vân cảm giác bả vai ướt một tảng lớn, cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện nàng đã là rơi lệ đầy mặt. Giờ khắc này hắn mạc danh trong lòng tê dần, duỗi tay đi lau nàng nước mắt, cầm lòng không đậu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, không bao giờ sẽ ném xuống ngươi một người. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, đối mặt ánh trăng bực này nữ tử thời điểm, kỳ thật là phi thường có lực sát thương. Hắn cũng không nói lên được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dù sao trực giác nói cho hắn, phi thường tín nhiệm nữ tử này. Đối mặt ánh trăng nói hết, Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết sao lại thế này liền đáp ứng rồi nàng, về sau sẽ không ở ném xuống nàng một người mặc kệ. Lời này nói ra, nhưng cũng là có chút không thể hiểu được. Phụt! Ngay sau đó ánh trăng cười lên tiếng. Mở miệng nói, hiện tại ngươi, chính ngươi cũng không biết ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, liền đáp ứng a. Dương mẫu nhân xấu hổ cười cười, thật là như thế, như vậy có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Hảo ánh trăng ngồi ngay ngắn, thực ôn nhu trả lời. Nàng nhìn Dương Nghị Vân nói, năm đó đại kiếp nạn chung ngươi làm ta đi, nhưng ta cuối cùng vẫn là đi, gia nhập ngươi cùng Tu La Vương chém giết, nhưng cuối cùng ngươi lấy đại pháp lực đem ta tiễn đi, này từ biệt liền đến hiện tại. Khi đó ngươi nói với ta, làm ta chờ ngươi, ngươi sẽ trở về tìm ta, này nhất đẳng chính là 900 nhiều vạn năm. Đến nỗi ta, ngươi đã nói ta là ngươi trong lòng vĩnh hằng ánh trăng, mà hiện tại ngươi. Ta biết ngươi đã quên mất hết thảy, thậm chí quên mất ta, nhưng là không quan hệ, chính như ngươi đối ta lời nói, ta là ngươi trong lòng vĩnh hằng ánh trăng, mà ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là ta đại anh hùng, trong lòng ta ngươi vẫn là ngươi, vĩnh viễn đều là. Ánh trăng mềm nhẹ ngôn ngữ đối Dương Nghị Vân nói rất nhiều lời nói, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai, lại là tình lữ chi gian lời âu yếm, nhưng cũng làm hắn minh bạch, hắn cùng ánh trăng chi gian quan hệ, hoặc là nói là thánh thiên đế cùng nàng quan hệ. Hơn nữa nghe ánh trăng ý tứ, nàng đã sớm biết chính mình sẽ chuyển thế, sẽ có hôm nay chính mình xuất hiện, ở trong lòng nàng như cũ vẫn là sẽ nhận hắn, mặc kệ hắn là thánh thiên đế cũng hảo, cũng hoặc là Dương Nghị Vân cũng thế, ở trong lòng nàng đều giống nhau. Dương Nghị Vân còn lại là làm trò có chút động dung, thế gian có thể có một nữ tử như thế si tình. Đem chính mình tự mình phong ấn tại chính mình ý thức thế giới 900 nhiều vạn năm, không nhiều lắm thấy. Kỳ thật chính hắn, cũng phát hiện, nhìn đến ánh trăng thời điểm, liền có phi thường thuộc tính cảm giác, có lẽ đây cũng là hắn. Mặc kệ thánh thiên đế vẫn là hắn Dương Nghị Vân, đều là chính hắn. Ánh trăng đối hắn mà nói, nữ nhân này chính là hắn. Đối mặt nàng thời điểm. Dương Nghị Vân phát hiện chính mình nói dối đều nói không nên lời, hít sâu một hơi nhìn nàng nói, ta là Dương Nghị Vân, đều không phải là Thánh Thiên Đế, điểm này ta không nghĩ lừa ngươi, cứ việc có rất nhiều người ta nói ta là Thánh Thiên Đế, nhưng ta lựa chọn như cũ kiên trì làm chính mình. Hắn đối ánh trăng thực thẳng thắn, không nghĩ đối như vậy một nữ tử nói dối, nhưng không nghĩ tới ánh trăng cười nói, còn nói không phải, năm đó ngươi cũng nói qua cùng loại nói, chính là ngươi hiện tại cái này biểu tình. Đây mới là chính thật sự ngươi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, có thừa nhận hay không ngươi là Thánh Thiên Đế, nhưng ngươi chính là, mà đối ta mà nói, đều giống nhau, ta vĩnh viễn là ngươi ánh trăng,
vĩnh hằng bất biến, hoặc là làm ta một lần nữa hỏi một lần đi, người nguyện ý làm ta đại anh hùng sao? Ánh trăng chớp thủy linh linh mắt to, nhìn Dương Nghị Vân, ánh mắt thanh triệt vô cùng sáng ngời. Ở Dương Nghị Vân xem ra, càng là nhiếp hồn đoạt phách, chịu không nổi ánh mắt của nàng nhìn qua, với hắn mà nói lực sát thương rất lớn. Một miệng thốt ra nói, nguyện ý. Hảo, nếu ngươi quên mất trước kia ngươi, như vậy chúng ta một lần nữa bắt đầu, hì hì. Ánh trăng nói chuyện bên trong lại là chậm rãi về phía trước thấu thấu, hơi hơi dơ lên tuyệt thế dung nhan, đưa vào hai mắt. Cái này hành động. Dương mẫu nhân không phải tay mơ, tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Lại là không tự chủ được hôn qua đi. Cứ việc lúc này bọn họ đều là ý thức hóa hình trạng thái, nhưng chút nào không ảnh hưởng bọn họ hưởng thụ tình yêu hương vị. Này một hôn lại là một phát không thể vãn hồi. Dương mẫu nhân hoàn toàn mất khống chế. Tại ý thức trạng thái dưới hai người chi gian tới một lần chi kỷ. Ở không có thời gian ý thức thế giới trong vòng, Dương mẫu nhân hoàn toàn phóng túng tự mình, cùng ánh trăng qua một đoạn ngọt ngào sinh hoạt, hoặc là nói càng như là nói chuyện một lần luyến ái. Liên tính là bọn họ chi gian là một lần nữa nhận thức tình lữ, khá vậy đi qua một đoạn phi thường đặc biệt lịch trình. Dương Nghị Vân phát hiện ánh trăng phi thường hiểu biết chính mình, bọn họ chi gian phi thường có ăn ý, hoặc là nói càng nhiều thời điểm là ánh trăng càng thêm đối hắn nội tâm hiểu biết lý giải bao dung. Hắn đối nàng nói rất nhiều sự, một đường trưởng thành lịch trình, chua ngọt đắng cay đều nói cho hắn nghe, mà nàng tất cả đều có thể lý giải chính mình. Bồi hắn cười, bồi hắn bi thương. Loại này nhật tử ở ánh trăng ý thức thế giới, đi qua thời gian rất lâu sau, ngày này Dương Nghị Vân rốt cuộc mở miệng nói, Nguyệt Nhi chúng ta nên đi ra ngoài, ngươi nên thức tỉnh, ngoại giới còn có rất nhiều sự, chờ giả ta đi làm. Cứ việc phi thường luyến tiếc từ ý thức thế giới đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là lý tính kết thúc chính mình tốt đẹp thời gian. Hắn sau lưng có rất nhiều vân môn đệ tử chờ hắn, còn có nhiều hơn thân nhân đều yêu cầu hắn, không thể quá ích kỷ. Ân, Vân ca. Ngươi không nói ta cũng muốn nhắc nhở, thật là lúc. Thời gian dài như vậy xuống dưới, ánh trăng đối Dương Nghị Vân xưng hô cũng biến thành càng thêm thân mật Vân ca. Hảo, ta trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ngươi. Dương Nghị Vân cười cười. Ngay sau đó hắn trong lòng vừa động ý thức trở về bản thể. Mở mắt, đại ca ngươi nhưng xem như tỉnh lại. Trước tiên, bên tai vang lên tề thánh thiên đế thanh âm. Qua bao lâu thời gian? Dương Nghị Vân hỏi. Trăm năm đi qua, ngươi ở không thức tỉnh, ta đều phải mạnh mẽ đi tìm ngươi. Tề Thánh nói. Như vậy thời gian, Dương Nghị Vân líu lưỡi, kỳ thật hắn cảm giác cũng chính là một hai năm mà thôi, không nghĩ tới trăm năm đi qua, thầm nghĩ trong lòng, tốt đẹp sự vật quả nhiên đều là đoạn khi. Đúng rồi, ánh trăng tẩu tẩu như thế nào? Tề Thánh Thiên Đế Trung Quy hỏi ra tới. Dương Nghị Vân cười thầm, còn tưởng rằng cùng kêu lên có thể nhịn xuống. Vừa muốn trả lời hết sức, ánh trăng dễ nghe thanh âm vang lên, nhị đệ đã lâu không thấy. Tề Thánh Thiên Đế cả người chấn động, chỉ chớp mắt lại là phát hiện ánh trăng từ thủy tinh quan nội đứng lên, cười khanh khách nhìn hắn. Trung quy Tề Thánh Thiên Đế hơi hơi hành lễ nói, gặp qua tẩu tẩu. Ánh trăng phi thân mà ra, giơ tay nâng khởi hắn, cười nói, ngươi càng ngày càng khách khí, chúng ta ba người cùng nhau trải qua quá nhiều ít kiếp nạn, không thành quyến lữ, nhưng ta như cũ là ngươi tam muội. Cần gì như thế khách khí? Trong giọng nói có chút trách cứ, nhưng ai đều nghe được ra tới, ánh trăng đối Tề Thánh Thiên Đế là thực thân thiết. Đương nhiên đây là thân nhân thân thiết. Dương Nghị Vân giờ phút này cũng không có chút nào ghen, bởi vì cùng ánh trăng tại ý thức thế giới tiếp xúc xuống dưới, hắn hiểu biết nàng, cũng từ ánh trăng trong miệng hiểu biết bọn họ ba người phía trước kia ở bên nhau chính là quang từ từ, càng là hiểu biết Tề Thánh Thiên Đế cái này tiện nghi nhị đệ, chính là chân quân tử hạng người. Hai người chi gian sẽ không có bất luận cái gì hắn sợ tưởng tượng quan hệ. Ánh trăng tỉ tỉ, tiểu dương, tạp mao điểu cũng gia nhập tiến vào, đại gia gặp nhau lúc sau, liêu quá một phen, Dương Nghị Vân mới mở miệng nói, chúng ta đi thôi, thời gian dài như vậy qua đi, ta thực lo lắng vân môn thiên đình. Dương Nghị Vân cổ hồng hoang hành trình, có thể nói viên mãn kết thúc. Lúc đầu mục tiêu là vì tìm kiếm tạp mao điểu, mà ánh trăng còn lại là nhân tiện tìm kiếm. Kỳ thật hắn mới đầu không có bất luận cái gì ánh trăng manh mối, cho nên chỉ là ở tìm được tạp mao điểu lúc sau nhân tiện, cũng may tạp mao điểu cùng ánh trăng chi gian có nhật nguyệt tương hút cảm ứng, thực thuận lợi tìm được rồi. Đương nhiên Tề Thánh Thiên Đế xuất hiện tuyệt đối là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Cứ việc ngay từ đầu có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng cuối cùng đều hóa giải. Đối với Tề Thánh Thiên Đế xuất hiện,
Dương Nghị Vân trong lòng đầu tiên là cách ứng lên men, nhưng theo hai tiếp xúc lúc sau, Dương Mỗ Nhân đối Tể Thánh Thiên Đế cái nhìn liền biến thành kinh hỉ. Vì cái gì? Bởi vì hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, là bởi vì hắn nhìn đến xem những cái đó ký ức hình ảnh lúc sau, hiểu biết Tể Thánh cùng Thánh Thiên Đế chi gian quan hệ, còn có chính là từ ánh trăng trong miệng biết được, Tể Thánh làm người, kỳ thật rất đúng hắn ăn uống, là cái trọng tình trọng nghĩa người. Mặc kệ nói như thế nào, đều có thể trở thành hắn huynh đệ. Cái thứ hai nguyên nhân là, Tể Thánh Thiên Đế thực lực như bức a, hắn Vân Môn Thiên Đình hiện tại chỉ còn thiếu thực lực cường đại cường giả trấn bãi. Tể Thánh Thiên Đế xuất hiện với hắn mà nói quả thực chính là đưa than ngày tuyết, có Tể Thánh Thiên Đế ở, đối mặt Tu La Vương chín đại phân thân sở dẫn dắt thần giới Tu La tộc, còn có hơn nữa đắc tội chết Âm Dương đạo chủ, là có thể có điểm tự tin. Cứ việc hắn không biết Tể Thánh Thiên Đế tu vi hiện tại là cái gì cấp bậc, chính là có thể đánh tơi bời người của hắn, có thể kém tới đó đi. Cho nên Dương Mỗ Nhân tự nhiên sẽ không tha Tể Thánh Thiên Đế rời đi. Nếu rất sớm trước kia là Thánh Thiên Đế huynh đệ, là Thiên Đình Tể Thánh Thiên Đế, kia hiện tại ngươi liền vẫn là. Rời đi cổ hồng hoang thời điểm, Dương Mỗ Nhân còn sợ Tể Thánh Thiên Đế không đi theo chính mình đi, cho nên ở ánh trăng ý thức thế giới đối ánh trăng công đạo, nhất định phải đem Tể Thánh Thiên Đế cấp lừa dối đi Vân Môn Thiên Đình. Đương nhiên đối với hiện tại hắn tới nói, đã không phải cái gì Thánh Thiên Đế, không có chút nào Thánh Thiên Đế ký ức, hoàn toàn cùng Tể Thánh Thiên Đế chi gian là xa lạ bắt đầu. Cho nên Dương Mỗ Nhân vẫn là làm một ít công khóa. Tỷ như nói chân thành mời. Đối mặt Tể Thánh Thiên Đế thời điểm, Dương Mỗ Nhân cười cười, làm bộ rất quen thuộc thực thanh nhiệt bộ dáng duỗi tay đáp ở Tể Thánh Thiên Đế bả vai nói, nhị đệ a, Thiên Đình khởi động lại muốn đối mặt tai nạn trên không rất nhiều, địch nhân rất cường đại, đại ca ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi xem có phải hay không chúng ta cùng nhau hồi Thiên Đình đi. Kỳ thật Dương Mỗ Nhân hỏi ra những lời này thời điểm, trong lòng vẫn là thực thấp thỏm. Rốt cuộc Tể Thánh Thiên Đế là cùng Thánh Thiên Đế một đạo ra đời với hỗn độn huynh đệ, càng là cùng Thánh Thiên Đế cùng ngồi cùng ăn đại lão. Bực này nhân vật tự nhiên có ý nghĩ của chính mình cùng ngạo cốt. Hắn Dương Mỗ Nhân trong lòng đối Thánh Thiên Đế là không có chút nào cảm xúc từ từ, hoàn toàn chính là tin vỉa hè, đánh tâm nhãn cũng không thừa nhận chính mình là Thánh Thiên Đế, hắn cần phải làm là chính hắn, lúc này mời Tể Thánh Thiên Đế hoàn toàn chính là ở che lại lương tâm soát Thánh Thiên Đế giá trị. Cứ việc có ánh trăng ở, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm Tể Thánh Thiên Đế liền sẽ đi theo hắn đi Vân Môn Thiên Đình. Dựa theo từ ánh trăng nơi nào hiểu biết tin tức, thật lâu trước kia Thánh Thiên Đế cùng Tể Thánh Thiên Đế đánh thiên hạ sáng lập Thánh Thiên Đế lúc sau, tuy rằng Thánh Thiên Đế sách phong Tể Thánh Thiên Đế cùng ngồi cùng ăn địa vị, chính là Tể Thánh Thiên Đế vẫn là rời đi. Lại nói tiếp là bởi vì ánh trăng lựa chọn Thánh Thiên Đế, kỳ thật dựa theo ánh trăng nói, này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Tể Thánh Thiên Đế rời đi Thánh Thiên Đình, hoàn toàn là có chính mình ngạo cốt ý tưởng, cũng thích danh lợi hỗn loạn. Hiện tại hắn Dương Mỗ Nhân tiếp theo Thánh Thiên Đế tên tuổi mời Tể Thánh Thiên Đế, thật đúng là không dám bảo đảm Tể Thánh Thiên Đế liền sẽ đáp ứng. Trong lòng thấp thỏm hết sức, quả nhiên chỉ thấy Tể Thánh Thiên Đế cười khổ nói, đại ca ta sẽ không đi Thiên Đình, đến nỗi nguyên nhân ngươi cũng đừng hỏi, cũng không phải bởi vì ánh trăng tẩu tẩu, là ta cá nhân nguyên nhân, nhưng là lúc này đây ta đối đại ca hứa hẹn. Chỉ cần Vân Môn Thiên Đình gặp nạn, ta sẽ xuất hiện. Thượng một lần ta bỏ lỡ, lúc này đây tuyệt đối sẽ không, còn có cái nguyên nhân là, nếu ánh trăng tẩu tẩu thức tỉnh, ta cũng coi như là đem nàng bình yên giao cho đại ca trong tay, kế tiếp ta còn có một ít việc muốn đi xử lý, thỉnh đại ca tạm thời đi trước, chờ ta xử lý xong việc sau, tự nhiên sẽ tiến đến vấn an đại ca. Nghe được Tể Thánh Thiên Đế cự tuyệt chính mình, Dương Nghị Vân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Nhưng Tể Thánh Thiên Đế nửa câu sau lại cũng làm hắn cao hứng. Dù sao cũng phải tới nói, Tể Thánh Thiên Đế xem như biến tướng đáp ứng rồi sẽ đứng ở Vân Môn sau lưng, nếu là Vân Môn gặp nạn, tự nhiên ra tay. Đối Dương Mỗ Nhân tới nói, này liền đủ rồi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ làm khó người khác. Cười cười nói thật, là ta quá ích kỷ, kỳ thật các ngươi mọi người đều cho rằng ta là Thánh Thiên Đế, nhưng ta thật không phải, ta chỉ là ta chính mình. Ta cũng chưa từng nghĩ tới làm bất luận kẻ nào, thiên địa chi gian ta sống đó là lập tức, ta vừa rồi không nên lấy Thánh Thiên Đế tên tuổi mời ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, bỏ qua một bên Thánh Thiên Đế kia một tầng, người ta chi gian cũng coi như là không đánh không quen nhau, khiến cho chúng ta một lần nữa nhận thức, ta Dương Nghị Vân nguyện cùng ngươi trở thành huynh đệ. Ha ha, có đại ca những lời này đủ để, mặc kệ có phải hay không Thánh Thiên Đế, chỉ bằng ngươi lời này, ta đều nhận ngươi. Bang!
hai người tương đối mà cười, đôi tay đánh chụp nắm chặt ở bên nhau. Rồi sau đó Dương Nghị Vân mang theo ánh trăng, tạp mao điểu, phù tăng thần thụ rời đi. Tề Thánh Thiên Đế nhìn theo Dương Nghị Vân đám người biến mất không thấy sau, đứng ở tại chỗ lẩm bẩm, đại ca kỳ thật ngươi vẫn là ngươi, một chút cũng chưa biến, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Năm đó đại kiếp nạn, kỳ thật ngươi có thể cho ta biết, nhưng ngươi không có, ta biết ngươi lấy thiên tâm cảm giác tới rồi một kiếp tránh không khỏi, cho nên ngươi cố ý không cho ta biết, có phải hay không liên lụy ta, làm ta tránh né đại kiếp nạn, ngươi ở tình thân hữu tình thượng, ngươi vĩnh viễn đều vì người khác suy xét, chưa bao giờ suy xét chính mình. Thế cho nên ngươi đường đường ra đời hỗn độn hồng mông chi linh, lạc hiện giờ như thế hoàn cảnh, làm ngươi huynh đệ, là ta không tốt, năm đó không đuổi kịp, cũng tránh ở hỗn độn chung. Kỳ thật thật lại nói tiếp là ta hỗn đản. Nhưng lúc này đây, cho dù là hình thần đều diệt, ta cũng một đạo cùng ngươi đứng chung một chỗ, chúng ta có thể ở khai thiên khi thành lập thánh thiên đình, khi đó đầy trời thần ma có sợ quá ai. Thiên đạo tổ lại như thế nào, chung quy còn không phải diệt không được ngươi, ta với hắn một trận chiến tuy bại, nhưng cũng không chết, năm đó thật là ta sai rồi. Ngươi phải đi nghịch thiên chi lộ, muốn nghịch thiên tổ hồng quân, muốn trọng tố thiên đạo. Phải cho toàn bộ thiên thể thế giới một cái công bằng trật tự, phải cho thế gian vạn vật đàn tộc một cái hoàn mỹ thần giới, ta ngăn trở ngươi, cùng ngươi nháo phiên, giận dỗi ly ngươi mà đi, trốn vào hỗn độn. Rất nhiều người đều truyền cho ngươi ta chi gian là bởi vì ánh trăng tẩu tẩu nháo phiên, ngươi lưng đeo rất nhiều bêu danh, nói ngươi đoạt huynh đệ nữ nhân, nói ngươi đem ta trục xuất thánh thiên đình. Nhưng ngươi một câu không nói, không có bất luận cái gì giải thích, không nghĩ tới, là ta phụ ngươi. Ngươi muốn nghịch thiên mà đi, đối kháng thiên đạo tổ, ta cho rằng đây là tìm chết, ngươi ta chân chính mâu thuẫn là bởi vì lý niệm không hợp. Sau lại ta biết ta sai rồi, nhưng hết thảy đều đã muộn, thánh thiên đình hủy diệt, thế gian sinh linh thương vong vô số, ở hỗn độn chúng ta cảm nhận được phụ thần bàn cổ khai thiên tích địa tinh thần, mới biết được đại ca ngươi là kế thừa phụ thần bàn cổ ý chí, hắn hồng quân thật là họa loạn thiên thể căn nguyên. Nhưng, chờ ta nghĩ thông suốt tới tìm ngươi thời điểm, hết thảy cũng chưa. Mọi người bị chết chết, luân hồi, trùng tu. Ta tìm Hồng Quân một trận chiến, tuy rằng bại, ta cũng càng thấy rõ thiên đạo tàn khuyết. Rõ ràng hơn đại ca ngươi kiên trì là đúng, lúc này đây ta sẽ không đang trốn tránh, muốn cùng ngươi chạm cùng nhau, chẳng sợ chết. Tề Thánh Thiên Đế đứng ở tại chỗ lầm bầm lầu bầu, lại là rơi lệ đầy mặt. Hắn nói ra nội tâm vẫn luôn vùi lấp nói. Cũng càng thêm đau lòng, chính mình đại ca giờ này ngày này tình trạng. Ở trước kia, đại ca là cỡ nào cao ngạo người, đứng dậy thần giới, chính là vạn thánh chi vương, nói là làm ngay đại tiêu giao đại hào kiệt. Nhưng chuyển thế trùng tu lúc sau đại ca, Tề Thánh Thiên Đế có thể rõ ràng cảm nhận được, đại ca nội tâm có quá nhiều cố kỵ cùng trầm trọng, thậm chí ở mời hắn đi trước trời cao đỉnh thời điểm, có như vậy một tia hèn mọn. Kỳ thật Tề Thánh Thiên Đế rõ ràng, đại ca này phân hèn mọn là vì làm vân môn có một cường giả tọa chấn. Như thế là có thể càng tốt đi bảo hộ hắn trong lòng để ý những người đó. Điểm này vẫn là không thay đổi, đại ca vĩnh viễn đều ở vì người khác suy xét. Năm đó đại ca, đối mặt thiên đạo hồng quân đều đôi mắt không tạc một chút, không chút do dự đối thiên nổi bật người, có từng có một chút hèn mọn. Tề Thánh Thiên Đế biết hiện giờ đại ca trong lòng này đó hèn mọn, là bởi vì năm đó chết người quá nhiều, mất đi người quá nhiều, hiện giờ tái thế đại ca không nghĩ lại mất đi bất luận kẻ nào. Vì thân nhân bằng hữu chẳng sợ hèn mọn một ít hắn đều thừa nhận rồi. Này đó hèn mọn khả năng đại ca chính mình cũng không biết, là từ linh hồn chỗ sâu trong mà đến, là từ kiếp trước đại kiếp nạn mà đến. Hiện giờ, đại ca đã trùng tu mà đến, thoạt nhìn vẫn như cũ là ở kiên trì nghịch thiên chi lộ. Điểm này, trước sau không thay đổi. Tề Thánh Thiên Đế phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xa phía chân trời, lẩm bẩm, nghịch thiên mà đi, lần này tính ta một phần. Ngươi chèn ép ta đại ca tam thế, này một đời, xem ngươi có thể như thế nào. Năm đó bụi đời, âm dương đạo chủ cư nhiên cũng khi dễ tới rồi đại ca trên đầu, ha ha, hồng quân ngươi cứ như vậy ghê tởm ta đại ca sao. Kia hảo, ta liền từ diệt sát âm dương đạo chủ bắt đầu, từ hủy diệt âm dương đạo thống bắt đầu, một đám vương bát đản, gà vườn chó xóm, cũng tưởng ghê tởm ta đại ca, nằm mơ. Dương Nghị Vân từ cổ hồng hoang ra tới. Lần này trực tiếp mở ra không gian thông đạo, làm nóng lòng về nhà, ra tới thời gian không ngừng, mấy trăm năm qua đi, cũng không biết vân môn tình huống như thế nào. Cứ việc Linh một năm đó đi thời điểm nói qua, có thể tranh thủ ngàn năm thời gian, nhưng hiện tại thời gian cũng mau tới rồi,
hắn ra tới đến bây giờ, trước sau không sai biệt lắm 7-800 năm. Ai biết Linh Một có không bám trụ lâu như vậy? Liền tính Linh Một thành công bám trụ Tu La Vương một tôn phân thân, kia cũng chỉ là Tu La Vương 9 đại phân thân bên trong một tôn mà thôi. Còn có chính là hắn chém giết Âm Dương Đạo Chủ phân thân cùng dưới tòa hắc vệ, không chừng Âm Dương Đạo Chủ sẽ trả thù, đến lúc đó liền xem thỏ ra bọn họ có thể hay không đứng vững người khác tấn công Vân Môn Thiên Đình. Tuy rằng hắn đi thời điểm thỏ ra nói yên tâm mượn dùng Vân Môn Thiên Đình khí vận trụ trời, Vân Môn đương không việc gì. Nhưng thế gian không có 100% tuyệt đối. Nghĩ như thế Dương Nghị Vân là thật sự nóng lòng về nhà. Lập tức một khắc Dương Nghị Vân dẫn theo ánh trăng mấy cái xuất hiện ở thần giới Phi Thăng Sơn thời điểm, lại là sắc mặt đại biến. Hắn năm đó thành lập Vân Môn Thiên Đình thời điểm, đem nhập khẩu thiết chí bên ngoài, Nam Thiên Môn trực tiếp chính là tiến vào Vân Môn Thiên Đình môn hộ. Liền ở hai giới chi đỉnh. Nhưng giờ phút này cách thật xa liền thấy được toàn bộ Nam Thiên Môn ngoại, mình mông tất cả đều là bóng người. Liếc mắt một cái quét vô chục chết không dưới mấy chục vạn nhiều. Tiếng kêu rung trời. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Quả nhiên lo lắng vẫn là xuất hiện. Có người ở tấn công Vân Môn Thiên Đình. Không đủ, ngay sau đó hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn nhìn đến Nam Thiên Môn không ngại, này nói cách khác còn không có bị đánh vào đi vào. Như thế ít nhất thuyết minh, Vân Môn những cái đó cấp thấp đệ tử đều không việc gì. Đồng thời hắn cũng thấy được rất nhiều quen thuộc bóng người ở tử thủ Nam Thiên Môn. Cầm đầu đúng là thỏ ra cùng màu thần nương nương. Dư giả tiểu phượng hoàng, điêu nhi, nghé con, tuyết hương, cá trạch, mai tỷ, thu nhi chờ hợp đạo cấp bậc thần linh. Tất cả đều là đều Vân Môn trước mắt đỉnh cấp cường giả. Không thấy được Linh Một thân ảnh, này thuyết minh Linh Một còn không có trở lại Vân Môn, hoặc là nói Linh Một đôi kháng Tu La Vương phân thân việc không thuận, nếu không Vân Môn bị tấn công. Linh sáng sớm liền đã trở lại. Mà ở thỏ ra các nàng phía trước tấn công còn lại là thánh đạo. Năm đại thánh nói một tầng cường giả. Dư giả hợp đạo, thiên đạo quy tắc cùng thiên đạo sơ cấp cùng với thiên đạo dưới thần linh thêm lên quá 10 vạn chi chúng. Đương nhiên chiến đấu trợ lực là năm cái thánh đạo một tầng tồn tại. Nhưng Dương Nghị Vân thực rõ ràng nhìn đến, thỏ ra bọn họ ở chết chống, cho dù là thấy được thỏ ra không biết dùng biện pháp gì điều động Vân Môn khí vận trụ trời lực lượng. Cũng như cũ ở vào hạ phong. Còn hảo là hợp thành đại trận ở ngăn cản, nếu không sợ là sớm bại. Nhưng xem tình huống, thỏ ra bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, sớm hay muộn sẽ bị đột phá tấn công đi vào. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn, trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, nếu là lại đến vãn một chút, bị những người này tấn công tiến Nam Thiên Môn toàn bộ Vân Môn Thiên Đình mấy chục vạn đệ tử liền xong rồi. Các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Dương Nghị Vân đối phía sau ánh trăng cùng tạp mao điểu, phù tăng thần thụ dặn dò một tiếng, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Hắn trong lòng nghẹn hỏa. Này những vương bát đản, thừa dịp chính mình không hề, liền tới khi dễ Vân Môn đệ tử, thật sự cho rằng Vân Môn không ai. Vẫn là nói Vân Môn đạo thống vừa mới thành lập, các ngươi liền cho rằng là mềm quả hồng. Giờ phút này Nam Thiên Môn ngoại. Nương nương sắp chịu đựng không nổi. Người mang tiểu phượng hoàng bọn họ trước triệt, đóng cửa Nam Thiên Môn. Thỏ ra hóa thân ra bản thể, toàn thân lôi điện vần quanh, hiển nhiên hắn đã tới rồi chống đỡ con đường cuối cùng. Đánh rắm, muốn triệt ngươi mang theo tiểu phượng hoàng các nàng lui lại, lão nương ta còn có thể kiên trì. Mầu thần nương nương nói chuyện thời điểm khóe miệng đều ở mạo huyết. Lần này ngăn cản năm đại thánh người, nàng thân là nửa thánh, trước mắt là Vân Môn người mạnh nhất, đỉnh ở đằng trước. Đã chịu đánh sâu vào cũng là lớn nhất một cái. Nhưng trong lòng rõ ràng, giờ phút này không thể lui. Muốn lui cùng nhau lui. Mai tỷ cũng nói chuyện. Chúng ta còn có thể kiên trì. Ta cũng có thể. Tiểu Phượng Hoàng mấy cái cũng trước sau nói chuyện. Kỳ thật bọn họ mỗi người đều rõ ràng, nếu lui lại trở về, đóng cửa Nam Thiên Môn, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể đứng vững, chính là thời gian dài, Nam Thiên Môn như cũ sẽ bị bọn họ phá vỡ. Đến lúc đó chết đã có thể không ngừng là bọn họ mấy cái, mà là toàn bộ Vân Môn Thiên Đình hủy diệt. Hiện giờ Dương Nghị Vân không hề, bọn họ làm trước mắt Vân Môn Thiên Đình tu vi người mạnh nhất, liền phải gánh vác khởi bảo hộ Vân Môn đệ tử trọng trách. Có thể căng bao lâu đi. Cứ việc mọi người đều biết, lần này sợ là thật sự muốn tai vạ đến nơi. Có thể đếm được trăm năm trước thần giới thiên địa dị tượng, chứng minh rồi có nhân chứng nói. Mà thỏ ra tắc nói 89 phần 10 là Dương Nghị Vân chứng đạo.
cho nên đại gia hiện tại trong lòng đều ở chờ đợi, Dương Nghị Vân có thể mau chóng gấp trở về, hiện tại có thể chống đỡ liền chống đỡ. Nhưng là lui, tuyệt đối không phải một cái hảo lộ. Trước đừng nói nữa, tạm thời đều lui giữ Vân Môn Thiên Đình, có thể kéo bao lâu thời gian liền bao lâu thời gian, nói không chừng Thiên Đế liền mau trở về, chờ hắn trở về liền dễ làm, nhưng hôm nay các ngươi bên trong bất luận kẻ nào ngã xuống, ta đều không thể hướng Thiên Đế công đạo. Tất cả đều nghe ta, các ngươi đều nghe ta, Thiên Đế trước khi đi đem Vân Môn Thiên Đình giao cho ta, ta có đại thiên chức quyền, đây là mệnh lệnh. Thỏ ra lòng nóng như lửa đốt giống to làm đại gia lui lại. Kỳ thật hắn rõ ràng, mọi người đều tới rồi con đường cuối cùng, đặc biệt Tiểu Phượng Hoàng mấy cái, phía trước chém giết đến bây giờ liệt trận ngăn cản tiêu hao quá lớn, bị thương thực trọng. Trong đó còn có Thu Nhi cùng Mai Tỷ, Tuyết Hương ba cái, đều là Dương Nghị Vân nữ nhân, bất luận cái gì một cái ra điểm sự, đều không thể hướng Dương Nghị Vân công đạo. Chỉ có thể làm ra một cái tiểu thừa lựa chọn, tạm thời làm các nàng trở lại Vân Môn Thiên Đình đi. Đóng cửa Nam Thiên Môn, có lẽ có thể chống được Dương Nghị Vân trở về. Đương nhiên chỉ là có lẽ. Lại nói tiếp Vân Môn Thiên Đình phòng ngự rất mạnh, nhưng kia cũng là đối cái gì trình tự cường giả mà nói, hôm nay này đó thần giới khắp nơi thế lực liên thủ tấn công Vân Môn Thiên Đình, trừ bỏ trước mắt năm đại thánh nói một tầng ở ngoài, thỏ ra cùng màu thần nương nương đều cảm nhận được ở mấy chục vạn trong đám người còn che giấu giả một người càng cường đại tồn tại, tránh ở sau lưng thao tác tấn công. Trước mắt tình thế lại căng đi xuống ý nghĩa không lớn, thỏ ra chính mình trong lòng đã có chuẩn bị, hắn sẽ vận dụng bí pháp bám trụ năm đại thánh nói cường giả một đoạn thời gian, làm màu thần nương nương các nàng lui lại. Chẳng qua cái này đại giới là hắn mạng già. Mọi người nghe được thỏ ra nói như thế xong, kỳ thật đều rõ ràng, thỏ ra không có biện pháp. Mai Tỷ mở miệng nói, thỏ ra ngươi cũng không cần khuyên chúng ta tin tưởng hôm nay chúng ta mặc dù ngã xuống. Chờ Vân Tử trở về cũng sẽ không trách ngươi, thân là nàng thân nhân, vẫn luôn gần nhất đều là hắn xung phong ở phía trước, bảo hộ chúng ta đại gia, chúng ta trước nay không giúp đỡ nàng cái gì, hôm nay khiến cho chúng ta vì Vân Môn ra một phần lực đi, ta không lùi. Ta cũng không lùi. Ta cũng là. Mọi người đều không lùi. Ngươi, các ngươi, đây là tội gì đâu? Thỏ ra cười khổ. Lúc này đối diện năm đại thánh nói chung một người lão giả cười lạnh nói. Ha ha, đều đừng có gấp, các ngươi đều khó thoát vừa chết, hôm nay khiến cho các ngươi Vân Môn chó gà không tha. Ha ha ha, đầy trời địch nhân điên cuồng cười to, bọn họ tựa hồ đều đã thấy được Vân Môn hủy diệt hình ảnh. Nhưng là, liền vào giờ phút này một tiếng như hầm băng giống nhau rét lạnh thanh âm, mang theo vô biên sát ý, vang vọng ở toàn trường nói, chó gà không tha. Ha ha, hảo một cái chó gà không tha, nếu như thế lão tử liền thành toàn các ngươi. Ai? Có người đại kinh thất sắc. Mà giờ khắc này năm đại thánh nói cường giả, chỉ nhìn đến một đạo lộng lẫy xanh biếc ánh sáng, từ xa truyền càng ngày gần mà đến. Cường đại uy áp chi lực, chấn kinh rồi mấy chục vạn thần linh. Ong! Oanh! A a a a! Thiên địa nổ vang! Không gian chấn động! Cùng với kêu thảm thiết. Năm đại thánh nói bị này một đạo lục quang xuyên thể mà qua. Ngay sau đó ở thỏ ra bọn họ tổng số 10 vạn thần linh trong mắt, hóa thành cho tàn. Năm đại thánh nói cường giả, một kích dưới hôi phi yên diệt. Đây chính là thánh đạo A. Tuy rằng là thánh đạo một tầng, nhưng cũng là thánh đạo cường giả. Cứ như vậy ở bọn họ trong tầm mắt bị người một kích nháy mắt hạ gục. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây hết sức, Nam Thiên Môn ngoại, thỏ ra đám người trước người thần quang một thân xuất hiện một người đầy đầu bạc thanh niên. Vân Tử, đại ca, ca ca, thánh chủ, tiểu tử ngươi nhưng tính trở về. Thỏ ra cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người giờ khắc này hỉ cực mà khóc, hô to ra tới. Dương Nghị Vân đã trở lại. Hơn nữa vừa ra tay, nháy mắt hạ gục năm đại thánh nói. Bực này thủ đoạn, làm đối diện mấy chục vạn thần linh trong lòng run rẩy. Các ngươi lui ra. Dương Nghị Vân cũng không quay đầu lại đối phía sau thỏ ra đám người nói chuyện. Hắn biết thỏ ra cùng màu thần nương nương bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như một cái kỳ tích. Nếu là hắn lại vãn mấy ngày trở về, không chừng toàn bộ Vân Môn cũng chưa. Một kích diệt sát năm cái thánh đạo một tầng, Dương Nghị Vân cũng không có thả lỏng lại, híp mắt nhìn phía trước mấy chục vạn thần linh. Không phải hắn sợ này mấy chục vạn thần linh, mà là những người này bên trong có cường giả hơi thở, hắn cảm nhận được, ít nhất đều là thánh đạo ba tầng tồn tại. Không hề nghi ngờ tránh ở trong đám người tên này thánh đạo ba tầng cường giả,
có lẽ mới là lần này mang theo mấy chục vạn thần linh tiến đến tấn công Vân Môn Thiên Đình phía sau màn làm chủ giả. Hiện tại đi, Dương Nghị Vân chính là phải đợi người này ra tới. Đến nỗi mấy chục vạn thần linh năm cái thánh đạo đã bị giết, bọn họ còn không có đặt ở Dương Nghị Vân trong mắt. Nhưng là những người này sớm hắn trong lòng đã bị đánh vào sổ đen, không chuẩn bị phóng một cái rời đi, Vân Môn Thiên Đình cùng đạo thống mới vừa thành lập không lâu, này đó tôn tử liền tới tấn công, đường đường đạo thống, đã ở mặt mũi thượng uy tín đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Không cho thần giới rất nhiều thế lực giết gà dọa khỉ, về sau chính là chê cười, Vân Môn đệ tử đi ra ngoài cũng sẽ bị người khi dễ. Tốt nhất chính ngươi đứng ra, cho ngươi một cái thống khoái, nếu không làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Dương Nghị Vân đằng đằng sát khí hướng về phía mấy chục vạn thần linh trầm giọng nói chuyện. Đương nhiên hắn chỉ chính là giấu ở những người này sau lưng tên kia thánh đạo ba tầng cường giả. Cụ thể là cái nào hắn cũng xác định không xuống dưới. Đối phương che giấu phi thường hảo, hắn sở dĩ có thể cảm nhận được là ở vừa rồi chém giết năm đại thánh nói thời điểm, xuất hiện một tia hơi thở, bị hắn cấp bắt giữ tới rồi, khả năng đối phương cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, sẽ một kích diệt sát năm đại thánh nói cường giả. Bị dọa tới rồi, trong lúc lơ đãng toát ra hơi thở dao động, bất quá thực mau liền nội liếm sở hữu hơi thở, thực hiển nhiên chính là muốn tránh ở trong đám người không giận mặt, muốn đục nước béo cò. Đối này Dương Nghị Vân sao có thể sẽ cho đối phương cơ hội. Giờ khắc này hắn là thật sự động sát tâm. Hiện tại hắn có cũng đủ tự tin đối mặt thánh đạo ba tầng tồn tại. Hắn có thể chém giết một cái thánh đạo ba tầng hắc vệ là có thể xử lý cái thứ hai, cứ việc hắn là thánh đạo một tầng tu vi. Nhưng lại là cận đại cái thứ nhất chứng đạo người, càng là lấy lực chứng đạo, xa không phải tầm thường thánh đạo một tầng. Tuy rằng hắn chứng đạo lúc sau bị tề thánh thiên đế cấp tấu, nhưng là đó là người một nhà, dựng lên tề thánh thiên đế là thật đánh thật đại lão, tự nhiên bình thường. Nhưng hiện tại Dương Mẫu Nhân đối mặt thánh đạo ba tầng, kia chính là có 10 phần tin tưởng. Hắn làm bất quá tề thánh thiên đế khó đến còn trị không được một cái thánh đạo ba tầng. Lúc này mấy chục vạn thần linh đối mặt Dương Nghị Vân cường hãn, đều bị dọa tới rồi, một đám sững sờ ở đương trường, nhất chiêu nháy mắt hạ gục năm đại thánh nói cường giả, bọn họ còn như thế nào đối mặt. Ở Dương Nghị Vân nói ra một câu, ra tới thời điểm, những người này cũng đều không phải ngốc tử, phản ứng lại đây, lần này sự tình sợ là không đơn giản, bọn họ đều là đến từ thần giới các thế lực lớn người, đi theo đều là gia tộc lão tổ, cũng không biết lão tổ vì cái gì muốn tới tấn công Vân Môn Thiên Đình. Đi theo tới là được. Nhưng hiện tại từng người đi theo mà đến lão tổ bị Dương Nghị Vân cấp xử lý lúc sau, tức khắc một đám trong lòng hoảng loạn lên, năm đại thánh nói cường giả đều bị nháy mắt hạ gục, bọn họ những người này bên trong, tu vi tối cao cũng bất quá là hợp đạo 5 tầng mà thôi, thêm lên cũng không mấy cái, dư lại thiên đạo cấp bậc thần linh, ở Dương Nghị Vân trước mặt chính là con kiến. Này còn như thế nào đánh? Đương nhiên hiện tại đã không phải đánh vấn đề, mà là có thể hay không mạng sống vấn đề. Nghe được Dương Nghị Vân ở tìm người nói, mấy chục vạn thần linh một đám theo bản năng lùi lại. Mà ở lúc này, ở trong đám người có một người bạch y áo bào trắng người, lại là giống lên một giọng nói nói, các gia lão tổ đã chết đại gia chạy mau. Lời này vừa nói ra, mấy chục vạn thần linh tức khắc ồ lên, đúng vậy lúc này không trốn chờ bị diệt sát sao. Ngay sau đó mấy chục vạn người như nổ tung tổ ong giống nhau, hướng bốn phương tám hướng tứ tán mà chạy. Trong đó tên kia hô một tiếng chạy mau bạch y nhân cũng giấu ở trong đám người bay nhanh mà chạy. Cái này bạch y nhân không phải người khác, đúng là lúc trước âm dương đạo chủ tọa hạ hắc bạch nhị vệ chi nhất bạch vệ. Lúc trước âm dương đạo chủ làm hắc bạch nhị vệ binh chia làm hai đường, hắc vệ đi cổ hồng hoang tìm kiếm Dương Nghị Vân sát chi, làm bạch vệ đi tìm âm dương đạo thống kỳ hạ thần giới thế lực đi trước Vân Môn Thiên Đình, nếu Dương Nghị Vân về tới Vân Môn Thiên Đình vậy vừa lúc sát chi, hắc vệ cũng sẽ hiệp. Nếu Dương Nghị Vân không ở Vân Môn, như vậy bạch vệ cũng vừa lúc dẫn người tấn công trời cao đình, dù sao như thế nào đều không thể làm Dương Nghị Vân hảo quá. Bạch vệ tổ chức nhân thủ phát động âm dương đạo thống kỳ hạ thần giới thế lực, kỳ thật cũng hao phí một ít, cuối cùng đi vào Vân Môn Thiên Đình tấn công. Không nghĩ tới Vân Môn Thiên Đình xương cốt quá ngạnh hao phí mấy trăm năm thời gian, nhưng chung quy là bọn họ chiếm cứ thượng phong, mắt thấy liền phải bắt lấy Vân Môn Thiên Đình Nam Thiên Môn thời điểm, Dương Nghị Vân cư nhiên xuất hiện. Hơn nữa vừa ra tay liền trực tiếp nháy mắt hạ gục năm đại thánh nói một tầng. Đây chính là đem bạch vệ dọa tới rồi, nàng cùng hắc vệ bản thân chính là âm dương đạo chủ tọa hạ bóng dáng giống nhau tồn tại, từ đầu đến cuối liền không tính toán lộ diện,
tránh ở sau lưng thao tác châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián mới là nàng sở am hiểu. Dương Nghị Vân xuất hiện lúc sau bày ra thủ đoạn quá cường đại, Bạch Vệ trong lòng tính ra một chút, nàng không phải đối thủ, cho nên ở trong đám người hô một giọng nói chạy trốn, chuẩn bị lui lại. Nàng cũng không nghĩ tới dựa dư lại mấy chục vạn thần linh đi đối phó Dương Nghị Vân, phía trước Dương Nghị Vân kêu gọi hiển nhiên là phát hiện tới rồi nàng phía trước hơi thở, đã biết nàng tránh ở trong đám người, nếu là nàng kêu gọi làm đại gia báo thù, không hề nghi ngờ sẽ trước tiên bại lộ chính mình, mà kêu một tiếng chạy trốn, mới là bình thường. Sự thật chứng minh Bạch Vệ lựa chọn là đúng, một tiếng chạy trốn, làm mấy chục vạn thần linh nổ tung tứ tán mà chạy, như thế nàng xen lẫn trong đám người che giấu hảo tự mình hơi thở, thực mau là có thể chạy đi. Dương Nghị Vân cũng sẽ không phát hiện nàng. Nhưng trên thực tế, Bạch Vệ là coi thường Dương Nghị Vân. Ha ha, muốn chạy trốn, môn đều không có. Dương Nghị Vân cười một tiếng. Ở hắn địa bàn, còn muốn chạy trốn, đây là không có khả năng. Kỳ thật hắn ở trước tiên liền phát hiện một bóng người. Cũng biết người này mục đích chính là sấn loạn đào tẩu. Nhưng là hắn sẽ không làm một người chạy đi. Bỗng nhiên phi thăng dựng lên, đi tới Nam Thiên Môn trên không, Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, khí vận thêm thân, phong tỏa thiên địa. Hắn giống to dưới, đôi tay vũ động, từng đạo kim quang từ trên người hắn bùng nổ, muôn vạn đạo kim quang ngay lập tức chi gian làm theo mấy ngàn dặm mà đi. Vân Môn đạo thống khí vận trụ trời ngũ quang thập sắc bị hắn điều động lên, thêm vào ở trên người, nháy mắt phong tỏa ngàn dặm trong vòng thiên địa. Đây là khí vận thiên địa đại tác dụng, thân là đạo chủ tự nhiên nhưng dùng. Hơn nữa Dương Nghị Vân lấy lực chứng đạo, vốn là đối trong thiên địa các loại lực lượng lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể điều động thiên địa chi gian sở hữu lực lượng vì mình dùng. Ở khí vận trụ trời thêm vào hạ, phạm vi ngàn dặm thiên địa năng lượng bị hắn điều động hình thành một cái ngàn dặm kết giới, hoàn toàn phong ấn thiên địa. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay liễu xanh thần thụ bộc phát ra lộng lẫy thần quang, đối với tứ tán mà chạy mấy chục vạn thần linh triển khai nghiêng về một phía tàn sát. Lấy liễu xanh thần thụ đi sát này đó thần linh, chính là sát khí dùng như đao. A a a, liễu xanh thần thụ vừa ra, tiếng kêu thảm thiết rung trời dựng lên. Có chút người thậm chí kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới một tiếng, liền ở liễu xanh thần quang lực lượng hạ hóa thành hôi phi yên diệt. Dương Nghị Vân là mang theo sát ý ra tay, những người này nếu tiến đến tấn công Vân Môn, vậy làm tốt chết giác ngộ đi. Mặt khác, hắn hôm nay không xuất hiện, Vân Môn mấy chục vạn đệ tử thân nhân đều phải chết. Nghĩ vậy chút Dương Nghị Vân, múa may khởi liễu xanh thần thụ, mỗi một kích dưới đều thành công ngàn thượng vạn thần linh hóa thành cho phi. Không đến 10 tức mấy chục vạn thần linh bị hắn chém tận giết tuyệt. Đương nhiên còn có một cái bạch y nhân đứng thẳng giả. Dương Nghị Vân biết người này đó là giấu ở trong đám người thánh đạo ba tầng cường giả. Hắn tùy ý múa may liễu xanh thần thụ này đó thần linh sẽ chết, nhưng thánh đạo cường giả sẽ không chết, có năng lực ngăn cản liễu xanh thần thụ công kích. Dương Nghị Vân đi bước một đạp hư không mà đi, hướng về bạch y nhân đi đến. Nhìn bạch y nhân trang phục, Dương Nghị Vân trong đầu nhớ tới Hắc Vệ, bởi vì hai người giả dạng trừ bỏ nhan sắc không giống nhau ở ngoài, quần áo là giống nhau. Không hề nghi ngờ cái này bạch y nhân cũng là âm dương đạo chủ phái mà đến. Ngươi là âm dương đạo chủ tọa hạ, Dương Nghị Vân chậm rãi hỏi. Trong tay liễu xanh thần thụ lục quang lập lòe. Xem ra Hắc Vệ chết ở ngươi trong tay, Bạch Vệ bình tĩnh mở miệng, nàng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ là như thế cường đại, hiện tại xem đã là thánh đạo. Dựa theo phía trước đạo chủ lời nói, Dương Nghị Vân đều không phải là thánh đạo. Hiện tại cũng biết mấy trăm vạn trước. Thần giới chứng đạo dị tượng đó là Dương Nghị Vân không thể nghi ngờ. Không tồi, hiện tại ngươi cũng nên đã chết. Dương Nghị Vân nghe đối phương nói chuyện không nghĩ tới là cái nữ nhân. Bất quá lúc này Dương mẫu nhân cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, hết thảy dám can đảm mạo phạm hắn thân nhân bằng hữu người, đều đáng chết. Đối phương nói ra Hắc Vệ, cũng đã tỏ vẻ nàng là âm dương đạo chủ tọa hạ người. Dương Nghị Vân trong lòng hận đến ngứa răng, ám đạo sớm muộn gì có một ngày diệt âm dương đạo chủ. Đừng nói nhảm nữa đi, biết ta thân phận, người cũng sẽ không bỏ qua ta, khiến cho ta Bạch Vệ tới lĩnh giáo ngươi Vân Môn đạo chủ thần thông, đến lúc đó muốn nhìn, một cái thánh đạo một tầng đạo chủ là như thế nào sát thánh đạo ba tầng cường giả. Bạch Vệ nói chuyện chi gian, toàn thân bạo phát vô cùng lóa mắt bạch quang. Chói mắt trình độ làm Dương Nghị Vân đều không thể nhìn thẳng, theo bản năng nhắm mắt, nhưng đồng thời cảm nhận được quen thuộc. Vì cái gì quen thuộc đâu?
bởi vì hắn nghĩ tới hắc vệ. Năm đó hắc vệ có ám giả thế giới, mà hiện tại bạch vệ, chỉ là như thế bạch quang chói mắt. Thật đúng là phối hợp, hắc bạch xứng a. Quang minh ở thiên, Dương Nghị Vân theo bản năng nhắm mắt nháy mắt, nghe được bạch vệ tiếng la. Khóe miệng không khỏi giơ lên, trong lòng lại là mặc niệm một tiếng, u đều chi cửa mở. Hắn có thể lấy u đều chi môn lấy hắc trị hắc xử lý hắc vệ, tự nhiên cũng có thể lấy u đều chi môn xử lý cái này bạch vệ. Quang minh cùng hắc ám quyết đấu, Dương Nghị Vân thực chờ mong. Bạch vệ chuẩn bị liều mạng đối với chính mình quang minh ở thiên thực tự tin, nàng đây là hoàn toàn quang minh thế giới, ở trong thế giới này chói mắt dị thường, người khác đều sẽ biến thành người mù, hiện giờ nàng đối Dương Nghị Vân trực tiếp chính là này nhất chiêu. Nhưng ngay sau đó bạch vệ thấy được lấy Dương Nghị Vân vì trung tâm, cư nhiên xuất hiện một cái điểm đen, càng lúc càng lớn, ngay lập tức chi gian cư nhiên cắn nuốt nàng quang mang. Ngay sau đó bạch vệ hoảng sợ phát hiện, nàng quang mang biến mất, mà chính mình còn lại là hoàn toàn ở vào vô biên trong bóng đêm. Dương Nghị Vân u đều chi bên trong cánh cửa. Bạch vệ hoàn toàn lâm vào sợ hãi bên trong, nàng cùng hắc vệ thần thông kỳ thật là giống nhau, khác nhau chỉ là hắc ám mà thôi. Đối với bạch vệ cái này lấy quang minh thế giới vì thần thông dựa vào, trước nay đều là thân ở với quang minh chung người tới nói, hắc ám chính là tương phản đối lập. Chưa từng có tưởng tượng quá thân ở hắc ám sẽ là thế nào. Bởi vì nàng đại chí nguyện to lớn cho quang minh, từ đây lúc sau liền cùng hắc ám đối lập. Nhưng hiện tại nàng lại là tiến vào một cái hoàn toàn hắc ám thế giới, này đối nàng tới nói là đại sợ hãi. Vô tận trong bóng đêm, cái gì đều nhìn không thấy, bạch vệ nổi điên giống nhau đi thúc giục pháp lực, muốn đi đánh vỡ này đáng sợ hắc ám thế giới, nhưng nàng đi phát hiện chính mình cái gì đều làm không được, thần thức cùng pháp lực tất cả đều không nhạy. Thậm chí còn sở hữu cảm quan đều không nhạy. Nàng biết là Dương Nghị Vân thủ đoạn. Vốn đang nghĩ có thể cùng Dương Nghị Vân đánh cờ một phen, hiện tại xem ra nàng căn bản không có tư cách cùng nhân ra đấu. Dương Nghị Vân ngươi có bản lĩnh buông ta ra bạch vệ giống lớn lên. Nhưng là không có người trả lời nàng. Ngươi, giết ta đi. Cuối cùng bạch vệ tan vỡ. Niệm ngươi là nữ lưu hạng người, bản đế liền cho ngươi vừa chết. Vô tận trong bóng đêm vang lên Dương Nghị Vân thanh âm. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Dương mẫu nhân liền ở, chỉ là hắn cho bạch vệ một ít áp lực, làm nàng tan vỡ. Hiện tại xem ra hiệu quả không tồi. Đương nhiên hắn cũng không tính toán buông tha cái này bạch vệ, xâm phạm vân môn thiên đình giả giết không tha. Xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, Dương Nghị Vân quyết định cho nàng cái thống khoái. Đa tạ. Nghe được Dương Nghị Vân trả lời, bạch vệ nội tâm ngược lại thoải mái cảm tạ. Cuối cùng là có thanh âm trả lời nàng, tại đây chờ vô tận trong bóng đêm thật sự sẽ nổi điên. Nàng không cầu Dương Nghị Vân buông tha nàng, bởi vì nàng biết tấn công vân môn thiên đình ý nghĩa cái gì, liền tính là vân môn là vừa thành lập đạo thống, kia cũng là thần giới đứng đầu thế lực, càng là trong truyền thuyết trung tâm đạo thống, vung lên địa vị còn ở cái khác tứ đại đạo thống phía trên, một phương đạo thống ở nào đó phương diện, bên ngoài so cái gì đều quan trọng. Nàng kích động thần giới thế lực tiến đến tấn công vân môn thiên đình chính là đánh vân môn thiên đình bên ngoài. Đối với bất luận cái gì đạo chủ tới nói, chết 100 lần đều có thừa. Chết chưa hết tội Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng. Ta biết, bạch vệ chua xót nói, ngươi chờ âm dương đạo chủ trả thù đi, thậm chí thần giới mặt khác đạo chủ đều sẽ không mặc kệ ngươi vân môn đạo thống trưởng thành, hôm nay tấn công vân môn cục diện về sau còn sẽ có, cuồn cuộn không ngừng. Thế cho nên cuối cùng mấy đại đạo chủ thậm chí sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó ngươi cũng khó thoát một lần, ha ha ha. Trong bóng đêm bạch vệ tiếng cười vang lên. Tới một cái ta diệt một cái, tới hai cái ta sát một đôi, đạo chủ tiến đến lại như thế nào Dương Nghị Vân tuy rằng biết bạch vệ nói có thể là thật sự, lúc ấy hắn ngoài miệng sẽ không mềm. Ha ha, sát, ngươi giết lại đây sao? Huống hồ ngươi có biết một phương đạo chủ khủng bố, trừ phi ngươi có thể chém giết đạo chủ. Nếu không ngươi vân môn phiền toái sẽ không đình, ha ha bạch vệ điên cuồng mà cười, như là lúc sắp chết trở thản ngôn, càng như là tự diễu. Ngươi nói quá nhiều, đưa ngươi đường núi. Dương Nghị Vân nghe bạch vệ nói chuyện trong lòng mạc danh bực bội, bỗng nhiên vung tay lên, trong bóng đêm một đạo lục quang hiện lên, bạch vệ tiếng cười hoàn toàn mà ngăn. Ngay sau đó thân tử đạo tiêu. Nam thiên môn ngoại, thỏ ra đám người giờ phút này trong lòng tràn ngập lo âu. Ở bọn họ nghiêm trọng thấy được Dương Nghị Vân cùng cái kia áo bào trắng người đối cầm, ngay sau đó liền nhìn đến áo bào trắng người phát ra chói mắt vô cùng bạch quang, bọn họ tất cả đều không mở ra được hai mắt. Trong lòng tức khắc lo lắng khởi Dương Nghị Vân.
nhưng ngay sau đó lại vẫn là cảm giác trong tầm mắt bạch quang biến mất, khi bọn hắn lại lần nữa nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện có một đoàn hắc ám bóng ma xuất hiện ở Dương Nghị Vân nơi ở. Không bao lâu hắc ám biến mất, Dương Nghị Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng cái kia áo bào trắng người biến mất. Tức khắc đại gia nhẹ nhàng thở ra, thực hiển nhiên là Dương Nghị Vân chém giết áo bào trắng người. Có thể nói Dương Nghị Vân từ xuất hiện đến giải quyết mấy chục vạn địch nhân, dùng không đến 10 phút thời gian, giơ tay nhấc chân chi gian làm địch nhân hôi phi yên diệt. Mà nay Dương Nghị Vân rốt cuộc chứng đạo, trở thành thánh đạo chi cảnh. Ở thỏ ra trong mắt cũng đủ thống lĩnh vân môn thiên đình cùng đạo thống. Phất tay chi gian Dương Nghị Vân triệt bỏ thiên địa phong ấn, đi tới Nam Thiên Môn. Thánh chủ. Giờ khắc này thỏ ra ở Dương Nghị Vân trước mặt hô lên một tiếng thánh chủ, mang theo kính sợ chi ý, bởi vì hắn từ Dương Nghị Vân trên người thấy được thánh thiên đế khí phách bóng dáng. Trừ bỏ những người này nhưng còn có người nào tiến đến quấy rối? Dương Nghị Vân ý bảo thỏ ra không cần khách khí đồng thời hỏi chuyện. Đã không có thỏ ra lắc đầu. Linh một nhưng có tin tức. Dương Nghị Vân hỏi lại. Thỏ ra cười khổ lắc đầu, năm đó sau khi ra ngoài, Linh lần nữa cũng không có tin tức truyền đến, ta những năm gần đây vẫn luôn ở ứng đối những người này, nghĩ đến Linh một cũng sắp có tin tức, tính tính thời gian khoảng cách lúc trước ước định ngàn năm thời gian cũng liền một vài trăm năm, đúng rồi, thánh chủ có từng tìm được thiên đình ngày. Dương Nghị Vân nghe thỏ ra hỏi chuyện, lúc này mới nhớ tới Tạp Mao Điểu cùng Ánh Trăng bọn họ, quay đầu nhìn lại, Tạp Mao Điểu cùng Ánh Trăng. Phù Tang thần thụ còn ở ngàn dặm ở ngoài. Nguyệt Nhi lại đây đi, Dương Nghị Vân kêu to một tiếng. Ngay sau đó Ánh Trăng cùng Tạp Mao Điểu, Phù Tang thần thụ bước lên Nam Thiên Môn. Thỏ ra đôi mắt đại lượng, không thể tưởng được Dương Nghị Vân không chỉ có tìm được rồi thiên đình ngày, Ánh Trăng cũng tìm được rồi, hiện giờ vân môn thiên đình nhật nguyệt sao trời viên mãn, tiểu phượng hoàng các nàng này đó hợp đạo cấp bậc thần thú thần linh rốt cuộc có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, có chứng đạo tỷ lệ. Đoàn người tiến vào vân môn thiên đình. Tạp Mao Điểu cảm khái nói, rốt cuộc đã trở lại, điểu ra ta có thể mau chóng hồi phục nguyên khí thật tốt. Dứt lời phi thân dựng lên, phía trên thiên đình phía chân trời, toàn thân thiêu đốt nổi lên ngọn lửa. Toàn bộ vân môn thiên đình thế giới có độ ấm, có ánh mặt trời, vạn vật tại đây một khắc càng thêm tràn ngập sinh cơ. Nháy mắt phía chân trời phía trên xuất hiện một viên liệt dương. Bất quá ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là Tạp Mao Điểu lấy hắn tự thân pháp lực chế tạo ra một tòa đắm chìm trong ngọn lửa hình tròn tiểu lục địa, ở mặt trên xuất hiện một tòa cung điện. Tạp Mao Điểu nhập chú đi vào, này tòa tiểu lục địa này đây hắn tự thân pháp lực chế tạo phát ra ngọn lửa quang mang, hóa thành Thái Dương, lần này cũng không phải là Tạp Mao Điểu dùng tự thân bản thể hóa thành Thái Dương, mà là lấy pháp lực kiến tạo, ngược lại thành toàn chính hắn. Dương Nghị Vân cảm nhận được vân môn thiên đình trong vòng thiên địa chi lực cùng Tạp Mao Điểu chi gian có tương hô ứng. Ngay sau đó Phù Tang thần thụ cũng bay vọt mà đi dừng ở cung điện bên cạnh, Phù Tang thần thụ cùng Kim Ô hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó từng người thành tựu. Đối với vân môn tới nói, có một gốc cây bẩm sinh linh căn thần thụ tồn tại, cũng là rất tốt. Vân ca ta cũng đi, thiên đình ánh trăng quý vị. Càng là Nguyệt Nhi một bước bước ra, bay về phía chân trời. Cùng Tạp Mao Điểu một đông một tây chi thế. Ngân quang mãn thế giới, có mát lạnh nhu hòa hơi thở tràn ngập vân môn thiên đình, làm tất cả mọi người cảm giác được thoải mái. Ánh trăng tình huống cùng Tạp Mao Điểu giống nhau, hóa thành một cái ngân quang lập lòe tiểu lục địa, đồng dạng xuất hiện một tòa màu bạc cung điện nhập chú đi vào. Mà cùng tháng lượng về vì một khắc, vân môn thiên đình thế giới, nhật nguyệt sao trời lẫn nhau nhị lượng, một cổ độc đáo hơi thở xuất hiện. Làm nhân tâm tĩnh xuống dưới. Tựa hồ thiên địa chi gian năng lượng cũng đạt tới một cái đỉnh. Thỏ ra cao hứng nói, nhật nguyệt sao trời viên mãn, từ giờ trở đi vân môn thiên đình đệ tử tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh, hợp đạo cấp bậc tìm hiểu cũng đem có cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo cái ngàn năm ta vân môn thiên đình liền phải ra đời cái thứ hai thánh đạo. Ong! Thỏ ra vừa dứt lời, vân môn thiên đình trong vòng một tiếng nổ vang dựng lên. Dương Nghị Vân cười nói, sợ là không cần chờ tiếp theo cái ngàn năm. Hiện tại liền phải ra đời đệ nhị tôn thánh đạo. Vân môn thiên đình nhật nguyệt sao trời tề tụ lúc sau, đã xảy ra dựng xào thấy bóng hiệu quả. Mầu thần nương nương thành cái thứ nhất được lợi giả. Bất quá mầu thần nương nương cái thứ nhất dẫn phát rồi chứng đạo thiên địa dị tượng, cũng ở tình lý bên trong, bản thân nàng chính là nửa thánh tu vi, kém nửa bước tùy thời có thể tiến vào thánh đạo, dựng lên mầu thần nương nương vẫn là có kiếp trước ký ức sống lại giả, nàng tu luyện tiến giai tự nhiên muốn so những người khác mau.
nhưng là ngay sau đó Dương Nghị Vân lại lo lắng lên, chứng đạo ba điều lộ, không có một cái hảo tẩu, thông thường đều là chảm tam thái thượng vong tình, trở thành một cái không có tình cảm người. Hoặc là công đức đại trí nguyện to lớn, tương đương đem chính mình nào đó phương diện bán cho thiên đạo, tuy rằng chứng đạo thành công, khá vậy tương đương đã chịu đại chế ước. Mà lấy lực chứng đạo lại là nhất không dễ dàng một cái lộ. Sau hai con đường, ở Dương Nghị Vân xem ra đều là có khuyết tật. Cho nên hắn lo lắng mầu thần nương nương, đi rồi chảm tam thi cũng hoặc là công đức chứng đạo chi lộ. Lúc này thỏ ra tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, mở miệng nói, mầu thần nương nương nữ trung hào kiệt cũng, nàng đi chính là lấy lực chứng đạo, người lo lắng vấn đề sẽ không xuất hiện. Dương Nghị Vân nghe thỏ ra nói chuyện tức khắc sửng sốt, nhìn về phía thỏ ra. Ý tứ là ngươi như thế nào biết? Thỏ ra cười cười nói, nếu là chảm tam thi cũng hoặc là công đức đại trí nguyện to lớn chứng đạo chi lộ, đối ứng với mầu thần nương nương cái này thức tỉnh kiếp trước lực lượng cùng ký ức người tới nói, đã sớm chứng đạo, rốt cuộc ở kiếp trước nàng chính là thánh đạo, làm sao cần chờ đợi lâu như vậy, ở nửa thánh cảnh giới vẫn luôn dừng lại đâu. Hiện giờ mới chứng đạo, cũng chỉ có thể nói nàng đã sớm chuẩn bị đi chính là lấy lực chứng đạo chi lộ, hiện giờ vân môn thiên đình nhật nguyệt sao trời tề tụ. Cảm ứng ngoại giới đại đạo, hoàn cảnh cùng thiên địa chi gian đều hình thành một cái hoàn chỉnh vận chuyển, mượn này cơ hội nàng chứng đạo cũng liền không kỳ quái. Hai người nói chuyện bên trong, vân môn thiên đình trên không một đạo thần quang chiếu rọi xuống tới, dừng ở mầu thần nương nương trên người. Giờ phút này Dương Nghị Vân rốt cuộc cảm nhận được, trong thiên địa các loại lực lượng hướng về mầu thần nương nương hội tụ mà đi. Lúc này hắn xác định mầu thần nương nương thật là lấy lực chứng đạo, bất quá hắn có điểm nghi hoặc. Như thế nào cảm giác mầu thần nương nương chứng đạo hội tụ thiên địa chi lực thời điểm, so sánh với hắn chứng đạo là lúc muốn nhược như vậy một chút, chuẩn xác năng lượng khí chẳng cảm giác chỉ có hắn một nửa. Cũng không có như vậy lao ra. Lúc ấy hắn chứng đạo thời điểm, sở hội tụ lực lượng là lúc, kia chính là cảm nhận được rời non lấp biển giống nhau lực lượng khí thế tồn tại. Hiện tại nghĩ đến hẳn là mỗi người chứng đạo đều có điều bất đồng đi, hoặc là nói này ngoạn ý lấy tự thân thiên phú tiềm lực có quan hệ. Bất quá mặc kệ thế nào, phân môn tự hắn về sau rốt cuộc ra đời cái thứ hai chứng đạo thánh nhân, đây là đại hỷ sự. Hơn nữa mầu thần nương nương hôm nay chứng đạo, ý nghĩa phi phàm. Là ở lui địch lúc sau, là ở vân môn thiên đình nhật nguyệt sao trời tề tụ lúc sau, đây là đại hỷ. Toàn bộ vân môn sở hữu thần linh ánh mắt đều dừng ở mầu thần nương nương trên người, có kính sợ, có hâm mộ, có hướng về chi. Dương Nghị Vân biết hôm nay lúc sau. Mầu thần nương nương chứng đạo thế tất sẽ cho vân môn đệ tử một phần hy vọng, một phần càng thêm nỗ lực hướng về phía trước chờ đợi. Bởi vì đại gia biết, có thể có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Thánh đạo là sở hữu thần linh tu luyện đỉnh chi cảnh. Đương nhiên thánh đạo 9 tầng, lộ rất dài, nhưng tiền đề là nếu có thể nhập thánh. Bước vào thánh đạo đó chính là thánh nhân. Chân chính bất diệt thánh đạo, siêu nhiên tồn tại. Giờ phút này mầu thần nương nương đắm chìm trong chứng đạo thần quang bên trong, Dương Nghị Vân biết nàng ở chuyển hóa trong cơ thể pháp khí chi lực, chờ chuyển hóa hoàn thành chính là chính thật sự thánh nhân. Cái này thể nghiệm hắn là tự mình thể hội quá. Giờ này khắc này toàn bộ vân môn mấy chục vạn đệ tử môn nhân đều ngắm nhìn ở mầu thần nương nương trên người, kỳ thật đối bọn họ tới nói quan khán chứng đạo khá vậy khả ngộ bất khả cầu cơ duyên. Chính như quan khán độ kiếp giống nhau. Chỉ là cùng độ kiếp so sánh với. Chứng đạo không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại là thiên đạo thêm vào. Nói lên điểm này, Dương Nghị Vân rốt cuộc phát hiện mầu thần nương nương chứng đạo vì cái gì so với hắn khí thế nhược nguyên nhân, gần nhất là cùng cá nhân thể chất tiềm lực có quan hệ, thứ hai nơi sân cũng không đúng. Hắn chứng đạo ở cổ hồng hoang thế giới, ở thiên đạo ở ngoài, hơn nữa đã trải qua hồng hoang chi lực thống khổ lễ rửa tội, hắn chứng đạo thần quang thêm vào đến từ chính đại đạo, đến từ chính hỗn độn. Mà giờ phút này mầu thần nương nương nơi là vân môn thiên đình, cũng là thần giới, là thiên đạo dưới, đại đạo tự nhiên là so thiên đạo muốn cao một tầng. Mầu thần nương nương chứng đạo thần quang đến từ thiên đạo vận chuyển dưới, khí thế nhược cũng là bình thường. Rốt cuộc thế gian chỉ có hắn Dương Nghị Vân một cái. Rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Mặc kệ thế nào, mầu thần nương nương lần này chứng đạo xem như cấp vân môn đệ tử môn nhân khởi tới rồi một hy vọng. Có thể tưởng tượng hôm nay lúc sau, vân môn đệ tử chắc chắn sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, ai lại không nghĩ theo đuổi lực lượng càng cường đại cùng cảnh giới đâu. Ai lại không nghĩ bị người tôn xưng một tiếng thánh nhân. Này phân thật lớn dụ hoặc không có bất luận cái gì một cái thần linh có thể ngăn cản.
thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bất chi bất giác, mọi người phát hiện sắc trời đột nhiên ảm đạm đi xuống. Lúc này ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện, nguyên lai là Thái Dương xuống núi. Từng có trong chốc lát, ánh trăng dâng lên. Đêm tối buông xuống. Đầy trời vẩy đầy tinh quang. Vân Môn Thiên Đình thế giới phía chân trời phía trên sao trời vô số lóng lánh, trông rất đẹp mắt. Mầu thần nương nương chứng đạo lễ rửa tội còn ở tiếp tục. Bất chi bất giác chung, ánh trăng biến mất. Mà ở phương đông một sợi bụng cá trắng xuất hiện. Xác thật là Thái Dương thánh khí, phương đông phía chân trời tử khí đông lai. Tân một ngày bắt đầu rồi. Đương dương quang chiếu rọi ở mỗi người trên người thời điểm, một tiếng ầm vang cũng vang vọng Vân Môn Thiên Đình. Mầu thần nương nương trên người chứng đạo thần quang tan đi, thay thế chính là lệnh cho nên người cảm thấy thở không nổi lên uy áp. Một ít tu vi nhỏ yếu đệ tử đối mặt mầu thần nương nương này của uy áp, lại là cầm lòng không đậu quỳ xuống lại. Đây là một loại cao giai thần linh tự nhiên hơi thở, đối cấp thấp thần linh có thiên nhiên kinh sợ chi vị. Dương Nghị Vân giờ phút này lại là nhìn phương đông dâng lên Thái Dương như suy tư gì, trong lòng tính toán một chút thời gian, lại là phát hiện Vân Môn Thiên Đình thời gian tuy rằng nhật nguyệt sao trời tề tụ cư nhiên cùng địa cầu thời gian là giống nhau như đúc. 24 giờ vận chuyển, ban ngày có Thái Dương, buổi tối có ánh trăng. Cùng thần giới còn bất đồng. Nhưng là hắn càng thích như vậy. Thiên đạo quy tắc dưới thời gian vận chuyển nên là như thế, có ban ngày có hắc nham, ngẩng đầu có thể xem sao trời, xem thiên tinh lấy ngộ đạo tu hành. Đây mới là chính xác. Chỉ chớp mắt nhìn đến mầu thần nương nương hoàn thành chứng đạo, Dương Nghị Vân lúc này mới thu hồi suy nghĩ mang theo mỉm cười chậm rãi mở miệng nói, chúc mừng nương nương nhập thánh. Hắn này một câu dẫn phát toàn bộ Vân Môn Thiên Đình đệ tử. Chúc mừng nương nương nhập thánh. Mấy chục vạn người thanh âm cả ngày mà vang. Mầu thần nương nương mỉm cười, khí chất của nàng có rất lớn biến hóa, đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm, nhu tình như nước cười, rồi sau đó đối Vân Môn đệ tử mở miệng nói, hôm nay bổn cung nhập thánh, ta Vân Môn cùng vui, mầu thần cung ngay trong ngày tránh ra phóng, chúng đệ tử nhưng có tu đạo nghi vấn, nhưng tiến đến mầu thần cung, bổn cung tự nhiên tận lực giải thích nghi hoặc. Từ ngay trong ngày bổn cung sẽ mỗi tháng khai cung truyền đạo, vọng ta Vân Môn Thiên Đình cường thịnh, chúng đệ tử sớm ngày chứng đạo. Nương nương từ bi. Lần này đông đảo đệ tử tự phát cảm tạ. Thánh nhân truyền đạo, đây chính là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Há có thể không cảm tạ. Chúng đệ tử kích động. Dương Nghị Vân lại là vui mừng không thôi, hắn vốn dĩ cũng tính toán trở về giảng đạo, nhưng chung quy sự tình quá nhiều, rất nhiều thời điểm hắn đều là phủi tay trưởng quầy. Hiện giờ mầu thần nương nương có thể ra mặt gánh vác lên dạy dỗ đệ tử trách nhiệm, này với hắn mà nói là có thể nhẹ nhàng một hơi. Ngay sau đó mầu thần nương nương hóa thành một đạo cầu vồng bay vọt dựng lên, lại là thẳng đến thiên đình 36 cung phương hướng mà đi. Ngay sau đó 36 trong cung trong đó một tòa cung điện đại lược, thất thải hà quang chiếu rọi phía chân trời. Mầu thần cung mầu thần nương nương quý vị, ta Vân Môn Thiên Đình chi phúc a. Thỏ ra cảm thán, mặt già thượng nhạc nở hoa. Đại ca ta đi tu luyện hầu đậu đậu đi tới, nói một tiếng trực tiếp bay đi. Không đợi Dương Nghị Vân phản ứng lại đây. Tiểu Phượng Hoàng cũng phi thân dựng lên nói, ca ca ta cũng đi. Ta cũng là, quá đả kích người, ta cũng muốn nhập thánh. Điêu Nhi đối với Dương Nghị Vân làm cái mặt quỷ một bay đi. Ngay sau đó ngé con, cá trạch, Vân Lôi Thú mấy cái một đám bay khỏi. Bọn họ đều bị mầu thần nương nương kích thích, nhưng là bọn họ cũng là tiếp theo phê sắp chứng đạo người. Dương Nghị Vân cười khổ đồng thời cũng vô cùng vui mừng, cũng chưa ngăn đón. Vân tử ta tiếp được cũng muốn bế quan đi, không bồi ngươi, ngươi đi xem Triệu Nam tỷ tỷ các nàng Mai tỷ nghịch ngợm chớp chớp mắt, vèo một chút rời đi. Tiên sinh ta cũng bế quan đi, Thu Nhi nhược nhược nói. Ngươi cũng đi A Dương mỗ nhân kéo Thu Nhi tay ở nàng cái chán hôn một cái. Ta cảm giác ta cũng có thể chứng đạo, không nghĩ chậm trễ thời gian. Hành đi, đi thôi. Vân đại ca ta cũng đi Tuyết Hương đi tới. Dương Nghị Vân từng chuyện mà nói lời nói, nhưng cũng chưa ngăn đón, nhìn theo bọn họ một đám đi bế quan. Kỳ thật hắn trong lòng thanh thô, mặc kệ là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng vẫn là chính mình này mấy cái tu vi cường đại nhất nữ nhân, lúc này lựa chọn bế quan tu luyện, gần nhất là bị mầu thần nương nương kích thích, mà đến càng có rất nhiều hy vọng có thể giúp được hắn. Lần này Bạch Vệ dẫn người tấn công Vân Môn Thiên Đình, nhân ra năm đại thánh nói một tầng, khiến cho các nàng áp chế xuống dưới, tiến vào khốn cục. Mọi người đều nghẹn một hơi. Cũng biết Vân Môn Thiên Đình thành lập kích thích thần giới một ít cường đại thế lực,
sau này chiến đấu không ít, muốn đối mặt địch nhân không ít, các nàng đều hy vọng có thể giúp đỡ. Một đám rời đi sau, Thỏ Gia cũng nói, hiện giờ ngươi đã trở lại tạm thời khán hộ Hảo Vân Môn, chờ đợi Linh một tin tức đi, ta cũng đi bế quan, chứng đạo chi lộ, hiện giờ cũng là lúc. Hảo Dương Nghị Vân không đối Thỏ Gia nói thêm cái gì, chỉ là đối hành lễ, hắn biết Thỏ Gia đối Vân Môn trả giá. Tiếp được Dương Nghị Vân nghĩ đi xem Triệu Nam các nàng đi, kết quả làm hắn buồn bực chính là, Triệu Nam cùng Âu Dương Ngọc Thanh, Ninh Kha, Lâm Hoan từ này đó nữ nhân tất cả đều tập thể bế quan. Mặc kệ là các nàng, mấy cái con cái, đại sư huynh nhị sư huynh tiểu sư tỷ sư phụ chờ, thậm chí là chín thành chín Vân Môn đệ tử tất cả đều tiến vào bế quan. Dương Nghị Vân biết, lần này tấn công Vân Môn Thiên Đình, trừ bỏ Thỏ Gia đám người xuất chiến, những người khác đều không giúp đỡ, kỳ thật là bọn họ tu vi quá thấp, không thể giúp, thế cho nên đại gia nội tâm đều không thoải mái, nghẹn một hơi. Thiên Đình nhật nguyệt sao trời tề tụ, tu luyện hoàn cảnh có rất lớn cải thiện lúc sau, tự nhiên đều lựa chọn bế quan tu luyện, đều tưởng đột phá, tưởng giúp đỡ. Dương Nghị Vân tự nói, có này chờ thân nhân bằng hữu, môn nhân đệ tử, cho dù là ngày nào đó ngã xuống, cũng không hám. Nói cái gì ngã xuống không ngã xuống mê sảng một cái ôn nhu ở trong óc vang lên. Dương Nghị Vân sửng sốt, là Mầu Thần nương nương thanh âm. Hắn trong lòng vừa động, trực tiếp hướng về Mầu Thần cung bay đi, toàn bộ Vân Môn đều bế quan, hắn phát hiện cũng liền Mầu Thần cung chính mình có thể đi. Trước kia nhớ rõ Thỏ Gia cùng thần quái nói chuyện, nếu Thánh Thiên Đế thời đại này đó lão nhân một lần nữa bước vào thánh đạo, muốn khôi phục kiếp trước ký ức cũng là không dễ dàng. Nhưng cũng không phải không thể nào. Này nhưng bọn họ lúc ấy cũng không dám khẳng định. Nhưng Dương Nghị Vân tới rồi Mầu Thần cung sau, lại lần nữa nhìn thấy Mầu Thần nương nương, trong lòng liền xác định Mầu Thần nương nương đã khôi phục kiếp trước ký ức, hoặc là nói ít nhất hơn phân nửa ký ức khôi phục lại đây. Bởi vì hắn phát hiện Mầu Thần nương nương không đơn giản là phía trước chứng đạo sau khi thành công khí chàng thay đổi, tính cách thượng càng là có rất lớn thay đổi. Biến, cho hắn cảm giác trong đầu toát ra một câu. Nói dễ nghe một chút là biến càng thêm nhiệt tình, nói trắng ra một chút chính là hảo phong, tao. Hắn đi vào liền đã chịu Mầu Thần nương nương 12 vạn phần nhiệt tình chiêu đãi. Tới Mầu Thần nương nương mang theo ý cười đón đi lên, thực tự nhiên mà vậy kêu Sam ở hắn cánh tay thượng, lôi kéo hắn trong đại điện đi. A Nga Ân, tới Dương Mỗ Nhân một chút bị Mầu Thần nương nương nhiệt tình cấp dọa nói lắp. Ma quỷ cư nhiên còn mặt đỏ, dưới tọa uống một chén, trước kia a, người cái này ma quỷ oan ra hơn 1000 năm đều khó được tới ta Mầu Thần cung một chuyến. Lúc này lão nương ta rốt cuộc dẫn đầu các nàng, ngươi nhưng đừng nghĩ chạy, đem trước kia thiếu lão nương đều bổ trở về, ha ha ha. Giờ phút này Mầu Thần nương nương quả thực là trong ánh mắt bốc hỏa quang giống nhau nhiệt tình, túm Dương Nghị Vân cánh tay mạnh mẽ đem hắn ấn ngồi ở một trương bạch ngọc ghế dựa thượng. Trong giọng nói là tràn ngập vô cùng kích động chi sắc. Tiếng cười vang lên thời điểm, Dương Mỗ Nhân thật là bị nàng cấp dọa tới rồi. Cứ việc tuy rằng... Hắn thật là đã từng đối vị này nương nương đại lão ngầm lưu quá nước miếng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có ngày này. Không đủ trước kia hắn đối mặt Mầu Thần nương nương thời điểm, vị này nương nương bản thân liền tu vi cao, dựng lên nghĩ đến khí phách, đối hắn cũng là uống tới uống đi, tưởng điều liền điều, không nghĩ điều hắn, trực tiếp trừng mắt thái độ. Dương Mỗ Nhân thật đúng là có điểm sợ nàng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn hết thảy quá không bình thường. Chẳng lẽ chứng đạo lúc sau làm Mầu Thần nương nương tính tình đại biến? Nghĩ lại không đúng a, chính hắn cũng chứng đạo, không ảnh hưởng cái gì tính tình. Nhưng trước mắt nương nương quả thực là khác nhau như hai người. Không thể không làm hắn hoài nghi. Liền ở Dương Nghị Vân kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Mầu Thần nương nương cười khúc khích nói, biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, yên tâm ta còn là ta, không thay đổi, chỉ là chứng đạo lúc sau một ít ký ức xuất hiện, làm ta rõ ràng hơn ta chính mình là ai. Nói cách khác, ta nhớ tới chúng ta quá khứ, qua đi ta là người tiểu Mầu Mầu, hiện tại vẫn là, người nha, trước kia chính là quá kia gì, nhân ra đều ái chết. Nhưng chính là không dính biên. Chạm vào. Mầu Thần nương nương nói chuyện hết sức, vung tay lên đại điện đại môn hoàn toàn đóng cửa. Một đôi thủy linh linh mắt to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Tuy là Dương Mỗ Nhân ở nào đó phương diện lớn mật, khá vậy thật bị Mầu Thần nương nương dọa tới rồi. Đồng thời nàng nghe Mầu Thần nương nương nói chuyện, cũng phản ánh lại đây, đây là vị này đại lão nương nương nhớ tới quá khứ của nàng, hoặc là nói muốn khởi nàng cùng hắn quá khứ, cầm lòng không đậu a. Vội vàng thân thể về phía sau co rụt lại nói,
nương nương ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta. Ta là Dương Nghị Vân, cũng không phải là Thánh Thiên Đế, ta vĩnh viễn là ta. A nha. Lần này Dương Nghị Vân lời nói cũng chưa nói xong, trực tiếp đã bị Mầu Thần nương nương phát lại đây, đem hắn cấp bổ nhào vào ở trên giường ngọc, rồi sau đó nhìn chằm chằm hắn cười khúc khích nói, biết biết, lão nương ta biết ngươi còn không có khôi phục ký ức, chính là lấy không quan trọng, quan trọng là lão nương ta khôi phục ký ức, nhớ tới ngươi là ai, ta là ai, lão nương ta chỉ có thể nói cho ngươi, trước kia đi, ngươi quả thực chính là hương bánh trái, lão nương ta là ái chết ngươi cái loại này. Đáng tiếc ngươi đều rất ít tới ta Mầu Thần cung, nhưng là hiện tại không giống nhau, thừa dịp mặt khác hồ ly tinh hoàn toàn đi vào thánh không quy vị không khôi phục ký ức, ta muốn đem trước kia tiện nghi chiếm trở về, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta, ta. Ha ha ha, may mắn kia hai vị thiên hậu còn không có trở về, nếu không ta cũng không dám đối với ngươi dùng sức mạnh, bất quá tiểu Nguyệt Nguyệt nhưng thật ra đã trở lại, đáng tiếc nàng thánh nguyệt ánh sáng còn không có thức tỉnh, nếu không cũng không tới phiên lão nương ta, mặc kệ. Hôm nay lão nương ta trước làm ngươi lại nói, lão nương lại tu chứng đạo nhưng không dễ dàng, biết sao đều là vì ngươi, ta ăn nhiều ít đau khổ a, ngươi đến bồi thường ta. Không phải nương nương, ta, câm miệng, không được kêu. A không, Mầu Thần cung nội, Dương Mỗ Nhân bị Mầu Thần nương nương cấp nghịch tập. Đây là hắn hoàn toàn không tình nguyện. Một tháng sau, Mầu Thần cung nội. Dương Mỗ Nhân vẻ mặt tiều tụy nhìn mặt mày hồng hào Mầu Thần nương nương nhược nhược nói, nương nương một tháng a, ta hẳn là ra cung, ta còn chờ linh một tin tức đâu, một đống lớn chuyện này chờ ta đi làm, ta đi trước ha. Trở về, vừa rồi còn mang theo vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười Mầu Thần nương nương, đôi mắt trừng quát. Dương Mỗ Nhân kéo xuống mặt rừng. Hắn kỳ thật sợ hãi. Nhìn đến hắn dừng lại, thần tài nương nương lúc này mới cười hì hì nói. Lúc này mới ngoan sao, ta hảo phu quân liền lại bồi ta một ngày đi. Hảo đi, liền một ngày. Dương Mỗ Nhân vẻ mặt đưa đám đáp ứng rồi. Này một tháng quân vương không tảo triều thượng sinh hoạt, thực sự làm hắn chịu nhiều đau khổ, nhưng hắn cũng từ Mầu Thần nương nương trong miệng nghe được một cái câu chuyện tình yêu. Về Mầu Thần nương nương cùng Thánh Thiên Đế chuyện xưa. Nói cách khác là Mầu Thần nương nương cùng hắn chuyện xưa, giảng thật hắn bị Mầu Thần nương nương cảm động quá. Nữ nhân này vì Thánh Thiên Đế trả giá rất nhiều, đại kiếp nạn đại chiến, nàng tham chiến, Thánh Thiên Đế này đó nữ nhân tất cả đều tham chiến, đều thực bi tráng. Theo nàng cũng là một loại bồi thường, cứ việc là Thánh Thiên Đế mà nói bồi thường. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận chính mình là Thánh Thiên Đế, nhưng sự thật chính là. Cho nên đối Mầu Thần nương nương đem hắn trở thành Thánh Thiên Đế có điểm tiểu cảm xúc ở ngoài, Dương Mỗ Nhân đối mặt cái này thánh nữ vẫn là thực không tồi. Chỉ là a. Một tháng hắn là ở sợ hãi. Sau đó lại đáp ứng rồi một ngày. Kết quả. Lại qua một tháng sau, Dương Mỗ Nhân trực tiếp vận dụng pháp lực trốn ra Mầu Thần cung. Phía trước hắn ở trong lòng đối chính mình nói qua, cùng chính mình nữ nhân thân nhân ở bên nhau không thích hợp pháp lực. Nhưng ở Mầu Thần cung hắn nuốt lời. Dương Mỗ Nhân bay khỏi sau, Mầu Thần nương nương nhìn đại điện ở ngoài phía chân trời, trên mặt ý cười biến mất, lẩm bẩm, oan gia lúc này đây nghịch thiên mà đi. Ta cũng dám với hướng thiên rút kiếm, trên người của ngươi thiên tâm lực lượng, căn bản liền không có phát huy ra tới một phần vạn, ta có thể làm cũng gần là như thế, xem ra yêu cầu cùng nhiều tỉ muội quý vị, mới có thể làm ngươi thiên tâm hoàn toàn thức tỉnh. Ở Dương Nghị Vân tới nói, cùng Mầu Thần nương nương ở bên nhau này hai tháng, là quá quân vương không thượng triều hoang đường nhật tử, nhưng ở Mầu Thần nương nương nơi này, kỳ thật là ở vì hắn thức tỉnh thiên tâm chi lực mà ra lực, chỉ là phương pháp có điểm không giống người thường. Thánh Thiên Đế ra đời với hỗn độn, hắn cường đại thế gian không vài người có thể địch, nhưng chỉ có hắn nữ nhân biết, Thánh Thiên Đế chân chính cường đại là thiên tâm chi lực. Đáng tiếc, Dương Nghị Vân không có một tia một hào Thánh Thiên Đế ký ức, căn bản là không biết thiên tâm đại biểu cho cái gì, có bao nhiêu cường đại. Thiên tâm quan trọng nhất, Mầu Thần nương nương đều không có nói rõ, một chút nói ra, có lẽ trước mắt đối hắn đều có phải hay không chuyện tốt. Đây là chuyện này là năm đó hai vị thiên hậu phân phó các nàng một chúng tỉ muội bí mật, cũng chỉ có các nàng có thể hỗ trợ làm thiên tâm thức tỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Nghị Vân trở lại Thánh Thiên Điện, nơi này là thuộc về hắn đại điện, cũng là vân môn thiên đình nhất trung tâm cao giai nhất đại điện. Bất quá hiện tại nơi này nhưng không ai tồn tại. Dương Mỗ Nhân thật sự là sợ hãi Mầu Thần nương nương, không thể không chạy đi. Chỉ không tồi đại điện im ắng không ai.
toàn bộ Vân Môn trừ bỏ hắn cùng Mầu Thần Nương Nương cùng với thay phiên công việc trông coi Nam Thiên Môn thủ vệ, tất cả đều tập thể bế quan tu luyện. Linh Một vẫn là không tin tức truyền đến, cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút bực bội, bất quá khoảng cách ước định ngàn năm thời gian còn có 100 nhiều năm, hắn cũng chỉ có thể chờ. Trống trải đại điện thực an tĩnh, ngược lại làm hắn có điểm không thói quen. Lập tức cảm giác có điểm nhàm chán. Cười khổ cười nói, thôi, ta cũng tu luyện đi thôi. Nếu Linh Một còn không có tin tức truyền đến, hắn cũng chuẩn bị tu luyện chờ, Vân Môn Thiên Đình thành lập Nhật Nguyệt Sao Trời tề tụ lúc sau, đích xác tu luyện hoàn cảnh đã xảy ra rất lớn thay đổi. Đối tu luyện là có rất lớn trợ giúp, điểm này hắn nhất rõ ràng. Đừng nhìn hắn hiện tại cũng bước vào thánh đạo, khá vậy gần là thánh đạo một tầng mà thôi. Thánh đạo 9 tầng, phải đi lộ còn rất dài. Tới rồi hiện tại cấp bậc, tu vi cao, nhưng địch nhân cũng càng cường đại rồi, sở muốn đối mặt thế lực cũng càng ngày càng cường đại. Chính như tứ đại đạo thống. Đã biết có thánh đạo, lại còn có không ít. Từ âm dương đạo chủ phái hắc vệ cùng bạch vệ là có thể nhìn ra tới, âm dương đạo chủ tỏa hạ tùy tiện phái ra hai người chính là thánh đạo 3 tầng. Quỷ biết còn có bao nhiêu thánh đạo, đều là cái gì cấp bậc. Hơn nữa hắn nhất kiêng kỵ vẫn là đạo chủ cấp bậc, cũng không biết đạo chủ là thánh đạo mấy tầng. Cũng may Thỏ Ra cùng Linh Một đều nói qua, những cái đó đứng đầu tồn tại, là sẽ không dễ dàng ra tay, ít nhất cấp bậc vang vọng quá lớn, cũng muốn thể diện, hoặc còn có mặt khác ước thúc, không được tùy tiện ra tay, nếu không hắn thật đúng là không có biện pháp. Cứ việc trước mắt đắc tội chết chính là âm dương đạo thống nhất phương, nhưng mặt khác tam đại đạo thống cũng không thể không phòng, năm đó Linh Một liền nói quá. Này đó đạo thống tuyệt đối không hy vọng nhìn đến Vân Môn đạo thống lớn mạnh, tất nhiên sẽ ở ngáng chân. Hơn nữa còn có dấu ở thần giới Tu La Vương 9 đại phân thân cùng không biết có bao nhiêu số lượng Tu La tộc, đều là hắn muốn đối mặt địch nhân. Không có tuyệt đối thực lực, hắn thủ không được Vân Môn. Còn muốn so với trước kia càng thêm nỗ lực tu luyện, làm chính mình càng cường đại hơn mới được. Duy nhất làm hắn vui mừng chính là, hiện giờ Vân Môn Thiên Đình Nhật Nguyệt Sao Trời tề tụ lúc sau. Ở phòng ngự thượng đã thượng một cái đại bậc thang, ít nhất xuống dưới ở có thánh đạo tiến đến công kích, không phá bọn họ đánh vào Vân Môn Thiên Đình. Còn có chính là mọi người tu luyện tinh thần, tương lai nhất định sẽ không xuất hiện một đám chứng đạo thánh nhân, đến lúc đó giữ gìn Vân Môn đệ tử, sẽ có bảo đảm. Ít nhất Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi các nàng Dương Nghị Vân là phi thường xem trọng, cũng chắc chắn sẽ là kế tiếp trước thời gian chứng đạo thành công một đám. Dương Nghị Vân ở Thánh Thiên Điện khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nhập định. Lấy lực chứng đạo lúc sau, đối thiên địa chi gian các loại lực lượng thuộc tính nhất khắc sâu trong lòng, thực mau hắn liền xem thu được thiên địa chi gian 10 đại thuộc tính lực lượng tồn tại. Chính là ngay sau đó hắn lại cảm nhận được đệ thập nhất loại lực lượng tồn tại. Hoàn toàn cùng thuộc tính 10 đại lực lượng hoàn toàn tương phản. Căn bản liền không thể xem như thần giới mới có lực lượng, nhưng lại có chút quen thuộc cảm giác. Cẩn thận một cảm ứng, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt buột miệng thốt ra nói, là nói nhi. Hắn trong miệng nói nhi không phải người khác, chính là quan môn đệ tử Huyết Anh một Dương Tu Đạo. Năm đó từ chúng thần vực sau khi trở về, Huyết Anh bị thương hắn liền ở Vân Môn Thiên Đình cấp Huyết Anh đơn độc an bài một chỗ cung điện tu luyện. Bởi vì cái này quan môn đệ tử đặc thù là bán thần nửa tu la tồn tại, cùng Vân Môn đệ tử không hợp nhau, hơn nữa tuổi thượng tiểu. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ làm những đệ tử khác đối Huyết Anh chỉ trò trò, đơn giản khiến cho Huyết Anh một mình tu luyện, nhoáng lên đến Vân Môn Thiên Đình đến nay hơn 800 năm không gặp. Thiếu chút nữa còn quên mất cái này đệ tử. Nếu không phải vừa mới cảm ứng được thiên địa chi gian Huyết Anh độc hữu huyết sát chỉ dẫn, hắn thật đúng là không đi nghĩ nhiều. Chỉ biết cho rằng các đệ tử đều đang bế quan. Nhưng Huyết Anh bản thân cư trú hoàn cảnh chính là độc lập tồn tại. Tương đương với ngăn cách với thế nhân bế quan tu luyện. Nhưng vừa rồi hắn nhập định tu luyện thời điểm, lại là cảm nhận được một cổ không thua gì hồng hoang chi lực huyết sát chi lực tồn tại, hơi thở cường đại tới rồi đủ để sánh vai âm dương đạo chủ tỏa hạ hắc bạch vệ nông nỗi, thậm chí còn phải cường đại một ít. Cho nên Dương Nghị Vân một chút cảnh giác lại đây. Đứng dậy lúc sau thẳng đến cái này quan môn đệ tử chỗ ở mà đi. Nghĩ kia cường đại vô cùng huyết sát chi lực. Dương Nghị Vân cho rằng Huyết Anh này mấy trăm năm chung nhất định đã xảy ra cái gì biến hóa lớn. Hắn cái này đệ tử người phi thường, điểm này hắn trong lòng rất rõ ràng, nhưng cũng là như vậy, hắn trong lòng cũng lo lắng. Dù sao cũng là bán thần nửa tu la, hơn nữa là thiên địa dựng dục ra đời, năm đó Thỏ Ra đều nói qua, cái này đệ tử ngươi tưởng hảo, chưa chừng về sau sẽ sấm đại họa.
Ý ngoài lời là, khả năng ngày sau huyết anh dần dần lớn lên hắn lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, cũng đem khả năng không chịu khống chế, là nửa tu la, một là có khả năng hóa thân tu la, đến lúc đó nhưng chính là không biết. Dương Nghị Vân năm đó cũng đích xác do dự quá, nhưng chung quy ở vài lần đại chiến chung, huyết anh đều ở giúp hắn, thậm chí vì giúp hắn huyết anh triệt rớt vứt bỏ mệnh đã chịu trọng thương. Từ kia về sau, Dương Nghị Vân liền đem huyết anh thu làm quan môn đệ tử, lấy tử mà đợi chi. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm, cũng không hối hận quyết định của chính mình. Nhưng nói đến cùng đối huyết anh tương lai sẽ là cái dạng gì, hắn là không biết. Cũng sợ huyết anh tương lai sẽ tính tình có biến. Một cái lắc mình, Dương Nghị Vân xuất hiện ở Vân Môn Ngươi Thiên Đình một chỗ trong sơn cốc. Ở sơn cốc chỗ sâu trong có một tòa cung điện, đó là hắn cấp huyết anh đơn độc an bài tu luyện đạo tràng. Hơn nữa toàn bộ sơn cốc có cấm chế, là hắn thân thủ bố trí. Nhưng hiện tại cấm chế đã sớm biến mất không thấy. Cái này làm cho hắn trong lòng căng thẳng. Lẽ ra không có mệnh lệnh của hắn, huyết anh không dám tự mình phá rớt hắn cấm chế, Vân Môn những người khác càng không dám. Hiện tại chỉ có thể nói cấm chế là bị huyết anh cấp phá rớt. Nói nhi vi sư tới xem ngươi. Đứng ở cung điện phía trước, Dương Nghị Vân mở miệng hướng về cung điện kêu to một tiếng. Không có người trả lời hắn. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, liền phải nhấc chân đi vào. Mà liền ở ngay lúc này, hắn phía sau vang lên một thanh âm, sư phụ. Dương Nghị Vân vội vàng quay đầu lại. Lại là một người thoạt nhìn 15 đến 16 tuổi thiếu niên xuất hiện ở hắn phía sau. Lúc này Dương Mẫu Nhân trong lòng kinh hãi. Lấy hắn hiện giờ thánh đạo một tầng tu vi, thậm chí còn Vân Môn Thiên Đình chi chủ thân phận, cư nhiên không có chút nào cảm giác được phía sau khi nào xuất hiện một người, nếu không phải đối phương mở miệng hắn căn bản không có phát hiện. Đây là kiểu gì khiếp sợ việc. Luận thực lực hắn có thể chém giết thánh đạo ba tầng, muốn chạy trốn quá hắn cảm giác. Trừ phi so với hắn còn cường đại không ngừng một hai cái thậm chí là ba cái cảnh giới cường giả mới có thể làm được đi. Nhưng cố tình thiếu niên này vô thanh vô tức liền xuất hiện ở hắn phía sau không đủ 5 mét địa phương. Làm Dương Nghị Vân như thế nào không khiếp sợ. Nhìn kỹ ánh mắt đầu tiên liền quen mặt. Thiếu niên màu da trên mặt đều đỏ lên, vẫn là chát hai cái hướng lên trời biển, trên người là một thân yếm đỏ na tia, a hơn phân nửa, ăn tay mà đứng. Dương Nghị Vân xem qua đi thời điểm. Nhìn đến thiếu niên đôi mắt phiếm hồng quang. Này, ngươi là nói nhi. Dương Nghị Vân có điểm không thể tin được. Hơn 800 năm trước thời điểm, huyết anh chính là 23 tuổi đại, nhưng hiện tại một chút chính là 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Nếu không phải hắn kêu sư phụ, đại thể màu da cùng trang điểm bộ dáng hơn nữa một thân huyết sát hơi thở, đều nói cho hắn đây là chính mình quan môn đệ tử Dương Tu Đạo nói, Dương Nghị Vân là thật không dám tin tưởng. Đúng vậy. Sư phụ là ta, đều mau 1000 năm, ngươi vì cái gì không tới xem ta. Còn muốn đem sơn cốc này phong ấn lên. Đã lớn lên đến 15 đến 16 tuổi huyết anh giờ phút này đối mặt Dương Nghị Vân, lại là có chút chất vấn mang theo oán khí, hai tròng mắt lập lòe huyết quang chi sắc. Dương Nghị Vân nghe được đồ đệ chất vấn, lại là nhất thời ngư tắc, hắn không lời gì để nói, đích xác đem huyết anh an bài ở chỗ này, trừ bỏ sợ Vân Môn những đệ tử khác sẽ đối huyết anh khác thường đối đãi ở ngoài. Dương Mẫu Nhân trong lòng còn lo lắng chính là, hắn nếu là không hề Vân Môn thời điểm, huyết anh nửa tu la thân phận ra vấn đề, ở sơn cốc hạ cấm chế, tương đương là đem cái này đệ tử nhốt ở nơi này ý tứ. Một cái tiểu hài tử năm đó tiến vào thời điểm cũng liền 2-3 tuổi, một người, ở cái này sơn cốc một đãi chính là 8-900 năm, chỉ cần là có tư tưởng, liền sẽ cô độc. Huyết anh giờ phút này tràn ngập oán khí chất vấn, làm Dương Mẫu Nhân một trận áy náy, cũng là không biết như thế nào đáp lại. Hắn cảm nhận được huyết anh trên người hơi thở không đúng, thực không ổn định, trong chốc lát cường, trong chốc lát nhược, huyết sát vần quanh toàn thân. Vội vàng mở miệng nói nhi là vi sư sai, mấy năm nay vi sư đi ra cửa, không có tới xem ngươi, kỳ thật vi sư cũng tưởng ngươi, cho ngươi nhận lỗi, đúng rồi vi sư lần này trở về cho ngươi mang lễ vật. Dương Nghị Vân trở tay chi gian, trong tay liền xuất hiện một chi màu trắng một sừng, ước chừng 9 mét trường, 3 mét thô. Nhưng trở tay gian đã bị hắn luyện hóa tới rồi một thước tiểu, đưa cho huyết anh. Này chi một sừng, đúng là năm đó ở Hồng Hoang chém giết 6 mục một sừng thú một sừng. Hắn đích xác ở lúc ấy thu 6 mục cùng một sừng, liền đem một sừng chuẩn bị cấp huyết anh, 6 mục còn lại là cấp mặt khác mấy cái hài tử lễ vật làm pháp khí. Cứ việc Dương Mẫu Nhân đối huyết anh trái lương tâm nói một câu tưởng niệm,
nhưng cái này một sừng lễ vật lại là thật sự. Hắn không có thể trước tiên tới xem cái này quan môn đệ tử, là vừa trở về liền đụng phải Bạch Vệ dẫn người tấn công Vân Môn Thiên Đình, lúc sau bị Mầu Thần nương nương lăn lộn, cấp quên mất. Nói thật, Dương Mỗ Nhân đối Huyết Anh cái này đệ tử là, đánh tâm nhãn thích. Giờ phút này thấy Huyết Anh mang theo oán khí hơi thở không xong, Dương Nghị Vân không dám kích thích hắn, chỉ có thể lấy tình cảm cảm hóa. Trong tay một sừng đưa qua đi thời điểm, giờ khắc này Dương Nghị Vân là phát ra từ thiệt tình. Huyết Anh không vươn tay tiếp được, nhìn Dương Nghị Vân, nhìn lại một sừng, trên người huyết sát chi lực dần dần nội liếm đi xuống, trong ánh mắt huyết quang mắt chậm rãi tiêu tán, biến thật tinh mắt lược, hắn chung quy vươn tay tiếp nhận Dương Nghị Vân đưa qua một sừng lễ vật. Nhìn Dương Nghị Vân nói, sư phụ ta gặp rắc rối. Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hắn đối với những lời này quá khắc sâu trong lòng, bởi vì năm đó hắn muốn thu Huyết Anh vì quan môn đệ tử thời điểm, rất nhiều người đều khuyên người khác, đối mặt Huyết Anh ngày sau sẽ gặp rắc rối, mà hắn còn lại là đối mọi người nói, hắn chính là ta đệ tử, mặc kệ ngày sau Huyết Anh xông cái gì họa, đều có hắn cái này đương sư phó khiêng. Hiện tại nghe được Huyết Anh nói ra một câu ta gặp rắc rối, Dương Mỗ Nhân trong lòng liền nắm lên. Nuốt khẩu nước miếng nói, ngươi sấm cái gì hỏa? Ta đem sư phụ thiết hạ cấm chế đánh vỡ. Huyết Anh nhược nhược nói chuyện. Cùng vừa rồi cái loại này tràn ngập oán khí bộ dáng so sánh với, lúc này Huyết Anh Dương Nghị Vân cảm giác mới là chính mình cái kia ngoan ngoãn đệ tử. Nghe được Huyết Anh nói chuyện, Dương Nghị Vân trong lòng thật dài tặng khẩu khí. Nguyên lai chính là đánh vỡ cấm chế. Này liền không phải cái gì đại sự. Hắn còn tưởng rằng Huyết Anh nói gặp rắc rối là cái gì đại sự đâu. Duỗi tay đi ra ngoài, ở Huyết Anh trên đầu sờ sờ cười nói, đánh vỡ liền đánh vỡ, vốn dĩ sư phụ hôm nay tới tìm ngươi liền phải triệt rớt cấm chế, nói nhi ngươi hiện tại khả năng tha thứ sư phụ sao? Ân, là nói nhi sai rồi, sư phụ có đại sự làm, nói nhi không nên trách cứ sư phụ. Huyết Anh nói, thật ngoan, sư phụ đáp ứng ngươi từ hôm nay trở đi liền vẫn luôn đem ngươi mang theo trên người. Sư phụ đi chỗ nào nói nhi đều đi theo tốt không? Dương Nghị Vân mỉm cười nói. Kỳ thật hắn là thấy được hôm nay Huyết Anh oán khí huyết sát dị thường, quyết định từ giờ trở đi liền đem Huyết Anh mang theo trên người, xem hôm nay Huyết Anh bộ dáng, thực rõ ràng là có ma hóa dấu hiệu, nếu là không đem Huyết Anh mang theo trên người coi chừng, chưa chừng đứa nhỏ này ma hóa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày kia hoàn toàn ma hóa biến thành ma hóa huyết tu la, kia mới là chân chính đại họa. Đối với cái này đệ tử tiềm lực Dương Nghị Vân chưa từng có hồi ức quá, thậm chí ở trong lòng hắn Huyết Anh thành tựu tiềm lực, muốn vượt qua hắn bên người bất luận cái gì một người, bao gồm Tiểu Phượng Hoàng nghé con bọn họ. Nhưng là một khi Huyết Anh ma hóa thành huyết ma tu la, tất nhiên là mất khống chế, đến lúc đó ai cũng chưa biện pháp đem hắn kéo trở về. Vì bảo hiểm khởi kiến Dương Nghị Vân quyết định đem Huyết Anh mang ở chính mình bên người nhìn, bởi vì năm đó Huyết Anh xuất thế có thể nói là hắn một tay thúc đẩy. Huyết Anh cũng chỉ nhận hắn. Mà trái lại Huyết Anh đối hắn phi thường ỷ lại, nói đến cùng Huyết Anh vẫn là cái hài tử, tâm linh thượng là nhỏ yếu, yêu cầu người chiếu cố, bị hắn nhốt ở sơn cốc một người một đãi chính là 8-900 năm, đối với một cái hài tử tới nói, cái này thực tàn nhẫn, cũng khó trách Huyết Anh sẽ xuất hiện ma hóa dấu hiệu. Ngẫm lại Dương Nghị Vân cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn xuất hiện ở vãn một cái mấy chục thượng trăm năm, sợ là Huyết Anh thần tính một mặt, hoàn toàn sẽ bị ma tính cắn nuốt, đến lúc đó sẽ trực tiếp hóa ma, cho đến lúc này, còn không biết Huyết Anh sẽ gặp phải cái gì chân chính đại họa tới, đặc biệt đây là Vân Môn Thiên Đình, đầu tiên tao ngộ tất nhiên là Vân Môn đệ tử. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân mới hạ định quyết định đem Huyết Anh từ hôm nay trở đi liền đãi ở chính mình bên người, hắn yêu cầu chính là Huyết Anh thần tính một mặt hoàn toàn cắn nuốt rất ma tính, về sau trưởng thành vì một cái cường đại thần linh, mà không phải làm Huyết Anh biến thành huyết ma đầu. Đứa nhỏ này 8-900 năm thời gian, mặc kệ là thân thể cái đầu trưởng thành, trọng điểm là hắn lực lượng cũng trưởng thành, hơn nữa vẫn là thật lớn tăng trưởng. Chính như ban đầu, Huyết Anh như thế nào xuất hiện ở hắn sau lưng có hắn đều không có chút nào phát hiện, suy nghĩ một chút quả thực đáng sợ. Này chẳng phải là nói Huyết Anh hiện giờ thực lực đã đạt tới thánh đạo trình tự, hơn nữa vẫn là không yếu thánh đạo thực lực. Bất quá, Huyết Anh đạt tới thánh đạo cư nhiên không có chứng đạo dị tượng. Nhưng lật qua tới ngẫm lại, Huyết Anh bản thân chính là không giống người thường tồn tại, hắn trưởng thành tự nhiên phi với thường nhân, căn bản không thể theo lẽ thường luận chi, không có tu đạo cảnh giới cấp bậc đối đãi. Điểm này phi thường đặc biệt, khá vậy không khó lý giải. Dù sao cái này đệ tử Dương Nghị Vân biết không có thể một hồi lý luận.
hắn từ giờ trở đi, phải hảo hảo nhìn, cũng muốn hảo hảo dạy dỗ mới là. Giờ phút này Huyết Anh tự nhiên không biết sư phụ nói mang theo hắn tại bên người, là bởi vì sợ hắn ma hóa, chung quy là tiểu hài tử tính tình, chỉ biết sư phụ sẽ không ở đem hắn một người ném ở chỗ này, tức khắc cao hứng lên, hoan hô một tiếng nói, cảm ơn sư phụ thật tốt. Sổ dọc, đáp ứng ngươi tại bên người, nhưng nói như ngươi cũng muốn đáp ứng vi sư, nhất định phải nghe lời minh bạch sao. Dương Nghị Vân nhìn Huyết Anh nói. Nghe lời, nói nhi nhất định nghe sư phụ nói. Huyết Anh vẻ mặt vui vẻ ý cười. Dương Nghị Vân cười cười nói nhi ngươi, có phải hay không lực lượng có tăng nhiều. Tới, thử đánh vi sư một kích, làm vi sư nhìn xem nói nhi thực lực. Vốn dĩ chính là muốn thử xem cái này đệ tử thực lực, cũng hảo tâm hiểu rõ. Chính là làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, chỉ thấy Huyết Anh lắc đầu nói nhi không cần đại sư phụ. Dương Nghị Vân nghe trong lòng ấm áp, đứa nhỏ này mặc kệ người khác thấy thế nào, cũng mặc kệ thấy thế nào người khác, nhưng là từ năm đó đến bây giờ, vĩnh viễn trong lòng đều có hắn, thật sự làm Dương mẫu nhân trong lòng cảm động, cũng âm thầm nói cho chính mình, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn. Hơi hơi mỉm cười nói, cũng thế, không uổng công vi sư đau lòng ngươi một hồi, hảo, đi theo vi sư xuất cốc đi. Hảo Huyết Anh nhảy nhót, trên đầu hai chi hướng lên trời biện đong đưa lên, thực buồn cười. Dương Nghị Vân nhìn Huyết Anh trang điểm nói, chỉ chớp mắt ngươi đều là thiếu niên, cái này hướng lên trời biện liền từ bỏ, vi sư lại cấp một bộ quần áo, yếm cũng ăn mặc không thích hợp, về sau ngươi mặc kệ là vi sư quan môn đệ tử, càng là vân môn thiên đình quan môn đệ tử, cũng là vân môn đạo thống quan môn đệ tử, chung quy là muốn giảng điểm thân phận thể diện. Huyết Anh cái hiểu cái không, nhưng là sư phụ nói cái gì, hắn đều gật đầu. Đương nhiên Dương mẫu nhân nói như vậy. Cũng đều không phải là hắn muốn cái gì bộ tịch, nói đến cùng vân môn thiên đình hiện giờ mấy chục vạn môn nhân đệ tử, có người địa phương chính là giang hồ, bên người đệ tử nếu là quái dị, hoặc là quá mức nhu thuận, đối chính bọn họ bản thân cũng sẽ mang đến phiền toái, đặc biệt Huyết Anh thân phận đặc thù, càng là không thể chịu cái gì kích thích. Làm vân môn đệ tử đối Huyết Anh bảo trì nhất định tôn kính vẫn là cần thiết. Còn có những đệ tử khác, mấy cái hài tử từ, Dương Nghị Vân nghĩ về sau đều phải công đạo. Tuy rằng hắn nghiêm khắc yêu cầu bọn họ không thể lấy thân phận ức hát yêu ta người, nhưng trải qua thượng một lần có đệ tử đối Triệu Nam áp lưỡi căn tử, nói tu vi phía dưới gì đó lời nói lúc sau, Dương Nghị Vân liền biết hắn trước kia đối mấy cái hài tử cùng các đệ tử yêu cầu không quá thích hợp. Hiện tại vân môn càng là trở thành thiên đình, trở thành thần giới đạo thống, một ít quy củ cùng uy nghiêm là rất cần thiết, vân môn thiên đình cũng ở hấp thu môn nhân đệ tử, hắn đại đạo chi ngôn. Giáo dục không phân nổi giống đều không phải là một câu lời nói suông. Tiếp được hắn cấp Huyết Anh luyện chế một thân thích hợp chiến y, mấy bộ thích hợp thần y, lại đem hai chi hướng lên trời biện chát ở cùng nhau, tức khắc làm thoạt nhìn 15 đến 16 tuổi Huyết Anh anh soái vài cái cấp bậc. Lần này hắn cấp Huyết Anh luyện chế chiến y lấy màu đen là chủ, phái thượng Huyết Anh màu đỏ màu da, cùng hắn độc hữu huyết sát hơi thở, tức khắc liền có vài phần túc sát chi khí, thậm chí có điểm quỷ dị. Dương Nghị Vân vỗ vỗ Huyết Anh bả vai nói, không tồi, soái khí, hiện tại có thể. Đa tạ sư phụ, Huyết Anh đối quần áo của mình thực vừa lòng, duỗi tay sờ sờ, trên mặt tươi cười không ngừng. Thầy trò hai mới vừa nói qua thời điểm, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía chân trời nhìn lại. Hắn phát hiện có người từ Nam Thiên Môn hóa thành một đạo trùng tia sáng mà đến, nhưng là hơi thở phi thường không xong. Nói nhi đi rồi, là tiểu tám đã trở lại. Dương Nghị Vân trước tiên liền phát hiện là Linh vừa thu lại hạ thánh yêu Linh tiểu tám, bất quá giờ phút này tiểu tám lại là bị thương trạng thái, hắn một cái lắc mình mà đi, trong lòng lại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là Linh vừa ra chuyện gì? Thánh chủ đã xảy ra chuyện. Đây là tiểu tám nhìn thấy Linh một lúc sau câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc chính là cái lộp bộp một chút. Hắn sợ hãi chính là Linh một bên kia xảy ra chuyện, một đoạn này thời gian tâm thần không yên. Hiện tại tiểu tám một mở miệng quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Nhìn tiểu tám Dương Nghị Vân búng tay vung lên chính là một giọt bất lão nước suối qua đi, trước ăn vào, sao lại thế này chậm rãi nói. Tiểu tám bị thương, nhìn thực trọng, nhưng là có bất lão nước suối đủ để cho tiểu tám khôi phục lại. Không đến 10 tức tiểu tám hơi thở liền ổn định xuống dưới, vội vàng mở miệng nói, thánh chủ là linh tôn xảy ra chuyện, bị Tu La Vương năm đại phân thân cấp liên hợp phục kích. Tiểu tám vẻ mặt kinh dị không chừng từ bắt đầu ngôn ngữ có chút hỗn loạn, đến hơn 10 phút sau, rốt cuộc nói rõ ràng.
Dương Nghị Vân cũng nghe xong rồi, nhưng hắn lại là sắc mặt âm trầm đi xuống. Dựa theo tiểu tám cách nói, năm đó bọn họ đều bị Linh Một an bài đi ra ngoài, các có nhiệm vụ, nhưng cũng lẫn nhau bảo trì thư từ qua lại, tiểu tám chính mình hay không tắc đi tìm hiểu tứ đại đạo thống tình báo người, cũng là vì tìm kiếm liên hệ sớm chút năm đi ra ngoài 16 danh thánh yêu linh. Linh thứ nhất là tình báo đầu lĩnh, nhưng lại là ở Tia, A được Tu La Vương đệ nhị danh phận đang ở thiên tộc ngũ hành chi đồng sự tộc sau, vì cấp phân môn tranh thủ ngàn năm phát triển thời gian, Linh Một tự mình rời núi, quyết định đi kiềm chế đệ nhị tôn Tu La Vương phân thân, đương nhiên nếu là có thể Linh Một hồi phân hóa thiên tộc ngũ hành gia tộc, làm ngũ hành gia tộc liên hợp lại tiêu diệt đệ nhị tôn Tu La Vương phân thân. Linh Một sở dĩ dám như vậy đi mạo hiểm là bởi vì ở thiên tộc ngũ hành chi đồng sự tộc có người một nhà, sớm nhất từ chúng thần vực đi ra ngoài 16 danh thánh yêu linh chi nhất thánh yêu linh lão tam chính là ngũ hành chi đồng sự tộc một người lão tổ, hoặc là hòa giải tên kia lão tổ chi gian là bình đẳng khế ước quan hệ, giống như là năm đó tím cầm thần ma cùng thánh yêu linh lão thất quan hệ giống nhau, đều là dung hợp ở ký chủ trên người lẫn nhau thành tựu cái loại này quan hệ. Linh Một dám một mình đi trước thiên tộc ngũ hành chi đồng sự tộc, cũng đúng là bởi vì có thánh yêu linh lão tam tồn tại, tương đương ở nội bộ có cái người một nhà, cho nên dám đi. Nhưng không nghĩ tới, chuyện xấu liền phá hủy ở nơi này. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thánh yêu linh lão tam ra vấn đề. Linh Một cũng chưa nghĩ đến thánh yêu linh lão tam sẽ làm phản, nguyên bản điểm này là không có khả năng, liền tính là thánh yêu linh lão tam làm phản, ở thánh yêu thế giới thần linh Linh Một chính là nhất đẳng nhất vương giả, trời sinh liền đối thánh yêu linh có áp chế. Nhưng mọi việc không có tuyệt đối. Ai cũng không nghĩ tới, thánh yêu linh lão tam cư nhiên phản phệ ký chủ hành hỏa lão tổ, cùng Tu La Vương phân thân đạt thành cái gì hiệp nghị, ở thời khắc mấu chốt liên hợp Tu La Vương phân thân phản phệ Linh Một. Phản phệ liền phản phệ đi, bằng Linh Một thủ đoạn liền tính là Tu La Vương phân thân cùng thánh yêu linh lão tam liên hợp cũng đừng nghĩ lưu lại Linh Một, nhưng âm hiểm chính là, không ngừng một tôn Tu La Vương phân thân. Lúc trước Linh Một ý tưởng là ẩn núp ở thiên tộc hành hỏa gia tộc trước hết nghĩ biện pháp bám trụ đệ nhị tôn Tu La Vương phân thân, cấp phân môn thiên đình tranh thủ thời gian, tận lực làm Dương Nghị Vân bọn họ trưởng thành, sau đó phái ra thủ hạ thánh yêu linh đi phân hóa ly gián cái khác thiên tộc bốn người thạo nghề tộc, tốt nhất là liên hợp lại diệt Tu La Vương phân thân. Hết thảy từ lúc bắt đầu đều tính kế hảo, cũng đều thuận lợi tiến hành, cho nên mấy trăm năm gian cũng không có sốt ruột động thủ. Chờ đến khoảng thời gian trước Linh Một triệu hồi sở hữu tản đi ra ngoài có thể tiến đến thánh yêu linh chuẩn bị hết thảy động thủ hết sức. Lại là không nghĩ tới thánh yêu linh lão tam ở thời khắc mấu chốt phản loạn. Lúc này Linh Một cùng sở hữu có thể tiến đến là thánh yêu linh ngược lại bị người ta tính kế. Cuối cùng ngả bài thời điểm, mới biết được là thánh yêu linh cư nhiên cùng Tu La Vương phân thân đạt thành cái gì hiệp nghị, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không hề nghi ngờ thánh yêu linh lão tam có thể cắn nuốt rất hắn ký chủ hành hỏa lão tổ cũng tất nhiên cùng Tu La Vương phân thân thoát không được can hệ. Đương nhiên này còn không phải điểm chết người chính là, Linh Một cùng thánh yêu linh nhóm cũng chưa nghĩ đến, toàn bộ thiên tộc ngũ hành trong gia tộc mỗi một nhà tất nhiên đều cất giấu một người Tu La Vương phân thân. Liền ở phía trước mấy ngày hành động chu sát đệ nhị tôn Tu La Vương phân thân thời điểm, bọn họ bị ước chừng năm đại Tu La Vương phân thân bao sủi cảo. 20 danh từ chúng thần vực ra tới thánh yêu linh, ra 13 muội ở đi theo Dương Tinh Phó không có tiến đến, cũng liền dư lại tiểu tám ở thời khắc mấu chốt đừng Linh Một lấy đại pháp lực đưa ra tới báo tin ở ngoài, mặt khác toàn ngã xuống. Hơn nữa này trong đó còn có ẩn núp ở thiên tộc năm đại gia tộc trung ám vệ thánh yêu linh, cũng chính là 16 danh sớm nhất đi ra chúng thần vực thánh yêu linh toàn chết. Đến nỗi Linh Một, ở tiểu tám chạy ra tới thời điểm, nói là bị năm đại Tu La Vương phân thân cấp bắt lấy. Hiện tại là tình huống như thế nào không thể hiểu hết. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng lúc này tiểu tám bổ sung nói, Thánh chủ, Linh Tôn làm ta nói cho ngươi, trong thời gian ngắn đừng đi quản bọn họ, làm ngài bảo hộ hảo Vân Môn Thiên Đình, chuẩn bị sẵn sàng Tu La Vương phân thân tất nhiên sẽ đánh thượng Vân Môn Thiên Đình. Hiện tại sở hữu thiên tộc ngũ hành gia tộc trên cơ bản đều bị Tu La nhất tộc khống chế, về sau làm ngươi mọi chuyện tiểu tâm hành sự. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí nói, mang ta đi. Thánh chủ không thể đi a à, tiểu tám quỳ xuống cầu xin, tiểu tám thái thanh sở năm đại Tu La Vương phân thân liên hợp ở bên nhau ý nghĩa cái gì? Dương Nghị Vân nâng khởi tiểu tám đạo, lên, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, mặc kệ như thế nào ta đều phải đi tìm một chút Linh Một, chẳng sợ còn có một tia hy vọng, đều phải đi cứu hắn, ta tu vi đã nhập thánh,
đến lúc đó liền tính đánh không lại, thoát thân cũng là không thành vấn đề, linh một vì vân môn thiên đình mà chiến, ta không thể mặc kệ, hy vọng bọn họ còn giết hắn. Chính là, tiểu tám còn tưởng khuyên can, lại là bị Dương Nghị Vân giơ tay đánh gãy. Ta ý đã quyết, Dương Nghị Vân kiên định nói. Khẩu khí này hắn nuốt không nổi nữa, mười mấy danh thánh yêu linh đều đã chết, linh vừa hiện ở cũng sinh tử không biết, tốt nhất kết quả là bị bắt giữ, chỉ cần có một đường hy vọng hắn đều phải đi cứu linh một. Lần này tổn thất quá nặng quá nặng. Hắn đối thánh yêu linh nhóm phù hộ rất lớn hy vọng, cho rằng là thế gian tốt nhất tình báo nhân viên, nhưng lần này xem như một chút toàn hủy hoại. Bị người tính kế. Hơn nữa tương đương là đừng một cái bên trong phản đồ tính kế, khẩu khí này tuyệt đối nuốt không đi xuống. Thánh yêu linh lão tam, tên này bị Dương Nghị Vân thật sâu khắc vào trong lòng, quả thực so Tu La Vương phân thân còn đáng giận, không chỉ có là linh một tay hạ phản đồ, càng là toàn bộ vân môn thiên đình phản đồ. Thanh lý môn hộ cần thiết làm. Hắn chờ không được, đối linh một còn ôm có hy vọng. Lại nói dựa theo tiểu tá mang về tới tin tức, năm đại Tu La Vương phân thân tề tụ ở bên nhau, thiên tộc ngũ hành gia tộc đều bị Tu La hóa, ít ngày nữa liền sẽ đánh thượng vân môn thiên đình tới. Cùng với chờ nhân ra đánh tới cửa tới, còn không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại vân môn là tập thể bế quan mấu chốt nhất thời điểm, chưa chừng ngay sau đó chính là ra đời thánh nhân thời điểm, tuyệt đối không thể làm người quấy rầy, cho nên hắn càng muốn ở Tu La Vương tấn công tới cửa phía trước xuất kích. Chủ động đi tìm Tu La Vương phân thân với hắn mà nói là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nương nương khán hộ hảo thiên đình, ta ra cửa một đường. Đứng ở giữa không trung Dương Nghị Vân đối với Mầu Thần cung hô một câu, ngay sau đó mang theo Huyết Anh cùng Tiểu Tám ngay lập tức từ Nam Thiên Môn mà đi. Hắn muốn đi sát Tu La. Mầu Thần nương nương tuy rằng vào thánh đạo, lẽ ra mang lên Mầu Thần nương nương sẽ là hắn một cái đắc lực giúp đỡ, nhưng so sánh với tới, Vân Môn Thiên Đình mới là căn bản, trước mắt cũng chỉ có Mầu Thần nương nương một cái nhập thánh, vẫn là làm Mầu Thần nương nương lưu lại tọa trấn Thiên Đình, hắn trong lòng mới kiên định, bởi vì còn có Âm Dương đạo chủ Dương Nghị Vân không thể không phòng. Lãnh đi thời điểm hắn trực tiếp cấp Mầu Thần nương nương công đạo một câu, hắn tin tưởng nàng có thể hiểu. Mầu Thần cung nội, Mầu Thần nương nương nghe được Dương Nghị Vân này một câu, nhìn xa Nam Thiên Môn phương hướng lẩm bẩm, muốn bình an, chờ ngươi hồi. Làm trước mắt Vân Môn Thiên Đình duy nhất thánh đạo, nàng tự nhiên rõ ràng Dương Nghị Vân không mang theo nàng đi nguyên nhân. Trong lòng tuổi lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp. Bởi vì nàng thực hiểu biết Dương Nghị Vân là cái gì tính tình, mặc kệ là kiếp trước Thánh Thiên Đế vẫn là kiếp này Dương Nghị Vân, đều có cái lớn nhất tương đồng ưu khuyết điểm, đó chính là nhất chú trọng tình nghĩa, thân nhân bằng hữu vĩnh viễn ở trong lòng hắn đệ nhất vị. Vân môn cả gia đình người là hắn lớn nhất lo lắng, tự nhiên phải có người tọa chấn. Hồi lâu lúc sau, Mầu Thần nương nương mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó nhìn về phía chân trời nói, hy vọng các ngươi đều mau một chút khôi phục. Nàng chỉ tự nhiên là tạp mao điểu cùng ánh trăng, này hai tôn cũng là đứng đắn đại thần. Dương Nghị Vân trong lòng kỳ thật cũng không có sợ hãi, càng có rất nhiều phẫn nộ. Mất đi rất nhiều thánh yêu linh đau lòng cùng phẫn nộ chiếm cứ hắn toàn bộ cảm xúc, đến nỗi tiểu tám nói năm đại Tu La Vương phân thân cùng đã đừng Tu La hóa thiên tộc ngũ hành gia tộc, hắn không sợ chút nào. Kỳ thật tới rồi thánh đạo cấp bậc chiến đấu, đã không phải số lượng ưu thế. Trừ phi là cùng đẳng cấp số lượng mới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không thánh đạo dưới đều là con kiến, này cũng không phải là một câu lời nói suông. Liên tính là có trăm vạn ngàn vạn thánh đạo một chút thần linh, đối mặt thánh đạo cường giả cũng là không thể nề hà. Đến nỗi một chút xuất hiện năm tôn Tu La Vương phân thân, Dương Nghị Vân ngay từ đầu bị lửa giận lấp đầy trong lòng không để ý, phi hành một đoạn thời gian sau, hắn bình tĩnh lại mới vang lên hỏi tiểu tám tình huống. Tiểu tám năm tôn Tu La Vương phân thân tu vi thực lực như thế nào ngươi có biết? Dương Nghị Vân hỏi tiểu tám. Tiểu tám cười khổ một chút nói, thánh chủ ta không thấy ra tới bọn họ tu vi, không đủ luận thực lực năm đại Tu La Vương phân thân hơi thở đều không sai biệt nhiều, so với linh tôn tựa hồ hiếu thắng một ít, linh tôn thực lực khôi phục tới rồi thánh đạo hai tầng đỉnh có thể so với ba tầng nông nỗi, tính lên năm đại Tu La Vương phân thân thực lực hẳn là ít nhất ở thánh đạo ba tầng cao giai đoạn. Dương Nghị Vân nghe xong thật đúng là nhăn lại điểm mày, bất quá nhìn thoáng qua bên người quan môn đệ tử Huyết Anh lúc sau, hắn cũng có nắm chắc, chính hắn bản thân là có thể chém giết thánh đạo ba tầng thánh đạo cường giả, tuy rằng đối phương người nhiều điểm, nhưng là có Huyết Anh hiệp trợ hỗ trợ nói, cho dù là năm đại Tu La Vương phân thân, hắn tin tưởng chính mình có thể toàn bộ cấp tiêu diệt.
Huống hồ hắn còn có Liễu Xanh Thần Thụ cùng với U Đều Chi Môn hai đại át chủ bài, sát còn thánh đạo ba tầng, thật đúng là không uổng lực. Chẳng qua hắn cũng biết chung quy là Tu La Vương phân thân cùng thần giới thánh đạo thần linh không giống nhau, vẫn là tràn ngập quỷ dị, phải cẩn thận ứng đối. Nhưng chung quy hắn mục tiêu là tiêu diệt kia năm cái vương bát đản, ngẫm lại ngã xuống thánh yêu linh hắn trong lòng liền từng đợt đau lòng. Còn có xuất hiện phản đồ thánh yêu linh lão tam, cần thiết diệt trừ thanh lý môn hộ. Đến nỗi linh một, Dương Nghị Vân thông qua thiên tâm đi cảm ứng, phát hiện linh một hơi thở còn tồn tại, như thế mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn đều phải đem linh một cấp cứu ra. Đối với linh một, Dương Nghị Vân cho rằng là đối vân môn thiên đình có công lớn người, lúc trước linh một cùng thỏ ra chính là giúp đại ân, hắn cũng không đem linh một đương người ngoài, chỉ cần có một đường hy vọng cần thiết cứu ra. Thánh chủ quá mạo hiểm, bọn họ chính là năm đại Tu La Vương phân thân A. Tiểu tám là không hiểu biết Dương Nghị Vân cái gì thực lực tình huống, nhưng lại tự mình đã trải qua lần này đại chiến, trong lòng lo lắng, cũng là vì Dương Nghị Vân suy xét. Dương Nghị Vân cười cười nói, đừng lo, chờ đi hành hỏa gia tộc, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, mượn dùng ngươi thiên phú liền đem linh một cho ta tìm được. Hảo đi, tiểu tám thấy Dương Nghị Vân tâm ý đã quyết, liền biết đã khuyên bất động, lúc này hắn cũng chỉ có mang theo Dương Nghị Vân tiến đến, đương nhiên trong lòng kỳ thật vẫn là thực thực cảm động. Bởi vì Dương Nghị Vân đây là đánh bạc mệnh đi cứu hắn lão đại. Cứu người sốt ruột, nửa ngày lúc sau ba người liền đến thiên tộc hành hỏa gia tộc. Dung Tiểu Tám nói, hiện tại toàn bộ thiên tộc ngũ hành gia tộc đều bị tu la hóa, thiên tộc ngũ hành gia tộc trên thực tế ở thần giới đã tồn tại trên danh nghĩa, hiện giờ đều năm đại ngũ hành gia tộc đều hội tụ ở hành hỏa gia tộc. Nơi này xem như Tu La Vương phân thân hang ổ. Năm đại gia tộc người thêm lên thượng trăm vạn đều có. Nói cách khác hiện tại có trăm vạn Tu La tộc hội tụ ở cùng nhau. Bọn họ ba cái muốn sấm, thật sự có thể nói là đầm rồng hang hổ. Chuẩn xác mà nói hẳn là Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh hai cái đi chiến đấu, tiểu tám nhiệm vụ là nghĩ cách tìm được linh một giải cứu ra tới. Đối mặt như thế tình huống, Dương Nghị Vân đến nay đều không có chút nào luống cuống, cái này làm cho tiểu tám trong lòng vô cùng kính nể, ám đạo, không hổ là thánh thiên đế tái thế. Nhìn một tòa thật lớn vô cùng đen nhánh núi lửa, tiểu tám nói, thánh chủ hành hỏa gia tộc liền ở kia tòa núi lửa bên trong, nhập khẩu ở đỉnh núi. Đi thôi, qua đi lại nói. Dương Nghị Vân gật đầu. Ba người đi tới núi lửa đỉnh, Dương Nghị Vân trong tầm mắt xuất hiện một cái đường kính trăm mét hố to, kỳ thật chính là một ngụm miệng núi lửa, mơ hồ có thể nhìn đến sơn khẩu trong vòng dung nham quay cuồng. Cũng cảm nhận được cường đại hỏa khí chi lực. Dung tiểu tám nói, tiến vào sơn khẩu trong vòng. Nhập khẩu kỳ thật ở giữa sườn núi địa phương, cũng không cần tiến vào dung nham bên trong đi. Thánh chủ muốn đi xuống sao? Tiểu tám hỏi. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, không cần phải, ta làm cho bọn họ ra tới, ngươi hiện tại che giấu lên, tùy thời mà động, đợi lát nữa nếu là chiến đấu cùng nhau, ngươi liền đi vào tìm linh một. Hảo, tiểu tám giờ đầu. Có biến hóa thiên phú chỉ cần tiểu tâm một ít, tiểu tám trà trộn vào đi một chút không khó. Ngay sau đó tiểu tám phi rơi xuống đi, hóa thành một cục đá, ẩn độn lên. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn bên người Huyết Anh nói nhi chờ lát nữa là một hồi ngạnh chiến, sợ sao? Nói nhi không sợ, Huyết Anh hai tròng mắt trung lập lòe đỏ đậm. Hảo, hết thảy cẩn thận, Dương Nghị Vân dặn dò một tiếng. Ngay sau đó đối với phía dưới miệng núi lửa, hắn nâng lên bàn tay. Thiên phạt vạn vật, thiên phạt thiên địa, thiên phạt đại đạo. Một hơi tam trưởng đối với phía dưới miệng núi lửa đánh đi xuống. Hắn chẳng những tính đi vào, tam dưới trưởng đi đánh giá Tu La Vương phân thân sẽ tự ra tới. Giữa hai bên là kiếp trước thù kiếp này oán, từ năm đó hắn chém giết đế tôn kia một tôn Tu La Vương phân thân bắt đầu cũng đã chú định, tương lai muốn đối mặt dưới thân chín đại Tu La Vương phân thân, hiện giờ một chút xuất hiện năm đại Tu La Vương phân thân, đây là hắn không nghĩ tới, nhưng cũng ở không kỳ quái. Ầm ầm ầm. Lấy hắn hiện giờ tu vi, thiên phạt tam trưởng uy lực tất nhiên là cường đại vô cùng, chẳng sợ nơi này là hành hỏa gia tộc hang ổ, ở hắn tam trưởng dưới tất nhiên cũng muốn nổ tung. Kinh thiên động địa nổ vang chung, phía dưới đen nhánh núi lửa nứt ra rồi từng điều một khe lớn, ngạnh sinh sinh bị hắn oanh khai. Ngay sau đó từng đạo cường đại hơi thở từ núi lửa trong vòng phóng lên cao. Lại là trước sau năm đại cường đại hơi thở, quả nhiên ở Dương Nghị Vân cảm giác chung đều ở thánh đạo ba tầng đỉnh cấp bậc. Âm sát thực trọng, đầy trời huyết khí, làm nhân tâm thần không yên. Ầm ầm ầm. Trước sau năm đạo huyết quang xuất hiện, hóa thành năm người ảnh,
Hảo tiểu tử, không lâu lúc sau đang muốn đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Hảo hảo hảo, hôm nay liền đem ngươi lưu lại, lúc sau bổn vương sẽ thân thủ phá hủy ngươi thiên đình, khai thiên thời đại có thể phá hủy ngươi thiên đình một lần, là có thể có lần thứ hai. Thù mới hận cũ cùng nhau tính. Bổn vương muốn thực ngươi huyết nhục. Bổn vương muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Thật là to gan. Xuất hiện 5 người, hình thái bộ dạng khác nhau, nhưng đều có điểm giống nhau, hai tròng mắt là xích hồng sắc. Phi thân ở không trung đem Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh vây quanh, mỗi người đều đang nói chuyện, lại là tự xưng bổn vương, thực hiển nhiên chính là Tu La Vương năm đại phân thân, nhìn như 5 người, kỳ thật là 1 người. Đều là Tu La Vương phân thân. Dương Nghị Vân nghe được bọn họ nói chuyện, cười lạnh nói, Tu La Vương thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng, Thánh Thiên Đế thời đại, nếu không phải có người chế tạo đại kiếp nạn, chỉ bằng ngươi một cái đến từ biển máu dị loại, cũng giết được Thánh Thiên Đế. Ha ha, bản đế có thể giết ngươi đệ nhất tôn phân thân, hôm nay là có thể diệt ngươi sở hữu phân thân, Tu La tộc không nên tồn tại thần giới, ngươi chờ giết ta Thánh Yêu Linh toàn đáng chết. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian, trong tay liễu xanh thần thụ nơi tay, toàn thân hơi thở đại tác phẩm dựng lên, oanh một chút sau lưng hiện lên một gốc cây che trời cổ thụ, đúng là 10 đại đạo thụ hợp nhất, hắn đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Năm đại tu Tu La Vương phân thân khí thế như hồng, thấy Dương Nghị Vân như thế, lại cũng không dám đại ý, ở bọn họ trong mắt Dương Nghị Vân trên người phát ra mà ra hơi thở tẫn nhiên chút nào không thể so bọn họ bất luận cái gì một cái nhược, thậm chí từng có chi. Ầm 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 oanh, từng đạo huyết quang từ năm đại Tu La Vương phân thân trên người phóng lên cao, bọn họ cũng không phải thiện tra. Huyết Anh ở Dương Nghị Vân bên người hai tròng mắt đỏ đậm lên, toàn thân huyết sát vờn quanh, làm tốt chuẩn bị. Lần này là thầy trò hai ở đối với chiến đấu, nhưng sở hữu đối mặt địch nhân lại là trước nay chưa từng có, ước chừng năm đại Tu La Vương phân thân, hơn nữa vẫn là đạt tới thánh đạo cấp bậc tồn tại. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn kỳ thật một chút cũng không dám coi khinh Tu La Vương phân thân. Lúc trước cùng đế tôn thời điểm chiến đấu biết được, tổng cộng có 10 đại Tu La Vương phân thân ở thần giới, lần này một ít toát ra 5 cái, hơn nữa tất cả đều là có thể so với thánh đạo Tu La Vương phân thân. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, hắn vẫn là nội tâm không khỏi ngưng trọng. Tu La Vương phân thân sở đi nói cùng có được lực lượng hoàn toàn cùng thần giới thần linh không thông, dựng lên ở thần giới thời gian dài, là dựa vào đoạt xá thần linh phương thức tồn tại, bản thân đã có được thần giới thần linh một ít thần lực, hai cái thế giới lực lượng dung hợp ở bên nhau, sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, hắn cũng không hiểu biết. Cho nên đối mặt năm đại Tu La Vương phân thân thời điểm, Dương Nghị Vân đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Mà đúng lúc này thời điểm từ miệng núi lửa nội, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau chạy ra khỏi từng đạo xích quang. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là rậm rạp thân ảnh. Trong nháy mắt liền có mấy vạn mà ra, kế tiếp còn ở cuồn cuộn không ngừng mà ra. Một đám hơi thở tràn ngập âm sát huyết tanh, tất cả đều là Tu La. Tuy rằng so không được năm đại Tu La Vương phân thân, nhưng lại là số lượng khổng lồ. Lao tới sau hình thành một cái thật lớn hình tròn, cái này xem như bày ra thiên la địa võng. Dương Nghị Vân lại là không để ý này đó Tu La, hắn mục tiêu chính là Tu La Vương, chỉ cần xử lý năm đại Tu La Vương phân thân, những cái đó Tu La tộc không đáng để lo. Cho ta chết! Dương Nghị Vân hiện tại chỉ nghĩ xử lý này mấy cái Tu La Vương phân thân. Gầm lên giận dữ, trực tiếp khai làm. Thượng thủ chính là Liễu Xanh thần thụ quét ngang 360 độ. Bước vào thánh đạo lúc sau Dương Mẫu Nhân thúc dục Liễu Xanh thần thụ tự nhiên là bất đồng hưởng ứng. Phía chân trời phía trên bị chói mắt lục quang chiếu sáng lên. Oanh! Một kích mà ra. Năm đại Tu La Vương phân thân căn bản là trốn tránh không được, nhưng lại cũng có phòng ngự trong người, một cái bạo giống chung phản kích. Bất quá Liễu Xanh thần thụ trung quy là ra đời hỗn độn bẩm sinh 10 đại linh căn, làm pháp khí đã là thế gian đỉnh cấp. Ở nặng nề nổ vang bên trong. Năm đại Tu La Vương phân thân lại là bị Dương Nghị Vân này một kích cấp trực tiếp đánh lui đến mấy ngàn mét ở ngoài. Cường đại liễu xanh bắn quang không có giết chết trong đó bất luận cái gì một cái. Điểm này lại là ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, nhưng lại là lan đến gần hiểu rõ bốn phía tầm thường Tu La. Ở từng tiếng kêu thảm thiết chung, lần này ước chừng có mấy vạn tầm thường Tu La hôi phi yên diệt. Giống giống giống. Năm đại Tu La Vương phân thân thấy vậy phát ra giống giận. Một đám trên người huyết sát ánh sáng bạo trướng, mơ hồ chung có hư ảnh pháp tương xuất hiện. Lại là ở trước tiên đối Dương Nghị Vân khởi xướng phản kích. Vèo vèo vèo.
như là tia chớp giống nhau thẳng đến Dương Nghị Vân công kích. Nói thụ thần quang,